Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 6. Vệ Thanh Giật còn không tính là gì, mấu chốt là Viêm Hoàng cung chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi Vệ Lăng Huyên cũng tại bên cạnh hắn. Hai người bọn họ mới vừa ở Viêm Hoàng tháp tu luyện, lúc này vừa đi ra. Vệ Thanh Giật vừa ra tới, liền thấy Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đang cười đùa, sau đó mọi người vây xem đều tại nhíu mày nghị luận, thần sắc vô cùng khó chịu. Thật nghĩ không thông, ra ra tại sao muốn đem hắn phóng xuất mất mặt. Coi như cấm đoán hắn tiết lộ thân phận, vạn nhất gia hỏa này muốn mượn thân phận Diệu Võ Dương Oai, chúng ta Vệ ra mặt mũi, đều sẽ để hắn mất hết. Vệ Lăng Huyên cau mày nói. Nhất là hắn mẫu thân sự tình, càng thêm mất mặt. Vệ Thanh Giật nói. Hắn đây là có chuyện gì, vì sao cùng Linh công chúa cùng một chỗ? Vệ Lăng Huyên nói. Ngươi không nghe thấy sao? Khẳng định là hắn lừa gạt Linh công chúa. Linh công chúa cỡ nào người đơn thuần, tự nhiên phân biệt không ra cái này gieo xuống làm nên đồ. Vệ Thanh Giật lòng đầy căm phẫn nói. Thật là buồn nôn, nghĩ đến trên người hắn lại có chúng ta Vệ gia huyết, thật là khiến người ta buồn nôn. Vệ Lăng Huyên buồn nôn nói. Huyên tỷ, ngươi chờ, ta liền tới đây. Để cái này Lý Thiên Mệnh về sau chỉ có thể làm chuột chạy qua đường, nhìn hắn còn dám ra đây khoe khoang. Ta đi chung với ngươi, Linh công chúa là ta Lục sư tỷ tỷ muội. Ta cùng nàng tương đối quen thuộc, nàng hẳn là có thể nghe lời của ta. Vệ Lăng Huyên nói. Đúng rồi, nếu như ta trợ giúp Linh công chúa, thoát ly tiện nhân kia ma chảo, người nói Thanh công chúa có thể hay không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi. Vệ Thanh Giật hỏi. Nói không chừng đi, nhưng là muốn ta nói, Linh công chúa thực tế hơn, nàng không phải thật sự công chúa, mà lại rất xinh đẹp. Nàng mặc dù không có cộng sinh thú, nhưng tối thiểu có thể trợ giúp ngươi, làm gì đi mơ tưởng xa vời. Truy cầu ta Lục sư tỷ. Vệ Lăng Huyên nhắc nhở. Tốt ha, bất quá người nói đúng, Linh công chúa xác thực xinh đẹp, nếu như lần này nàng có thể cảm kích ta, nói không chừng đúng là một cơ hội, dù sao ta Vệ ra, không so với bọn hắn Chu Tước Vương tộc kém. Vệ Thanh Giật càng xem Linh công chúa, tâm lý thì càng luân hãm. Thật sự là quá đẹp. Liền Vệ Lăng Huyên đều thừa nhận nàng xinh đẹp, có thể nghĩ nàng đến cỡ nào tuyệt sắc. Phải biết. Đây là Vệ Lăng Huyên duy nhất thừa nhận xinh đẹp người, những người khác, cho dù là Thanh công chúa cùng Mộc Tình Tình, nàng đều không phục. Huyên tỷ, ta thử một chút cải biến mục tiêu, ngươi cùng ta cùng tiến lên, lời của ngươi nói, Linh công chúa khẳng định càng tin tưởng. Được, ta thì giúp ngươi một tay, muốn là được chuyện, đừng quên hiếu kính ta. Được rồi, tuyệt đối để Huyên tỷ ngươi hài lòng. Trong truyền thuyết Chu Tước quốc đệ nhất mỹ nhân nha, trắng tiện nghi ngươi. Hắc hắc. Cười còn về sau, Vệ Thanh Giật tằng hắng một cái, lấy chính nhân quân tử thái độ vào sân, cùng Vệ Lăng Huyên cùng một chỗ, khí thế hung hăng, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mà đến. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ thảo luận qua nhiều như vậy nội dung. Hắn hiện tại tâm tư đều tại tu luyện cùng Khương Phi Linh phía trên, hắn mới lười nhắc quản người bên cạnh kỳ kỳ oai oai. Nhưng là, làm hắn nắm Khương Phi Linh muốn bước vào Viêm Hoàng tháp thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện hai người ngăn tại trước mắt của hắn. Như vậy, đây hết thảy thì không đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vệ Lăng Huyên cùng Vệ Thanh Giật. Theo liên hệ máu mủ tới nói, bọn họ là biểu đệ của mình cùng biểu muội, cùng mình có thể nói vô cùng hôn. Loại này liên hệ máu mủ gần với thân huynh đệ thân tỷ muội. Lý Thiên Mệnh coi là chỉ là trùng hợp ngăn trở đường đi, cho nên hắn lôi kéo Khương Phi Linh hướng bên cạnh đi đến. Nhưng là... Vệ Thanh Giật hai người bọn họ trực tiếp bước một bước, lần nữa ngăn cản tại bọn họ trước mắt. Có việc, Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Có, chúng ta muốn hủy xuyên ngươi vô sỉ khuôn mặt, để Linh công chúa thấy rõ ngươi dơ bẩn tâm linh. Vệ Thanh Giật đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi là trang bức sao? Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Vệ Thanh Giật vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh dám can đảm lấy ánh mắt hài hước nhìn lấy chính mình, sau đó lại nhục chửi một câu. Tại Linh công chúa trước mặt bị chửi, mà lại là bị Lý Thiên Mệnh chỗ mắng, mang đến cho hắn nhục nhã sao mà to lớn, hắn một chút thì khống chế không nổi tính tình của mình. Lý Thiên Mệnh, ngươi ăn gan báo, ta hôm nay phải. Vệ Thanh Giật nói còn chưa dứt lời, trước hết để cho Vệ Lăng Huyên ngăn cản. Ngươi đừng nói trước, Vệ Lăng Huyên trước phân phó Vệ Thanh Giật một câu, sau đó lại đối Khương Phi Linh nói. Linh công chúa, ta không biết ngươi là tại sao biết Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngươi nhất định không hiểu rõ diện mục thật của hắn, tuyệt đối không nên để hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Người này trên thực tế là một cái vô sỉ ngân tặc,
rất nhiều người đều biết hắn làm qua cái gì bị ổi sự tình. Nàng một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, thoạt nhìn là tại vì Khương Phi Linh mà cuống cuồng. Đúng, Linh công chúa nhưng biết, người này 3 năm trước đây làm qua chuyện mất mặt gì sao? Mà lại, vài ngày trước, hắn lấy đệ nhất đệ tử thân phận tiến thiên phủ, lại náo loạn một chuyện cười, Linh công chúa còn không biết ha. Vệ Thanh giật gấp nói tiếp. Vậy các ngươi nói một chút, ta đến cùng làm sao mất mặt? Lý Thiên Mệnh bĩu môi. Hắn biết cái này biểu đệ biểu muội rất kiêu căng rất nhàm chán, cũng là không nghĩ tới nhàm chán đến loại trình độ này. Ngươi còn có mặt mũi nói. 3 năm trước đây ngươi hạ dược dâm loạn người khác lại bị giết cộng sinh thú, gây chê cười còn chưa đủ đại sao. Ta muốn là ngươi, đã sớm tự sát tạ tội, không mặt mũi thấy người. Ngươi còn dám ra đây lừa gạt đơn thuần Linh công chúa. Vệ Thanh giật lòng đầy căm phẫn, càng nói càng là kích động. Nói hay lắm. Loại này người, nên tự sát, tránh khỏi ô uế ánh mắt của người khác. Linh công chúa, tuyệt đối đừng để hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa, cái này ô uế chi người tuyệt đối là cái ngân côn, một chút phong độ đều không có. Rất nhiều cũng không so Vệ Thanh giật yếu thiên phủ đệ tử xông tới, trong mắt tràn đầy xem thường. Lý Thiên Mệnh, ngươi trực tiếp cút đi, về sau lại tới gần Linh công chúa, chúng ta toàn bộ thiên phủ đệ tử, đều sẽ để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vệ Lăng Huyên ngóc đầu lên, vạn phần kiêu ngạo nói. Lời nàng nói đưa tới không ít thiên phủ đệ tử phụ họa. Khương Phi Linh nghe nhiều như vậy về sau, nàng giống như có chút tức giận. Chỉ thấy, nàng bỗng nhiên tại vạn chúng chú mục phía dưới, ôm lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay, nhẹ dựa khẽ trên vai của hắn, vô cùng nói nghiêm túc. Ta không dùng các ngươi nói cho ta biết, chính ta hội phán đoán ai là người tốt, người nào là người xấu. Mời các ngươi không nên cản đường đi của chúng ta. Vệ Lăng Huyên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phi Linh lại còn là khăng khăng một mực cùng ở bên cạnh hắn, thậm chí còn tiếp xúc thân mật. Cái này có thể để mọi người nhãn cầu đều muốn rớt xuống. Linh công chúa, ngươi thật không biết hắn xấu xí khuôn mặt sao? Vệ Thanh giật cuống cuồng nói. Ca ca không có chút nào xấu xí là giễu cợt, trào phúng, khó xử người khác các ngươi. Khương Phi Linh thanh âm kiên quyết nói. Câu nói này nói ra. Mọi người đều ngây dại, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra vậy mà lại là loại kết quả này. Vệ Thanh giật quả thực như bị sét đánh. Mặc cho các ngươi làm sao nói xấu, Linh Nhi cuối cùng vẫn đứng ở ta nơi này một bên, như thế nào, có tức hay không? Ta tuy nhiên nhân phẩm kém, thiên tư kém, nhưng là Linh Nhi thì là ưa thích ta, có phục hay không đâu. Lý Thiên Mệnh rốt cục mở miệng, hắn lúc nói chuyện, nhếch miệng lên khẽ cười cho. Một câu có tức hay không? Càng làm cho Vệ Thanh giật bọn họ tức giận đến muốn thổ huyết. Linh Nhi, chúng ta đi, khác phản ứng những thứ này sẽ chỉ lan ra lời đồn tiểu nhân, ta thuần khiết như thế, bọn họ vậy mà nói xấu ta, thật sự là lòng dạ rắn rết. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ Khương Phi Linh bả vai, mang trên mặt tươi cười đắc ý, liền muốn vượt qua Vệ Thanh giật, đi vào Viêm Hoàng Tháp đi. Nói thật, câu nói này nói ra, người chung quanh sắc mặt đều đen. Bọn họ vốn cho rằng vạch trần về sau, Khương Phi Linh hội rời xa Lý Thiên Mệnh, để cái này trò cười triệt để trở thành càng lớn trò cười. Nhưng là, người nào chưa từng nghĩ đến, Linh công chúa vậy mà như thế kiên quyết. Bọn họ lại giận giận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nhìn lấy dã chư sắp ủi cải trắng. Loại kia xoắn suýt tâm tình buồn bực, quả thực làm người ta hộc máu. Loại này phiền muộn tại Vệ Thanh giật tâm lý càng thêm nồng đậm. Hắn sẽ không oán hận Khương Phi Linh. Nhất định là Lý Thiên Mệnh dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn, mới có thể để cho Linh công chúa vì hắn, liền thanh danh của mình đều không để ý. Trong lòng của hắn gào thét. Mắt thấy đơn thuần như vậy đáng yêu Linh công chúa, dần dần đi vào cái này Lý Thiên Mệnh âm hiểm ma chảo bên trong, tim của hắn đều muốn đang rỉ máu. Phiền phức tránh ra, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh nắm tay, không coi ai ra gì vượt qua bọn họ. Đứng lại! Vệ Thanh giật hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh cái kia mang theo khiêu khích ánh mắt, tức đến nỗi cực hạn. Hắn toàn thân hỏa diễm đã hoàn toàn đốt lên. Ngay tại hắn hét lớn một tiếng thời điểm, vậy mà bỗng nhiên xuất thủ, nhất quyền hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Linh công chúa, tuyệt đối không nên bị hắn mê hoặc, ta hôm nay thì hướng ngươi chứng minh, người này đến cùng đến cỡ nào ti tiện. Lý Thiên Mệnh ngay tại Vệ Thanh giật phía bên phải, Vệ Thanh giật một quyền này đánh tới thời điểm. Cánh tay trái của hắn trong nháy mắt đón đỡ một chút. Đến từ đối phương linh nguyên cảnh tầng thứ 5 hùng hồn thú nguyên chấn động tới,
đây là siêu việt bốn trọng cảnh giới áp chế. Bất quá Lý Thiên Mệnh cánh tay trái vô cùng kiên cường, lại vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên tương đương thô bạo, vội vàng ở giữa ngăn trở một kích này hoàn toàn không có vấn đề. Duy nhất không như vậy hoàn mỹ chính là, lực lượng khổng lồ vẫn là đem chấn bay ra ngoài. Bên phải hắn cũng là Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh đem thân thể chuyển một cái, đang bay ra đi đồng thời ôm lấy Khương Phi Linh eo. Hai người trên không trung ôm nhau xung quanh, sau cùng bình ổn rơi trên mặt đất. Hình ảnh như vậy bỗng nhiên có một loại thần tiên quyến lữ cảm giác. Nhất là Khương Phi Linh màu xanh lam váy ngắn trên không trung xoay tròn, cái kia trắng như tuyết chân dài như ẩn như hiện, gọi người nhìn một lần cho thỏa. Cái này còn là lần đầu tiên ôm ấp, trên không trung xoay tròn thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng con mắt của nàng đụng vào nhau. Thật là đẹp a, trách không được, người khác đều ghen ghét. Thời khắc này thế giới, chỉ có cái mặt này chứng nhi hơi hơi hồng nhuận phơn phớt cô nương, mang theo thẹn thùng nhìn lấy chính mình, sau đó đem đầu chôn ở ngực. Nếu như không phải cùng Mộc Tình Tình kết giao một năm, Lý Thiên Mệnh hiện tại cảm nhận được cũng là thuần chính mối tình đầu tâm động. Loại cảm giác này, so với lúc trước cùng Mộc Tình Tình cùng một chỗ thời điểm, thực sự thật tốt hơn nhiều. Mộc Tình Tình cho tới bây giờ đều không có đơn thuần như vậy, mà trước mắt trong ngực cái ánh mắt này, lại như thế tinh khiết. Giống như là không có bất kỳ cái gì tạp chất nước, thanh tịnh lộ chân tướng. Buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đáng tiếc tốt đẹp như vậy hình ảnh, lập tức lại để cho Vệ Thanh giật làm hỏng. Hắn nhất quyền không có nghiền ép Lý Thiên Mệnh, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt phía dưới, hắn lần nữa trùng sát mà đến, ngoài miệng nói. Lý Thiên Mệnh, ta muốn khiêu chiến ngươi, là nam nhân ngươi thì quang minh chính đại đánh với ta một trận, là bột mềm ngươi liền lăn, đừng có lại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Linh công chúa. Vệ Thanh giật xuất thủ, đạt được rất nhiều người chống đỡ, bọn họ ánh mắt nóng rực, tự nhiên là hận không thể lập tức để Lý Thiên Mệnh xấu mặt. Vệ Thanh giật linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nghiền ép cái này Lý Thiên Mệnh đầy đủ. Con hàng này 20 tuổi, tại bài vị chiến đánh bại 15 tuổi linh nguyên cảnh tầng thứ 3 Lâm Tiêu Tiêu, may mắn thành đệ nhất đệ tử. Hắn đoán chừng còn bản thân cảm giác tốt đẹp, thật tình không biết, thực lực của hắn cùng thiên phú, đều là thiên phủ hạ tầng. Thiên sư nhóm tập thể từ bỏ, còn không có để hắn tự ti, lại còn dám ra đây giả danh lừa bịp, thật làm chúng ta thiên phủ không ai. Vệ sư đệ, ta đề nghị ngươi phế bỏ hắn, để hắn đoạn tử tuyệt tôn, ta nhìn hắn còn dám ra đây gạt người. Có người xuất thủ, vì hả giận, bọn họ cũng cùng theo một lúc ồn ào, hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội phản kháng. Đối mặt Vệ Thanh giật oanh sát, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lưu luyến không rời đem Khương Phi Linh để xuống. Ca ca, ta chán ghét hắn, một bộ cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, đánh lấy chính nghĩa danh nghĩa, lại vì bản thân tư dục. Khương Phi Linh khẽ nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi giúp ta đánh bại hắn nha. Nàng lôi kéo Lý Thiên Mệnh góc áo, một tiếng này ngang ngược nũng nịu bên trong cho thấy dí dỏm đáng yêu, tuyệt đối gọi người cầm giữ không được. Cái kia trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tựa như là như điên cuồng, trong nháy mắt phấn khởi. Giờ này khắc này, hắn cảm giác liền xem như một cái vạn người quân đoàn, hắn đều muốn toàn bộ đạp nát. Cảnh giới gì chênh lệch, thực lực gì cùng thiên phú chênh lệch, tại mỹ nhân nũng nịu trước mặt đều là cứt chó. Lý Thiên Mệnh toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc hóa thành liệt hỏa chiến thần, hắn trong nháy mắt khóa chặt Vệ Thanh giật, trước mặt mọi người nói. Đến, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hôm nay phải cho ngươi đánh sợ chết khiếp không thể. Loại này khoác lác. Đương nhiên là gây nên một trận chế giễu. Ca ca, ta trợ giúp ngươi. Khương Phi Linh kiên định đứng ở Lý Thiên Mệnh bên người, hung thần ác sát, nhìn lấy Vệ Thanh giật. Có trợ giúp của nàng, vậy liền ổn thỏa. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhìn một chút, bọn họ phối hợp lại, đến cùng có thể sinh ra như thế nào chiến đấu lực. Khương Phi Linh 10 cái móng tay bên trong, phong ấn 10 loại năng lực đặc biệt, Phụ Linh chỉ là một cái trong số đó. Không biết trời cao đất rộng. Vệ Thanh giật còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh hội chật vật bỏ chạy, hắn liền sợ Lý Thiên Mệnh chạy. Lý Thiên Mệnh vậy mà tiếp nhận khiêu chiến, hắn nhịn không được tâm lý cười ra tiếng âm. Cứ như vậy, bọn họ trận chiến đấu này cũng là hợp pháp, vậy liền không chỉ là hắn một phương diện tìm việc gây chuyện. Cơ hội tới, trước hết để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại nói, Linh công chúa ta giúp ngươi giải quyết, nàng hiện tại chỉ là bị lửa váng đầu. Vệ Lăng Huyên nói, Huyên tỷ. Ngươi thì nhìn lấy biểu hiện của ta tốt, trong vòng 3 chiêu, ta để cái này làm nên người mặt mũi bầm dập.
Vệ Thanh Giật đạt được ủng hộ của mọi người cùng gieo hò. Hắn không nói thêm lời, lại khóa chặt Lý Thiên Mệnh về sau, hắn trực tiếp theo trên bậc thang bay xuống, hướng về Lý Thiên Mệnh đâm vọt lên. Vệ Thanh Giật binh khí, là một thanh cấp 4 thú binh, đó là một thanh trường thương màu vàng óng. Trường thương này cũng không thẳng tắp, mà chính là như một đầu biển sâu kim sắc giao long một dạng, siêu siêu vẹo vẹo. Bất quá không thể phủ nhận binh khí này vô cùng bá đạo cùng thô bạo, tại cấp 4 thú binh bên trong hẳn là cũng tính toán cấp cao nhất. Này thú binh tên là Kim Giao Thương. Kỳ thật lấy Vệ Thanh Giật ra thế, hắn cũng không phải là dùng không nổi cao hơn cấp 5 thú binh. Thú binh càng cần chính là trưởng khống, tu vi cảnh giới không đến, kỳ thật coi như nắm giữ càng cao cấp bậc thú binh cũng không phát huy ra uy lực tới. Trước mắt thích hợp nhất Vệ Thanh Giật cũng là cái này Kim Giao Thương. Trong tay hắn, thuần thục 3 năm Kim Giao Thương so trong tay người khác cấp 5 thú binh đều còn mạnh hơn. Vệ Thanh Giật tựa hồ không chuẩn bị triệu hồi ra cộng sinh thú. Trên thực tế thiên phủ bên trong đồng dạng khiêu chiến, trên cơ bản cũng sẽ không để cộng sinh thú xuất mã. Dưới tình huống bình thường, chỉ là hai cái ngự thú sư phân ra thắng bại, kỳ thật ngược lại càng trực tiếp càng thô bạo. Đương nhiên, nếu như muốn lựa chọn lấy cộng sinh thú cộng đồng xuất chiến, cái kia cũng không gì đáng trách, dù sao cộng sinh chiến đấu mới là thực lực mạnh nhất. Chết! Vệ Thanh giật mắt bốc kim quang, tay cầm kim giao thương, hắn thân pháp tựa như là một đầu rắn trườn. Cái kia kim giao thương cũng là hắn độc nha, tại kim quang lập lòe bên trong, cái kia kim giao thương trực tiếp thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Hắn thi triển chiến quyết, chính là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, thiên cương 36 thương. Cái môn này thương pháp uy lực nổ tung, nhất thương tiếp lấy nhất thương, liên tiếp không ngừng, một khi hình thành áp chế, chiêu chiêu chí mạng, hắn đối thủ căn bản khó có thể ngăn cản. Thiên cương 36 thương đặc điểm cũng là nhanh mà hung mãnh, kim quang lóe qua, người đã giết tới đây. Lý Thiên Mệnh tại trong tay áo, đã rút ra viêm long xiềng xích. Đây là cấp 5 thú binh, đối mặt Vệ Thanh Giật dạng này vệ phủ thiên tài, vệ tử côn nhi tử, hắn chắc chắn sẽ không khinh địch. Thậm chí bình thường tới nói, hắn hôm nay không phải Vệ Thanh Giật đối thủ. Đương nhiên, có Khương Phi Linh ở bên người, hết thảy lại khác biệt. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là cùng cộng sinh thú kề vai chiến đấu, đây là hắn lần thứ nhất cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ chiến đấu. Hắn cảm giác có thể cảm nhận được rất nhiều cấp độ càng sâu đồ vật. Tỷ như vào thời khắc này, làm Vệ Thanh Giật mãnh liệt đánh tới thời khắc, Khương Phi Linh kỳ thật không chút hoang mang. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được là một trận dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung phong bạo. Cơn bão táp này trong nháy mắt bao phủ ra, bao trùm nhất định khu vực, đem Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Thanh Giật đều bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cảm giác không phải là ảo giác. Hắn nhìn đến Vệ Thanh Giật tốc độ giống như trở nên chậm. Dù sao mỗi một chiêu một thức tựa hồ cũng vô cùng mất tự nhiên. Ca ca, cái này chính là thời gian chàng lực lượng. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, hắn nhớ đến nàng đã từng nói, nàng cái thứ hai đặc thù năng lực chính là thời gian chàng. So sánh Phụ Linh cùng Thiên Chi Dực tới nói, này thời gian chàng giống như càng thêm thần kỳ. Nó vậy mà có thể trưởng khống thời gian tốc độ chảy, tuy nhiên phạm vi rất nhỏ. Cải biến biên độ cũng không lớn. Nhưng là bất kể nói thế nào, làm chính mình không nhận thời gian chàng ảnh vang, mà đối phương lại bị thời gian trói buộc thời điểm, nhỏ bé chênh lệch, đều thẳng tiếp có thể thay đổi chiến đấu kết quả. Vệ Thanh Giật đã cau mày, hắn liên tục công kích 3 lần, đều bị Lý Thiên Mệnh tránh thoát. Kim giao thương kim quang xuyên qua, hoàn toàn không đụng tới Lý Thiên Mệnh, hắn đều không nghĩ ra, cái gì thời điểm chính mình tốc độ đánh có chút không có như vậy tùy tâm sở dục. Hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Khương Phi Linh đã hóa thành ánh sáng, Phụ Linh tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ông! Cái kia nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trên thân, hiện lên lấy quang mang trong suốt, giờ phút này dường như thiên thần hàng lâm. Lần này Phụ Linh, so với một lần trước còn hoàn mỹ hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có một loại trói buộc lực lượng quán xuyên toàn thân, để hắn toàn thân nhanh chóng sôi trào lên. Nếu như nói trên thế giới có máu gà, loại vật này, như vậy Phụ Linh cũng là cái này máu gà đi. Hắn cảm giác mình mặc kệ là nhục thân vẫn là thú nguyên, trong nháy mắt tiến nhập một loại nổ tung trạng thái, lực lượng vô tận hiện lên đi ra. Loại này cảm giác thoải mái, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn không được khẽ hừ một tiếng. Phốc, người thanh âm này nghe, tựa như là để Linh Nhi cho lên. Tiểu hoàng gà ở bên cạnh cười như điên. Người cầm miệng cho ta.
Lý Thiên Mệnh, thẹn quá hóa giận. Hắn là giận chính mình, dễ chịu coi như xong, làm gì muốn phát ra loại kia xấu hổ thanh âm a. Hắn cũng nghe được Khương Phi Linh tại trong thân thể mình cười, nàng là bị tiểu hoàng gà chọc cười. Linh Nhi muội muội, ngươi nhanh kiểm tra một chút cái này Lý Mỗ người tiền vốn, muốn là kích thước không được, ngươi thì sớm một chút cùng hắn gãy mất quan hệ, không phải vậy cưới sau sẽ không hạnh phúc. Tiểu hoàng gà cà cà cười nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại hận không thể quay đầu trước làm thịt cái này gà. Làm đến hiện tại phụ linh trạng thái dưới, hai người tâm lý đều phanh phanh nhảy, tựa hồ chú ý lực đều không tại Vệ Thanh Giật trên thân. Nói thật, nàng hóa thành phụ linh trạng thái, nước vọt khắp Lý Thiên Mệnh toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cảm giác như vậy, vẫn là rất quái dị. Đây chính là mắc cấp phụ linh. Nếu như không phải mắc cấp, căn bản sẽ không nước vọt khắp toàn thân, sẽ chỉ tập trung ở tay chân các loại khu vực. Cho nên nói, loại đãi ngộ này, cũng liền Lý Thiên Mệnh hưởng thụ qua. Khi bọn hắn còn tại mặt đỏ tới mang tai thời điểm, Vệ Thanh Giật đã lần nữa giết tới, Thiên Cương 36 thương điên cuồng bạo phát. Siêu siêu siêu. Mỗi một thương xuyên qua, đều có kim sắc quang mang bạo phát, lực đạo vô cùng mãnh liệt. Thời gian chàng mang cho hắn ảnh hưởng không tính phi thường lớn, chỉ có thể coi là trình độ nhất định suy yếu công kích của hắn tốc độ cùng tốc độ di chuyển. Bất quá, sự xuất hiện của hắn để Lý Thiên Mệnh đem thời khắc này, thẹn quá hóa giận, toàn bộ phát tiết ở trên người hắn. Để Khương Phi Linh phụ linh về sau, Lý Thiên Mệnh trên thân thiêu đốt lên nổ tung chiến ý, mà lại hắn gấp cần gấp chiến đấu đến tiêu trừ xấu hổ, đi làm dịu hai người tim đập thình thịch. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Lý Thiên Mệnh trực tiếp phun ra viêm long xiềng xích. Viêm long xiềng xích, từ đâu tới? Rất nhiều người đều biết binh khí này, có thể nói binh khí này mang đến nhất định rung động, để mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Ông, Lý Thiên Mệnh cùng nổ tung giống như, đột nhiên bạo phát, trong tay của hắn dường như nắm một đầu thần long. Ngọn lửa này thần long thiêu đốt lấy cuồng bạo viêm long hỏa, lấy hạng gì hung hãn lực đạo, trực tiếp quất vào đối thủ kim giao thương phía trên. Phanh phanh phanh, cút, viêm long xiềng xích cùng kim giao thương điên cuồng trùng kích, Lý Thiên Mệnh bôn lôi cửu tiên uy lực hoàn toàn bạo phát, đây là hắn sử dụng đầy đủ nhất một lần. Binh khí đụng nhau thanh âm vô cùng chói tai, rất nhiều người đều cau mày. Bởi vì, theo cái này giao phong bên trong, bọn họ chỗ đã thấy là, Lý Thiên Mệnh tựa hồ cũng sẽ không bị Vệ Thanh Giật nghiền ép, thậm chí còn có kết quả khác phát sinh. Thông qua chiến đấu, Lý Thiên Mệnh càng rõ ràng hơn cảm nhận được, thời gian chàng loại kia biến hóa rất nhỏ mang tới cải biến. Vệ Thanh Giật luôn luôn theo không kịp chính mình quen thuộc nhất tần suất, dẫn đến hắn xuất thủ thời điểm sơ hở rất nhiều. Nếu như hắn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, cái kia loại sơ hở này thì không quan hệ, nhưng khi hắn cùng Lý Thiên Mệnh thế lực ngang nhau thời điểm, loại sơ hở này cũng là chí mạng. Đinh đinh đinh, chạy không được, đúng vào lúc này, viêm long xiềng xích triệt để quấn lên kim giao thương. Hắn sắc nhọn nhất bộ phận viêm long nha tại Lý Thiên Mệnh khống chế phía dưới, trực tiếp đâm về Vệ Thanh Giật vị trí hiểm yếu. Viêm long nha tại viêm long xiềng xích đoạn trước nhất, căn bản khó lòng phòng bị. Tại nguy hiểm như vậy phía dưới, Vệ Thanh Giật dùng mình, hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong nháy mắt buông ra kim giao thương. Nói thật theo khai chiến đến bây giờ, làm hắn phát hiện mình vậy mà không thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh thời điểm, đầu óc của hắn từ đầu đến cuối đều là mộng. Buông ra binh khí bảo mệnh, cái này với hắn mà nói là như thế xấu hổ sự tình, có thể lúc này thời điểm hắn không có thời gian xấu hổ, bởi vì não tử trống rỗng. Bảo mệnh, chỉ là một loại bản năng. Nhưng là hắn càng không nghĩ tới là, Lý Thiên Mệnh một thanh hất ra hắn kim giao thương. Vệ Thanh Giật, nhìn đâu vậy? Tiếp theo trong nháy mắt, tay trái của hắn hắc ám cánh tay nhất quyền thì đánh vào Vệ Thanh Giật trên bụng. Phịch một tiếng. A, Vệ Thanh Giật kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài, tinh chuẩn đập vào trên bậc thang Vệ Lăng Huyên trên thân. Hai người người ngã ngựa đổ, trực tiếp nện làm một đoàn. Đinh! Kim giao thương từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp cắm vào Vệ Thanh Giật đúng quần bên cạnh, khoảng cách vị trí then chốt không đến 1 cm. Trong chớp nhoáng này dưới hông mát lạnh. Nắm thảo, Vệ Thanh Giật lập tức nhìn không được, đi tiểu như vỡ đê hồng thủy một dạng phun ra ngoài, trong nháy mắt làm ướt quần dài. Màn này, tất cả mọi người rõ ràng nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Toàn bộ viêm hoàng tháp trước đó, tại trong thời gian ngắn vậy mà lặng yên im ắng. Mà tại một bên khác, Lý Thiên Mệnh thu hồi binh khí, này thiên tiên giống như Khương Phi Linh theo trên người hắn đi ra.
Nàng tựa hồ có chút mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu đứng tại Lý Thiên Mệnh bên người, tại đùa bỡn lấy chính mình váy. Mà Lý Thiên Mệnh thì, một mặt ngân cười, nhìn chằm chằm Khương Phi Linh nhìn. Nói thật, lần này Phụ Linh cảm giác thật sự là quá tốt, loại kia lòng đang cộng minh cảm giác, đủ để cả đời khó quên. Tại Phụ Linh thời điểm, hai người bọn họ ở giữa tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật. Hết thảy đều tươi đẹp như vậy, đây mới thực sự là mối tình đầu cảm giác, gọi người tim đập thình thịch a. Đậu phộng, người làm sao tè ra quần. Làm Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Vệ Thanh Giật thời điểm, thực sự nhìn không được, phù một tiếng cười ra tiếng âm tới. Tăng thêm tiểu hoàng gà đã ôm bụng cười lật lăn lộn trên mặt đất, tiếng cười của bọn hắn, có thể nói là phi thường chói tai. Phốc, liền Khương Phi Linh đều nhìn không được, buồn cười. Bất quá, nàng vẫn là lập tức thu vào, chỉ có thể thông qua ho khan, tới áp ức chính mình cười. Ngoại trừ tiếng cười của bọn hắn, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dù sao những người khác là không dám cười đi ra. Bọn họ chống đỡ Vệ Thanh Giật, hiện tại Vệ Thanh Giật bị đánh đến tè ra quần. Bọn họ cũng cười không nổi, bởi vì Vệ Thanh Giật chiến bại, trên mặt bọn họ cũng đau. Cho đến lúc này, Vệ Lăng Huyên mới đứng lên. Nàng chỉ sợ còn không biết, nàng váy phía trên đã dính không ít không biết tên dịch thể đi. Lý Thiên Mệnh, nàng sắc mặt tái xanh, rõ ràng là giận đến cực hạn. Thân phận của nàng cùng Vệ Thanh Giật còn khác biệt, nàng thế nhưng là Vệ gia dòng chính, là Vệ gia tiểu công chúa, địa vị quả thực cùng Chu Tước Vương tộc công chúa không sai biệt lắm. Chu Tước Vương tộc có rất nhiều công chúa, Vệ gia chỉ có một cái. Nàng tức giận ánh mắt, khóa chặt tại cười to Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm cũng nhìn thấy nàng. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười, hắn cùng Vệ Lăng Huyên ánh mắt đụng vào nhau, hắn nhếch miệng, một mặt bình tĩnh. Vệ Lăng Huyên, xin hỏi, người bây giờ chấn kinh sao? Vài ngày trước, Vệ Lăng Huyên cùng nàng các đệ đệ muội muội đã tại Lý Thiên Mệnh trước mặt biểu diễn qua, toàn trường chấn kinh. Bây giờ Vệ Lăng Huyên cái này phẫn nộ lại buồn bực bộ dáng, có thể so sánh vài ngày trước muốn đặc sắc nhiều. Sự thật chứng minh, người trước mấy ngày diễn kỹ quá kém, hôm nay cái này ngu xuẩn dạng, mới gọi chấn kinh. Học xong sao, Lý Thiên Mệnh nói. Vệ Lăng Huyên để hắn tức giận đến trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Mấu chốt là trên thân Mạc Danh kỳ diệu có một cỗ vị đạo, váy giống như bị làm ướt. Loại vị đạo này để cho nàng rất khó chịu. Lý Thiên Mệnh, người tuyệt đối xong đời. Càng giận người là Vệ Thanh Giật. Hắn trên bụng truyền đến chính là đau nhức kịch liệt, nước tiểu bài tiết không kiềm chế, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Sự kiện này, rất có thể sẽ dẫn đến hắn về sau thời gian một năm đều không ngẩng đầu được lên. Như thế sỉ nhục, quả thực cùng giết hắn không sai biệt lắm, mà lại loại này sỉ nhục đến từ hắn xem thường Lý Thiên Mệnh, vậy thì càng thêm khó chịu. Hắn cho dù có Linh công chúa Phụ Linh, làm sao có thể đánh bại ta, đây không phải là thật. Ta còn không có gia cộng sinh thú, ta không có bại. Chiến bại rất mất mặt, cho nên chỉ có thể cưỡng ép tự mình an ủi. Không phải vậy, vừa nghĩ tới chính mình bại bởi Lý Thiên Mệnh tin tức truyền đi, hắn đều mặt đỏ tới mang tai. Oanh! Vệ Thanh giật cắn răng, tâm lý mắng một tiếng, đến đón lấy liền tại cộng sinh không gian bên trong, triệu hồi ra chính mình cộng sinh thú. Viêm hoàng tháp trước, một cái kim sắc phi điểu theo trên người của nó vọt ra. Cái kia kim sắc phi điểu to lớn vô biên, toàn thân đều là vàng óng ánh lông vũ. Mỗi một mảnh lông vũ, đều giống như một thanh đoản kiếm màu vàng, sắc bén mà cẩn trọng. Kim sắc phi điểu triển khai kim sắc cánh, liếc một chút liền có thể nhìn ra, nó vậy mà hết thảy có 6 cái vũ rực. Mỗi một cái cánh chim đều giống như một thanh kim sắc đại đao, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú lục dược kim xí đại bằng điểu, thuộc về phi cầm loại hệ kim loại cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái này lục dược kim xí đại bằng điểu, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, cả người hắn ngốc trệ một chút. Quá giống. Hắn đã từng huynh đệ kim vũ, cũng là kim xí đại bằng điểu, chỉ là chỉ có tứ dược, không có Vệ Thanh Giật cộng sinh thú cao cấp như vậy, là cấp 5 cộng sinh thú. Kim vũ bồi bạn hắn 16 năm, 16 năm thân huynh đệ. Đời này của hắn há có thể quên. Đáng tiếc, đây là Vệ Thanh Giật cộng sinh thú, nó không phải Kim Vũ. Hắn so với ai khác đều hiểu, Kim Vũ sẽ không trở lại nữa. Lý Thiên Mệnh, đây là chính ngươi tự tìm đường chết, hôm nay không giết ngươi, ta Vệ Thanh Giật thề không làm người. Ngay tại Lý Thiên Mệnh xuất thần trong nháy mắt, xấu hổ phẫn nộ phía dưới Vệ Thanh Giật khống chế lục dực kim xí đại bằng điều trùng sát mà đến.
Hắn cộng sinh thú có thể không biết Lý Thiên Mệnh, nó cùng Vệ Thanh Giật là một lòng. Vệ Thanh Giật lên sát tâm, nó tự nhiên sát khí lẫm liệt. Vệ Thanh Giật, cái gì thề không làm người. Ngay tại Vệ Thanh Giật nộ khí trùng thiên thời điểm, bỗng nhiên. Một cái băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây là thuộc về cường giả thanh âm, trực tiếp xuyên thấu rung động Vệ Thanh Giật, để hắn một thân sát khí trong nháy mắt tiêu tán, cả người đều run run một chút. Lý Thiên Mệnh sớm liền thấy, tại Vệ Thanh Giật sát khí ngút trời thời điểm, một nữ nhân theo Viêm Hoàng Tháp bên trong đi ra. Nữ tử này tóc ngắn trang phục, thân mặc một thân trang phục, phác họa ra mỹ hảo tư thái. Nàng cả người xem ra nhanh chóng quyết đoán, ra dặn 10 phần, nàng có thành thục phong vận, nhưng cũng tư thế hiên ngang, là cái khiến người ta kính úy trưởng bối. Lý Thiên Mệnh nhận biết nàng. Nàng là Thanh công chúa cùng Vệ Lăng Huyên thiên sư, tên là Tần Thi. Ta, không, thiên sư, ta đùa giỡn. Vệ Thanh Giật khẩn cấp thắng xe, dù là hắn đối Lý Thiên Mệnh có ngày lớn oán khí, dù là hắn là vệ tử côn nhi tử, tại thiên phủ chỗ như vậy, hắn cũng phải thủ quy củ. Thiên phủ căn bản nhất quy củ chính là, không thể ngỗ nghịch tất cả thiên sư. Mới vừa rồi còn sát khí ngút trời, hiện tại chỉ có thể biệt khuất cúi đầu, Vệ Thanh Giật chỉ có thể đem tất cả oán khí thu lại, lên cơn giận dữ, một mặt khổ giống. Hắn cảm giác mình cả đời này, đều không hôm nay như thế dày vò. Tại thiên phủ bên trong kêu đánh kêu giết. Để ngươi thiên sư nhìn đến, chuẩn thu thập ngươi. Tần Thi là có tiếng nghiêm ngặt, để cho nàng chừng phía trên liếc một chút, Vệ Thanh Giật đầu thấp hơn. Đúng. Vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ mọi người, tại Tần Thi trước mặt cái đê hạ đầu. Xem náo nhiệt gì, toàn bộ đi tu luyện. Tần Thi quát lạnh một tiếng, vừa bị Lý Thiên Mệnh, đánh một bàn tay. Mọi người như chim muông tứ tán, đảo mắt liền không còn hình bóng. Đại đa số trở về Viêm Hoàng Tháp tu luyện đi. Đây là Lý Thiên Mệnh ưa thích thiên phủ địa phương, nơi này quy củ nghiêm minh, các đệ tử hết thảy đối đãi. Cho dù là Vệ Lăng Huyên dạng này tiểu công chúa, tại thiên sư trong mắt cũng là phổ thông đệ tử. Chí ít tại trước mặt mọi người, không có cái gì ưu đãi. Lăng Huyên, người đi về sau, chỉ còn lại Vệ Lăng Huyên. Tần Thi ánh mắt giống như là đồi núi một dạng đặt ở trên người của nàng. Thiên sư, Vệ Lăng Huyên áp lực phía dưới tức giận trong lòng, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta đối với người rất có chờ mong, sớm ngày đột phá đến linh nguyên cảnh đệ thất trọng, là ngươi chuyện trọng yếu nhất, không muốn tại việc vặt phía trên hao phí tinh lực của ngươi. Tần Thi nói. Vâng, Vệ Lăng Huyên liền vội vàng gật đầu. Tại thiên phủ các đệ tử bên trong, Vệ Lăng Huyên 18 tuổi vì linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Tính toán là đã trên trung đẳng mức độ. Nhưng, nếu như nàng có thể mau chóng đột phá đến đệ thất trọng, cái kia chính là thượng đẳng mức độ. Các ngươi đều đến tự vệ nhà, càng cần phải biết, chính mình hết thảy, cần xứng được với vệ gia. Tần Thi nói. À, Vệ Lăng Huyên chu chu mỏ. Còn không tu luyện đi. Vâng. Nhìn đến hai người bọn họ mới vừa rồi còn sát khí ngút trời, lúc này thời điểm để Tần Thi giáo huấn đến cùng con gà con giống như. Lý Thiên Mệnh đừng nói đến cỡ nào dễ chịu. Vệ Thanh Giật cũng chỉ có thể ôm hận để lục dực kim xí đại bằng điều trở lại cộng sinh không gian, sau đó cùng Vệ Lăng Huyên cùng một chỗ trở lại Viêm Hoàng Tháp đi. Cái này bên ngoài, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, hắn có thể cho người phụ linh mắc cấp. Tần Thi quay đầu, nàng lúc nói chuyện khuôn mặt biểu lộ, mang theo nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, Thiên Sư, Khương Phi Linh nhu thuận nói ra. Thanh Loan đồng ý ngươi cùng hắn lui tới sao? Tần Thi hỏi. Nàng đồng ý nha, chúng ta đều là bạn tốt. Khương Phi Linh nói. Hảo bằng hữu, các ngươi ba cái. Tần Thi có chút không nghĩ ra, dù sao, nàng thế nhưng là biết Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây chuyện cũ năm xưa. Mà lại hiện tại, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là tạm thời lại trở thành thiên phủ đệ tử, cũng không nhất định có thể ở chỗ này ở lâu. Bất kể thế nào nhìn. Hắn cùng hai vị địa vị cao thượng công chúa, đều hoàn toàn không đáp. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thiên Mệnh coi như tiến thiên phủ, cũng chỉ là thiên phủ một cái biên giới người. Dựa vào tuổi tác ưu thế cùng vận khí thành là thứ nhất đệ tử, kỳ thật nàng không thế nào để mắt. Có vấn đề sao, thiên sư, Khương Phi Linh nhẹ giọng hỏi. Không có vấn đề, nếu là bằng hữu nhiều chỉ đạo hắn thiên phủ quy củ, đừng gây chuyện. Tần Thi sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Một đoạn này nhạc đệm cuối cùng đi qua. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vẫn là muốn tiến Viêm Hoàng Tháp. Thế mà, Vệ Thanh Giật, Vệ Lăng Huyên, còn có trước đây tất cả người quan chiến,
bọn họ đều ở bên trong chờ lấy Lý Thiên Mệnh đây. Viêm Hoàng Tháp bên trong không thể đánh đấu, ca ca không cần sợ bọn chúng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Khương Phi Linh giơ nắm tay lên, kiêu ngạo nói. Dưới ánh mặt trời, miệng cười của nàng dường như đều đang phát tán ra quang mang trong suốt. Linh Nhi, ngươi thì đừng để ý tới hắn, Lý Thiên Mệnh cao lớn thô kệch, không chết được, ngươi bảo hộ ta là được rồi, ngươi nhìn ta mới là nhỏ đáng thương. Tiểu Hoàng Gà đứng tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai thẹn thùng nói ra. Thật không biết xấu hổ. Bất quá, Viêm Hoàng Tháp, có cái gì không dám tiến vào. Hắn chẳng những muốn đi vào, còn muốn tiếp tục để Linh Nhi kéo cánh tay của mình, tại mọi người nhìn kỹ giữa, không coi ai ra gì, nghênh ngang đi vào. Lý Thiên Mệnh tiến đến. Cái này ô uế người, xuất hiện tại Viêm Hoàng Thạch, trước mặt, thật sự là điếm ô bảo bối này. Mọi người xì xào bàn tán, nói chuyện khó nghe. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ánh mắt, sớm đã bị bọn họ lời nói bên trong, Viêm Hoàng Thạch hấp dẫn. Toàn bộ Viêm Hoàng Tháp đệ nhất trọng, kỳ thật phi thường to lớn rộng lớn, chỉ là tầng cao thì có 30 mét trở lên. Mà không gian lớn như vậy, chỉ ít có 1/3 không gian, để một khối to lớn, bất quy tắc hình dáng nham thạch sở chiếm cứ. Khối nham thạch này cổ lão mà tang thương, có màu vàng cùng màu đỏ hai loại hoa văn. Những hoa văn này phức tạp nhiều biến, thậm chí thời khắc đang biến hóa, tràn đầy không cách nào hiểu thấu đáo huyền ảo. Lý Thiên Mệnh vừa đi vào đến, liền có một loại để thiên địa linh khí cọ rửa cảm giác. Hắn còn không có tới gần nơi này Viêm Hoàng Thạch, nhưng đã có thể cảm nhận được, loại này thần vật mang đến cảm giác chấn động. Liên quan tới Viêm Hoàng Thạch truyền thuyết, kỳ thật toàn bộ Chu Tước Quốc người cơ hồ đều biết. Lý Thiên Mệnh cũng từng mộng tưởng có một ngày, chính mình có thể tới đến Viêm Hoàng Thạch nơi này tu luyện. Cho đến hôm nay, Viêm Hoàng Thạch đã gần trong gang tấc, hắn rốt cuộc biết thiên phủ tu hành cơ hội, là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Mặc kệ là nhìn cảm giác phía trên rung động hay là thân thể chỗ cảm nhận được linh khí cọ rửa, đều có thể tưởng tượng ra cái này Viêm Hoàng Thạch đối với tu hành ích lợi. Ca ca, quen thuộc cái này Viêm Hoàng Thạch sao? Khương Phi Linh hỏi. Người muốn giới thiệu cho ta sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Có thể nha. Khương Phi Linh giới thiệu nói. Viêm Hoàng Thạch, nghe nói là tại Viêm Hoàng học cung khai sáng thời điểm, liền từ các vị tổ tiên thả tại cái này địa phương. Nghe nói, Viêm Hoàng Thạch là màu đen thiên văn linh quặng, là Chu Tước Quốc hoàn chỉnh nhất, phẩm chất cao nhất linh quặng. Toàn bộ Viêm Hoàng Thạch, chứ không có tận cùng thiên địa linh khí, thậm chí tại lịch sử lâu đời bên trong, sinh ra một chủng loại giống như sinh mệnh tự mình ý chí. Loại này tự mình ý chí. Để Viêm Hoàng Thạch như cùng một cái sinh linh, nó có thể ngưng tụ vô tận thiên địa linh khí, cũng có thể dẫn dắt thiên địa linh khí lưu chuyển. Thần kỳ nhất chính là, nó có thể sàng chọn phù hợp tu luyện của nó người, cũng có thể đuổi đi nó chán ghét tu luyện giả. Mỗi cái thiên phủ đệ tử, đều có Viêm Hoàng Thạch độ phù hợp càng cao, tu hành hiệu quả càng đáng sợ. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, màu đen thiên văn linh quặng, là trừ nắm giữ màu trắng thiên văn. Trong truyền thuyết cửu giai linh quặng bên ngoài, tối cao tầng thứ khoáng thạch. Ca ca, người thấy những cái kia màu đen trận pháp sao, cái kia chính là màu đen thiên văn. Lý Thiên Mệnh theo nàng giới thiệu nhìn sang, quả nhiên, hắn nhìn đến, có một cái màu đen trận pháp, bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Thạch. Cái kia trận pháp phía trên, có đến hàng vạn mà tính màu đen đường vân, những thứ này màu đen đường vân đều là thiên văn một bộ phận. Cái thứ 8 cấp bậc thiên văn, đã có thể tạo thành trận pháp. Cái này màu đen pháp trong trận, ẩn chứa chính là thiên địa lực lượng huyền diệu, càng cất giấu thiên địa ý chí, Viêm Hoàng Thạch bởi vì cái này màu đen thiên văn mà huyền diệu. Loại này huyền diệu, không phải màu đỏ, màu cam, màu vàng các loại tiểu thiên văn có thể so sánh. Có thể nói, Viêm Hoàng Thạch chính là thiên phủ bảo tàng. Đã từng, vô số đời thiên phủ ngự thú sư tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh tu luyện thành mới, sau đó tạo phúc một phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tới gần Viêm Hoàng sau đá, Khương Phi Linh tiếp tục giới thiệu. Tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh tu luyện, Viêm Hoàng Thạch bản thân đều có thể dẫn đạo thiên địa linh khí hội tụ, hiệu quả so luyện hóa bảo ngọc đều còn tốt hơn. Mà lại, càng đến gần Viêm Hoàng Thạch, tu luyện hiệu quả liền sẽ càng lớn. Căn cứ đệ tử cùng Viêm Hoàng Thạch khoảng cách, thiên phủ đem Viêm Hoàng Thạch cùng đệ tử ở giữa, phân ra 5 cái độ phù hợp. Nhất cấp độ phù hợp, khoảng cách Viêm Hoàng Thạch vị trí xa nhất, có thể theo Viêm Hoàng trong đá lấy được ích lợi ít nhất. Cao nhất cấp 5 độ phù hợp, gọi là đỉnh phong độ phù hợp,
mang ý nghĩa có thể tại Viêm Hoàng Thạch Thân một bên tu luyện. Đây là thiên phú tối cao, thiên phú biểu tượng, nếu như có thể đạt được loại này cấp bậc, cái kia chính là truyền kỳ một dạng tồn tại. Khương Phi Linh mang theo lấy tán thưởng ngữ khi nói xong. Đỉnh phong độ phù hợp, hiện tại thiên phủ có mấy người cùng Viêm Hoàng Thạch nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca ca, người nói đùa cái gì đâu? Khương Phi Linh líu lưỡi nói. Rất ít, Lý Thiên Mệnh hỏi. Há lại chỉ có từng đó là thiếu, mà là căn bản không có. Cái gọi là đỉnh phong độ phù hợp, chỉ là một cái truyền thuyết. Trong lịch sử ghi chép, toàn bộ Viêm Hoàng học cung trong lịch sử, tựa hồ cũng không có mấy người nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp. Một cái đều không có. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, nguyên lai muốn lớn nhất tới gần Viêm Hoàng Thạch tu luyện, đã vậy còn quá khó. Đó là đương nhiên, trước mắt cùng Viêm Hoàng Thạch độ phù hợp tốt nhất đệ tử, cũng chỉ có thể đến 4 cấp độ phù hợp. Mà lại, toàn bộ thiên phủ cũng liền 6-7 người. Thanh Nhi cũng là bên trong một cái. Khương Phi Linh nói. Lớn nhất tới gần là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca ca sẽ không muốn nghe được cái tên này. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, lớn nhất tới gần Viêm Hoàng Thạch người, vẫn là thiên phủ đệ nhất thiên tài Lâm Tiêu Đình. Nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ là 4 cấp độ phù hợp. Cấp 5 độ phù hợp, tựa hồ trong lịch sử đã thời gian rất lâu không có xuất hiện qua. Đối với Viêm Hoàng Thạch, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn biết, chỉ cần đi vào Viêm Hoàng Thạch hạch tâm phạm vi bên trong, phía trước sẽ xuất hiện linh khí phong bạo. Linh khí phong bạo có cực mạnh bài xích tác dụng. Muốn đứng ở trong đó không khó. Nhưng là, muốn ở chỗ này tu luyện, một cái sơ sẩy thì dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mỗi cái thiên phủ đệ tử, đều không muốn bị linh khí phong bạo tàn phá. Cho nên, chỉ cần một lần nếm thử, bọn họ thì đại khái có thể tính ra, chính mình đại khái là cái gì độ phù hợp. Một cái chỉ có một cái nhất cấp độ phù hợp đệ tử, lại tại cấp 3 độ phù hợp phạm vi bên trong tu luyện, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại là muốn chết. Loại chuyện này ông trời chú định, không cưỡng cầu được. Lý Thiên Mệnh trong mắt, Viêm Hoàng Tháp bên trong đại đa số đệ tử, đều xếp bằng ở Viêm Hoàng Thạch Tứ xung quanh tu luyện. Hắn hạch tâm khu vực tổng cộng chia làm 5 cái hình vòng phạm vi, ở giữa nhất vòng không ai, thứ hai đếm ngược vòng cũng không ai, chỉ có vòng thứ 3 có 10 mấy người. Vòng thứ 3, cũng là cấp 3 độ phù hợp. Bất quá, vừa mới còn ở bên ngoài quan chiến đệ tử, đại đa số tạm thời cũng không vào trạng thái tu luyện. Bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh đắc tội Vệ Lăng Huyên cùng Vệ Thanh Giật, lại còn dám đi vào. Phải biết, Vệ Thanh Giật liền giết tim của hắn đều có. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đi kiểm tra một chút chính mình độ phù hợp, bỗng nhiên sau lưng truyền đến từng trận lãnh ý. Nhìn lại, điêu ngoa kia thiếu nữ Vệ Lăng Huyên, cùng nàng đường đệ Vệ Thanh Giật đứng chung một chỗ. Hai người sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lấy thực lực của bọn hắn. Lại thêm lúc này không có Khương Phi Linh phụ linh, quả thật có thể áp chế Lý Thiên Mệnh một đầu. Dù sao, Vệ Lăng Huyên là linh nguyên cảnh tầng thứ 6, mà Lý Thiên Mệnh chân thực cảnh giới là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Viêm Hoàng Tháp bên trong cấm đoán tranh đấu, các ngươi không muốn xúc phạm cấm luật. Khương Phi Linh cau mày nói. Linh công chúa, người yên tâm, chúng ta có là để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội. Vệ Lăng Huyên bây giờ nói chuyện với nàng, đều không thế nào khách khí. Dù sao, thân phận của nàng, thật sự công chúa đều không kém. Linh công chúa không nghe khuyến cáo, ngu xuẩn mất khôn, muốn cùng cái này cặn bã lăn lộn cùng một chỗ, về sau xảy ra chuyện gì. Chớ trách chúng ta không có nhắc nhở, Vệ Thanh Giật âm dương quái khí nói. Xem ra, hắn đã bỏ đi muốn cho Linh công chúa một cái ấn tượng tốt. Vừa rồi sỉ nhục, đã để hắn tuyệt cầu ái trái tim. Ta với ai cùng một chỗ, vòng không tới phiên ngươi nói chuyện đây. Mà lại, không có tu dưỡng cùng tố chất, đi nhục mạ người khác là cặn bã người, chính mình lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Khương Phi Linh đâu ra đấy mà nói. Trên thực tế, mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái kia thanh tịnh đáng yêu Linh công chúa, vậy mà cũng có cứng như vậy khí một mặt. Nàng che chở Lý Thiên Mệnh dáng vẻ, vô cùng có khí khái. Bọn họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đối Lý Thiên Mệnh ước ao ghen tị. Vệ Thanh Giật vốn là đầy đủ nổi giận. Hiện tại để Khương Phi Linh dỗi một câu, quan trọng hắn não tử hỗn loạn, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời, là thật có chút mất mặt. Thanh Giật, người đừng nói nữa, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, bại loại xác thực dễ dàng gặp nhau cùng một chỗ,
không có gì đáng nói. Vệ Lăng Huyên nói. Đúng, Huyên tỷ. Vệ Thanh Giật vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Vệ Lăng Huyên híp mắt. Nếu như hôm nay cứ như vậy buông tha Lý Thiên Mệnh, nàng thực sự không cam tâm. Thế nhưng là nơi này căn bản không có cơ hội động thủ, nàng chỉ có thể mặt âm trầm sắc, đè thấp lấy thanh âm, không muốn để cho nàng để cho người khác nghe được. Ngươi tốt nhất đừng đi vệ phủ, đừng nghĩ gặp ngươi nương, nếu không muốn là gặp gỡ ta, ta gặp một lần, thì đánh ngươi lần này, ngươi không quỳ xuống cho ta dập đầu, ta liền sẽ không tha ngươi. Đúng, khác để cho chúng ta đụng tới ngươi, ta nhìn Linh công chúa có thể bảo hộ ngươi tới khi nào, để một nữ nhân bảo hộ, ngươi thật là một cái bột mềm. Vệ Thanh Giật nói, bọn họ đây là thấp giọng đe dọa, ngoại nhân đều nghe không được bọn họ nói chuyện. Ta liền xem như bột mềm, cũng không tại trước mặt mọi người, giống tiểu cầu một dạng đi tiểu A, lại nói đây là cái gì vị đạo A, như thế cợt nhả. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, cười một tiếng. Hắn một câu nói kia, có thể để Vệ Thanh Giật toàn thân càng thêm run rẩy. Nói thật, hắn đã đổi một cái quần, vị đạo sớm liền không có. Nhưng, hiện tại để Lý Thiên Mệnh nhấc lên, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Người khác xúc động, Vệ Lăng Huyên chế trụ Vệ Thanh Giật, nàng ánh mắt sao mà lạnh lẽo, đối Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, người cùng mẹ ngươi, đều là một cái mặt hàng, lúc trước nàng vì một đầu nông thôn heo, đem ra ra chọc giận gần chết, rời nhà 20 năm không về. Ý chí sắt đá, đạt được tiểu mệnh kiếp thật là đối với nàng tốt nhất báo ứng. Ngươi liền đợi đến nhìn nàng chết tại Vũ Lâm Các, nhưng là ngươi đừng nghĩ nhìn thấy nàng, ngươi dám đến vệ phủ, tới một lần, ta đoạn ngươi một cái chân. Đúng, đừng tưởng rằng ngươi thật cùng chúng ta có cái gì liên hệ máu mủ, đối với chúng ta vệ phủ tới nói, mẹ con các ngươi cũng là đáng xấu hổ chó mất chủ. Vệ Thanh Giật thấp giọng chửi bới nói. Nói thêm câu nữa. Người bùn đều có ba phần tính khí. Huống chi là Lý Thiên Mệnh. Làm nhục chính hắn, hắn có thể làm nhục trở về, nhưng là mẫu thân là nghịch lân của hắn. Vệ Lăng Huyên bây giờ nói mỗi câu lời nói, đều tại làm tức giận lấy Lý Thiên Mệnh nghịch lân. Ta lại nói lại thế nào lấy thực lực của ngươi, nếu là không có Linh công chúa, ngươi cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vệ Lăng Huyên trừng to mắt, trong mắt tràn đầy ngang ngược. 20 tuổi, mới trình độ này, cũng không cảm thấy ngại tiến thiên phủ. Còn muốn ý tứ trở về cầu cứu. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ngươi là biểu ca ta phải tôn kính ngươi đi. Vệ Thanh Giật nói. Bọn họ đối thực lực của mình không có sợ hãi, chỉ ít Vệ Lăng Huyên tự nhận là, nàng đối phó Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là nghiền ép. Vệ Thanh Giật cũng cho rằng, nếu như không phải Khương Phi Linh, Linh Nguyên cảnh tầng thứ 5 hắn, tăng thêm lục dược kim xí đại bằng điểu, hôm nay thảm bại tuyệt đối là Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói, ta hồi vệ phủ một lần. Ngươi thì đánh ta một lần. Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt, tiểu nhân như quỷ, đối loại này quan hệ thân thích ôm có hy vọng, thật là ngu xuẩn hành vi, đã tranh chấp đến loại tình trạng này, vậy cũng không cần khách khí. Làm gì? Vệ Lăng Huyên ngóc đầu lên, kiêu ngạo nhìn lấy hắn. Vậy ngươi tốt nhất nghe ngóng tốt ta động tĩnh, đừng ở ta lúc trở về, tìm không thấy ngươi người. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi thật đúng là cười chết ta rồi, ngươi yên tâm, ta thì trước cửa nhà, chờ ngươi. Vệ Lăng Huyên cười nói. Nhiều lời vô ích, người tư bản cùng tôn nghiêm, không phải dùng miệng có thể đổi lại. Lý Thiên Mệnh đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Viêm Hoàng trên đá. Hắn hôm nay mục đích tới nơi này, là tại Viêm Hoàng thạch bên cạnh tu luyện. Ca ca, ta dùng phụ linh trạng thái, cùng ngươi đi vào chung, nhìn xem có thể nắm giữ cấp 3 độ phù hợp không. Khương Phi Linh vội vàng nói. Nàng cũng không muốn ở chỗ này cùng Vệ Lăng Huyên bọn họ dây dưa. Thử một chút, Lý Thiên Mệnh nói, so với hai cái này đổ bỏ đi thân thích, hắn đối Viêm Hoàng thạch hứng thú so sánh lớn. Các ngươi nói cái gì, cấp 3 độ phù hợp, đừng cười chết ta rồi được không? Van cầu các ngươi, Vệ Thanh Giật nghe được bọn hắn mà nói, nhịn không được phốc một tiếng cười. Huyên tỷ, ngươi có nghe hay không? Ách ngồi đáy giếng, xác thực thích nói tự đại làm bậy, đến mất mặt xấu hổ. Vệ Lăng Huyên trợn mắt một cái nói. Lý Thiên Mệnh không muốn phản ứng đến hắn nhóm, kết quả bọn hắn lại kiếm chuyện. Ta nếu có thể có cấp 3 độ phù hợp đâu? Lý Thiên Mệnh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Người đây là muốn cùng ta đánh cược? Vệ Lăng Huyên cười. Là lại thế nào nói? Người nếu có thể có cấp 3 độ phù hợp, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi, dùng đầu lưỡi đem giày của ngươi liếm sạch sẽ. Vệ Lăng Huyên nhún nhún vai, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Cái này thú vị.
Nàng có loại này tự tin, bởi vì liền nàng đều là miễn cưỡng nắm giữ cấp 3 độ phù hợp, mà Vệ Thanh Giật chỉ có 2 cấp độ phù hợp. Thiên phủ đệ tử đại bộ phận đều là nhất cấp đến 2 cấp, cấp 3 độ phù hợp đã coi như là trong thiên phủ thượng tầng thiên tài. Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, mới cảnh giới này, chỉ có thể đánh bại 15 tuổi Lâm Tiêu Tiêu, loại thiên phú này bình thường tới nói, liền nhất cấp độ phù hợp cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói cấp 3 độ phù hợp. Cho nên, nàng không có chút nào lo lắng. Thậm chí nàng đùa nghịch cái tâm cơ. Một người đệ tử, muốn tại xứng đôi độ phù hợp khu vực, liên tục tu luyện nửa canh giờ, mới có thể tính toán thất xứng với trước mắt độ phù hợp. Nói thí dụ như Lý Thiên Mệnh muốn chứng minh chính mình nắm giữ cấp 3 độ phù hợp, hắn nhất định phải tại cái thứ 3 vòng tu luyện nửa canh giờ. Hắn để chứng minh chính mình, rõ ràng không đến nhất cấp độ phù hợp, lại muốn tại cấp 3 độ phù hợp dáng chống đỡ. Một khi cậy mạnh, rất có thể sẽ dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, phí công nhọc sức, thậm chí tại chỗ trọng thương. Nàng ước gì, nhìn đến Lý Thiên Mệnh vì tiền đặt cược cậy mạnh. Nàng biết Lý Thiên Mệnh chán ghét nàng, cho nên, nàng đưa ra một cái để Lý Thiên Mệnh rất có ý tưởng tiền đặt cược. Nếu như nàng thua, quỳ trên mặt đất, dùng đầu lưỡi cho Lý Thiên Mệnh giày liếm sạch sẽ. Ha ha! Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, hỏi, nếu như ta thua đây? Nếu như ngươi không đến cấp 3 độ phù hợp, vậy cũng rất đơn giản, ngươi quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 lần, sau đó đối với tất cả mọi người hô to 3 tiếng, ta Lý Thiên Mệnh là ngân tặc. Thế nào, có loại cùng ta đánh cược sao? Vệ Lăng Huyên khiêu khích hỏi. Ngươi chờ một lát, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên chạy ra ngoài. Hù chạy, thiên phủ các thiên tài cười vang. Kết quả không bao lâu Lý Thiên Mệnh liền trở lại. Mọi người xem xét, chỉ thấy giày của hắn phía trên, nhiều rất nhiều vết bẩn đồ vật, đoán chừng là tại vũng bùn bên trong dẫm qua. Mọi người như thế nào không hiểu, Lý Thiên Mệnh cố ý đem giày làm bẩn, chờ hắn thắng, liền có thể để Vệ Lăng Huyên liếm sạch sẽ giày của hắn. Hắn rõ ràng là đáp ứng cái này ván cược a. Cái này thú vị, Viêm Hoàng Tháp, đặc sắc. Tại mọi người chúc trong mắt, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười đối Vệ Lăng Huyên nói. Có thể bắt đầu chưa, nhớ đến là muốn liếm sạch sẽ a. Con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, không thật sạch sẽ ta sẽ không mặc. Mặt khác, cái kia Vệ Thanh Giật, có thể tại ta trên giày, lại nước tiểu ngâm sao. Bất kể nói thế nào, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Thua liếm giày, hoặc là quỳ xuống tự xưng ngân tặc, đều là kình bạo hạng mục. Viêm Hoàng Tháp là an tĩnh chỗ tu luyện, có thể nói thật lâu đều không có như thế kình bạo. Ngươi ngược lại là lên A, Vệ Lăng Huyên liếc một cái Lý Thiên Mệnh vết bẩn giày. Nàng ánh mắt một chút run một cái, mà dù sao đã tính trước, Lý Thiên Mệnh căn bản hoảng sợ không ngã nàng. Chờ không nổi muốn thanh lý giày của ta thật sao? Không dùng khỉ gấp, còn phải chờ nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Sau khi nói xong, hắn cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ hướng về Viêm Hoàng Thạch đi đến. Giờ phút này ngay tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh tu luyện thiên phủ đệ tử, nghe được dạng này đánh cược, bọn họ ào ào đình chỉ tu luyện. Sau đó, lui ra tu luyện vòng, hưng phấn mà mong đợi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Lăng Huyên. Lý Thiên Mệnh não tử, có phải hay không không thế nào dùng tốt? Hẳn là, bằng không 3 năm trước đây, cũng sẽ không ngu đến mức muốn làm bẩn Mộc Tình Tình, kém chút hủy đi chính mình. Hôm nay xem ra, cùng 3 năm trước đây cũng không có gì khác biệt, dạng này đổ ước hắn đều đáp ứng, rõ ràng là đối Viêm Hoàng Thạch không hiểu rõ. Loại này ngu xuẩn, cũng chỉ có thể lòe người. Người trông cậy vào hắn có thể điệu thấp. Đối mặt Lý Thiên Mệnh, bọn họ lắc đầu cười, trên mặt đều là vẻ thương hại. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng đến đón lấy Lý Thiên Mệnh quỳ xuống đất tự xưng ngân tặc tràng cảnh, đến cỡ nào buồn cười. Ngay tại Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh sắp bước vào tu luyện vòng thời điểm, Vệ Lăng Huyên âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lý Thiên Mệnh, đây là chính ngươi cùng ta đánh cược, Khương Phi Linh không thể đi vào, khác lại muốn cho nữ hài trợ giúp ngươi. Ngươi thật là một cái chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau bột mềm. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh dừng bước lại, đối nàng mỉm cười. Ca ca không có vấn đề. Khương Phi Linh hỏi. Ngươi lại nhìn lấy là có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng là ta có chút lo lắng ca ca thất bại. Nàng chu miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta không sợ thua, nếu bị thua, Linh Nhi sẽ thay ta tiếp bị trừng phạt đúng hay không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta mới không cần, Khương Phi Linh để hắn chọc cười, nhìn đến Lý Thiên Mệnh có lòng tin như vậy, nàng cũng chỉ có thể ngừng bước. Nàng đứng tại bên cạnh,
một đôi quan tâm ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi Lý Thiên Mệnh thân thể. Thiếu nữ kia mới biết yêu mông lung cảm giác, mọi người tại đây đều có thể nhìn ra. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu, rất nhiều người đều đau lòng bóp cổ tay. Tại trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu tiểu hoàng gà, bước vào đến tu luyện trong vòng. Hắn đứng vòng ngoài cùng là nhất cấp độ phù hợp khu vực, nói thật, nhất cấp độ phù hợp đệ tử là thiên phủ nhiều nhất. Muốn trở thành thiên phủ đệ tử, nhất cấp độ phù hợp là căn bản. Linh khí phong bạo, đứng tại vị trí này, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được đến từ Viêm Hoàng Thạch linh khí. Trước mắt cái này một khối tang thương huyền ảo cổ thạch, tựa hồ có cổ lão cố sự. Nó không giống như là một khối đá, càng giống là một cái sinh linh, giống như là một cái lão giả. Nó linh khí phong bạo, theo bên người bao phủ mà qua thời điểm, tựa như là một trận gió nhẹ, ở bên tai phát ra hô hô thanh âm, tựa như là tại cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Những cái kia linh khí phong bạo tràn vào thân thể của mình, lại từ bên trong thân thể xuyên ra ngoài, tựa như là cái này Viêm Hoàng Thạch tay, tại cảm giác chính mình hết thảy. Bằng vào chúng ta thái cổ hỗn độn cự thú thân thể, không sợ nhất cũng là tiếp nhận bạo loạn lực lượng. Ăn sống bảo ngọc linh khí bạo loạn đều có thể tiếp nhận, huống chi là Viêm Hoàng Thạch, nếu không phải là người nhiều, tảng đá kia cũng phải cho ta ăn. Tiểu hoàng gà tại hắn rối bời tóc phía trên xây tổ, kiêu ngạo tự tin mà nói. Đây chính là ngươi nói, ngươi tuyệt đối đừng hố ta, không phải vậy đợi chút nữa ta quỳ xuống chịu nhục, ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh hướng về Viêm Hoàng Thạch đi đến. Huynh đệ, ngươi ý nghĩ hão huyền đi, cùng nàng lập đổ ước cũng không phải ta. Tiểu hoàng gà hai cánh chống nạnh, đắc ý cười nói. Nói như vậy ngươi đây là tại hố ta. Đương nhiên là hố ngươi không có thương lượng a. Ta thấu, ngươi cái này hay là của ta cộng sinh thú sao? Nói tốt tình như thủ túc đâu. Tại Linh Nhi trước mặt muội muội, ta chỉ muốn nhìn đến ngươi chịu nhục, cứ kéo dài tình huống như thế, hình tượng của ta nhất thời biến đến quang huy lên. Cầm thú. Theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh phát hiện huỳnh hỏa càng ngày càng lưu manh. Các loại cái thứ hai trứng ấp trứng, ta liền đem ngươi ném đi. Vậy ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đi cộng sinh không gian, đem còn lại 9 thằng nhãi con bóp nát. Ngươi châu. Cùng huỳnh hỏa lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đi tới vòng thứ 3. Nơi này chính là vệ lăng huyên có thể chỗ tu luyện, cấp 3 độ phù hợp khu vực. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nơi này linh khí phong bạo quả nhiên so đằng sau mạnh hơn rất nhiều. Thiên địa linh khí là ôn hòa, thế nhưng là tại cái này địa phương giống như là sôi trào một dạng, khắp nơi chạy trốn phun trào. Nhưng không thể không nói, hắn mật độ so bên ngoài phải lớn mấy chục lần. Đứng tại cái này địa phương, như là tại cuồng phong bạo vũ tia chớp sấm sét bên trong, muốn ở nơi như thế này, hấp thu linh khí tu luyện chuyển hóa thú nguyên, độ khó khăn tăng lên mấy chục lần. Rất có thể một cái sơ sẩy, để linh khí phong bạo nhiễu loạn tu luyện tiến trình, dẫn đến thú nguyên mất đi khống chế, xé rách ngũ tạng lục phủ, xuống chàng tuyệt đối tương đương thảm liệt. Nói ngắn gọn, Viêm Hoàng Thạch bên cạnh, là cái tạo hóa chi địa, cũng là địa phương nguy hiểm. Cho nên nói, có tự mình hiểu lấy tuyển chọn phù hợp chính mình độ phù hợp khu vực phi thường trọng yếu. Mơ tưởng xa vời, sẽ chỉ dẫn đến xuống chàng thảm đạm. Vệ Lăng Huyên đưa ra dạng này đổ ước, có thể nói vô cùng âm ngoan, nàng kỳ thật đồ không phải Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, mà chính là để Lý Thiên Mệnh trọng thương. Cái này, mới có thể giải trừ nàng thời khắc này mối hận trong lòng. Nàng là vệ phủ tiểu công chúa, người cả nhà đều sủng ái nàng, Viêm Hoàng Học Cung là vệ gia địa bàn, đó cũng là địa bàn của nàng. Tại địa bàn của nàng bên trong, Lý Thiên Mệnh dám can đảm chọc giận nàng. Sao có thể không phải trả cái giá nặng nề. Bây giờ chờ lấy nhìn Lý Thiên Mệnh kết cục bi thảm người, thực sự nhiều lắm. Anh em, bắt đầu chỉnh đi, kiên trì nửa canh giờ, khảo nghiệm ngươi có phải là thật hay không nam nhân thời điểm đến. Tiểu hoàng gà một bộ sống chết mặc bây, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chờ một chút, Lý Thiên Mệnh cảm thụ một chút linh khí phong bạo nói. Sợ rồi. Làm sao có thể, nói cho ngươi một cái đạo lý. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó thời điểm, bỗng nhiên bước chân, lần nữa hướng về Viêm Hoàng Thạch đi đến. Thiên phủ các thiên tài đang chờ hắn tại vòng thứ 3 tu luyện, kết quả hắn vậy mà hướng bên trong đi. Lý Thiên Mệnh, đừng chậm trễ thời gian, mọi người tự nhiên cho rằng, hắn đi lên phía trước là thuần túy trang B, đến lúc đó làm một vòng trở về, cái kia chính là chậm trễ thời gian.
Mọi người thúc giục thời điểm, Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, đi vào vòng thứ tư. Linh khí phong bạo trực tiếp gấp bội. Đây là Lâm Tiêu Đình mấy cái thiên phủ hạch tâm nhất thiên tài có thể tu hành khu vực, quả nhiên không phải tầm thường. Cái kia bạo loạn linh khí phong bạo, giống như là mãnh thú một dạng ở bên người đập vào, dạng này hỗn loạn hoàn cảnh, có thể ở chỗ này tu luyện, chỉ có thể nói rõ khá là ghê gớm. Ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, tiểu hoàng gà híp con gà con mắt hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Lý Thiên Mệnh đưa lưng về phía tất cả mọi người, đúng vào lúc này, hắn vậy mà tại cái này vòng thứ tư ngồi xếp bằng. Thật có khí phách, tiểu hoàng gà bĩu môi. Không giống ngươi, ta là giả sợ, ngươi là thật sợ. Xem thường ngươi kê ra. Đúng thế. Ha ha, gân gà, đến cộng sinh tu luyện, để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính giống đực. Tiểu hoàng gà tự tin nói. Tại viêm hoàng thạch bên cạnh, cộng sinh tu luyện hiệu quả tự nhiên so đơn độc tu luyện tốt. Mà cộng sinh lúc tu luyện, cộng sinh thú tại bên ngoài cơ thể hiệu quả, so với cộng sinh thú tại cộng sinh không gian bên trong muốn tốt. Cộng sinh không gian là một chỗ không cách nào giải thích kỳ diệu chi địa, đa số cộng sinh thú ở bên trong đều sẽ phi thường dễ chịu. Mà lại, này không gian cùng ngự thú sư bản thể có thú mạch liên tiếp, hoàn toàn có thể cộng sinh tu luyện. Tại chỗ ngự thú sư, trên cơ bản đều là cùng cộng sinh không gian bên trong cộng sinh thú cộng sinh tu luyện. Cộng sinh thú tính tình không giống nhau, có ưa thích tại cộng sinh không gian bên trong ở lại, dễ chịu ngủ say, có thì ưa thích ở bên ngoài trên nhảy dưới tránh, tỉ như huỳnh hỏa. Bọn họ một người một gà, không để ý tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt, xếp bằng ở vòng thứ tư, vậy mà thật bắt đầu tu luyện. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vận chuyển, vĩnh hằng luyện ngục kinh. Hắn cùng huỳnh hỏa trở thành một cái chỉnh thể, thú mạch liên tiếp, luyện ngục chi nguyên chung, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên tại trên lối đi điên cuồng lưu truyền. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, đây là một loại cường hãn, công pháp bá đạo. Lý Thiên Mệnh được chứng kiến thế gian tất cả công pháp miêu tả, cũng không bằng cái môn này công pháp tới thô bạo. Lại thêm, bọn họ đều có thái cổ hỗn độn cự thú thân thể, nói thật, đối loại này linh khí phong bạo chống cự, có thể nói cơ hồ không có địch thủ. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, có thể bá đạo nuốt linh khí, cưỡng ép chuyển hóa hấp thu áp chế. Vĩnh hằng luyện ngục thể, có thể chịu đựng lấy thú nguyên trùng kích, bất tử bất diệt. Cho nên theo bắt đầu tu luyện đệ nhất khắc, Lý Thiên Mệnh thì biết rõ, hôm nay đổ ước, hắn đã thắng. 4 cấp độ phù hợp. Hoàn toàn không có áp lực. Chẳng những không có áp lực, có toàn bộ đều là tạo hóa. Những cái kia điên cuồng linh khí phong bạo dường như tìm được chỗ tháo nước. Như cùng một đầu đầu to lớn mãnh thú, va vào Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ cấu tạo cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong. Bọn họ như thế thô bạo, muốn xé rách Lý Thiên Mệnh thân thể. Nhưng là, rất đáng tiếc, vĩnh hằng luyện ngục kinh là một cái động không đáy, đến bao nhiêu thì hấp thu bao nhiêu. Hắn có thể cưỡng ép chuyển hóa, rót vào vĩnh hằng luyện ngục kinh thiêu đốt, để phổ thông thiên địa linh khí, chuyển hóa làm như là dung nham đồng dạng, trong thân thể lưu chuyển vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên. Sau đó, lại rót vào luyện ngục chi nguyên bên trong, tiếp tục thúc đẩy luyện ngục chi nguyên điên cuồng lớn mạnh. Thân thể của hắn tựa như là một ngọn núi lửa. Tại hắn lúc tu luyện, nhiệt độ chung quanh thậm chí đều tại tăng lên. Tiểu hoàng gà thân thể cũng giống như thế, những cái kia phấn nộn tiểu vũ lông, lúc này thời điểm có lớn nhất nóng rực khí lãng. Nó vũ rực rõ ràng rất nhỏ, cùng một cái đầu ngón tay không sai biệt lắm. Nhưng là, làm nó chấn động một lần cánh thời điểm. Một cổ mãnh liệt sóng nhiệt hướng về bốn phía phát ra, phảng phất là cự thú bao phủ mở phong bạo, khiến người ta nghĩ lầm nó có giả thiên chi dực. Nói thật, hai người bọn họ người giờ phút này mang cho thiên phủ các thiên tài cảm giác, là một loại tuyệt đối chân áp. Thậm chí, để bọn hắn theo trong nội tâm, liền đã sinh ra một loại, chính bọn hắn đều không thừa nhận kính sợ. Càng là nhìn đến Lý Thiên Mệnh đặc thù, trong lòng bọn họ thì càng khó có thể thừa nhận, dù sao người đều hội tuân theo chính mình ấn tượng đầu tiên. Tại bọn họ ấn tượng đầu tiên, Lý Thiên Mệnh cũng là cái ngu xuẩn đồ bỏ đi người thiết lập, là người trong thiên hạ chế giễu trò cười. Ai nguyện ý thừa nhận, chính mình vậy mà đối một cái thiên hạ trò cười, sinh ra một tia nói không rõ ràng kính sợ. Vệ Lăng Huyên cái thứ nhất không thừa nhận. Người cảm thấy hắn đi vòng thứ tư, là ý đồ gì? Vệ Lăng Huyên nhàn nhạt đối bên cạnh đường đệ nói. Ta nghĩ, hắn là biết rõ bản thân hội thất bại, cho nên muốn đi càng cao hơn một tầng địa phương. Dạng này coi như thất bại, hắn cũng lộ ra có mặt mũi, bởi vì hắn là khiêu chiến 4 cấp độ phù hợp thất bại. Vệ Thanh Giật trên mặt đều là vẻ khinh bỉ.
Các vị cho là thế nào? Vệ Lăng Huyên nhìn về phía mọi người. Quan điểm của ta, Hòa Thanh Giật huynh đệ không sai biệt lắm. Muốn ta nhìn, người này cũng là cái kỳ hoa, chuyên môn hưởng thụ bị người nhục nhã, sợ là não tử có tinh thần loại tật bệnh. Thiên phủ các thiên tài mỗi người đều có kiến giải, bất quá kiến giải nghe đều có cộng đồng nội hạch, cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh là chuyện tiếu lâm. Hãy chờ xem, tiếp nhận vòng thứ tư linh khí phong bạo, không đến 30 hơi thở thời gian, hắn đều sẽ bạo thể mà chết. Vệ Lăng Huyên nói, nếu là hắn chết rồi, hội trách tội người nào? Vệ Thanh Giật nghĩ đến điểm này. Có thể trách ai? Dựa theo thiên phủ quy củ, một mực yêu cầu nghiêm khắc đệ tử tuân theo chính mình cùng Viêm Hoàng Thạch độ phù hợp, không thể mơ tưởng xa vời. Là chính hắn khiêu chiến quy củ, muốn là chết, người nào cũng không thể quái. Vệ Lăng Huyên trợn mắt một cái. Ta cũng cảm thấy, trách không phía trên Vệ Lăng Huyên. Huyên Nhi hôm nay đối với hắn đã khách khí, dù sao Huyên Nhi là thân phận gì, hắn là thân phận gì. Cũng khó trách, loại này nông thôn đến, căn bản không biết thiên phủ bên trong, vệ gia là như thế nào tồn tại. Rất nhiều A-dua nịnh hót, để Vệ Lăng Huyên tâm ở bên trong dễ chịu. Nàng bây giờ đang ở chờ A chờ, nàng không phải đang đợi nửa canh giờ, nàng là đang đợi Lý Thiên Mệnh công lực nghịch chuyển, thổ huyết ngã xuống đất. Nàng cảm giác không sai biệt lắm. 30 hơi thở thời gian đã nhanh đến, nàng đều đã muốn bắt đầu đếm ngược. Nàng kiên trì qua vòng thứ tư, cho nên biết muốn ở nơi đó tu luyện có khó khăn dường nào. Nhớ ngày đó, hắn giữ vững được không đến nửa khắc đồng hồ, đã đầu váng mắt hoa, kém chút thổ huyết ngã xuống đất, may mắn là phụ thân kịp thời đem nàng mang ra. Sau đó, nàng cũng không dám nữa tiến vòng thứ tư. Thừa nhận chính mình Viêm Hoàng Thạch độ phù hợp, là thiên phủ đệ tử căn bản tu dưỡng. Nàng nhìn thoáng qua Khương Phi Linh, thấy được nàng vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Vệ Lăng Huyên nhìn không được ha ha một tiếng. Vóc người đẹp, nhưng chính là chỗ này không được, nàng chỉ não tử, đối Vệ Thanh Giật phát biểu đối Khương Phi Linh cách nhìn. Ta vẫn là truy cầu Thanh công chúa đi, chỉ ít Thanh công chúa rất thông minh. Vệ Thanh Giật nói, Lục sư tỷ, liền sợ ngươi ăn không vô nàng, nàng cũng không phải ngốc ngây thơ. Vệ Lăng Huyên nói, hãy chờ xem, Huyên tỷ, đệ đệ ngươi mị lực, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vệ Thanh Giật trêu chọc vén lên tóc, tràn ngập tự tin mà nói. Vệ Lăng Huyên chợt phát hiện, tại bọn họ đối thoại thời điểm, thời gian đã trôi qua rất nhiều. Nàng trong tưởng tượng Lý Thiên Mệnh thổ huyết ngã xuống đất, cũng không có phát sinh. Nàng còn không vội, bởi vì là thời gian còn rất dài, có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, nàng hy vọng phát sinh sự tình, liền sẽ chân thực phát sinh. Viêm Hoàng Tháp bên trong, không hiểu tiến nhập một loại tĩnh mịch trong không khí, ánh mắt mọi người đều chuyên chú tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Trong lúc bất chi bất giác, nửa khắc đồng hồ đã đến giờ. Vệ Lăng Huyên nhếch miệng, lúc trước nàng cũng là giữ vững được nửa khắc đồng hồ, mà Lý Thiên Mệnh nửa khắc đồng hồ thời gian, lại còn không có việc gì. Hắn có phải hay không đã sớm ngũ tạng lục phủ toàn nát, chết ở chỗ này rồi. Vệ Lăng Huyên sắc mặt bắt đầu có chút khó chịu. Huyên tỷ, hắn trả tại tu luyện, khí tức rất dồi dào. Vệ Thanh Giật yên lặng nói. Vệ Lăng Huyên xác nhận, chính mình thật không nhìn lầm, Lý Thiên Mệnh còn không có xảy ra việc gì, này bằng với hắn cùng mình mức độ tương đương. Tướng coi nơi này, Vệ Lăng Huyên dùng mình. Nếu là hắn lựa chọn vòng thứ ba, chẳng phải là có thể kiên trì nửa canh giờ. Vệ Lăng Huyên trừng to mắt hỏi. Đúng vậy, Huyên tỷ, người thật giống như xem thường hắn. Vệ Thanh Giật cắn răng nói. Sắc mặt của hắn lại bắt đầu khó coi, nói thật, hắn so Vệ Lăng Huyên còn muốn hy vọng Lý Thiên Mệnh bạo thể mà chết. Không có khả năng a, hắn ở độ tuổi này, mới chỉ có loại cảnh giới này, nói rõ thiên phú rất thấp. Hắn căn bản không có kế thừa chúng ta Vệ gia ưu tú thiên phú. Lăn lộn nông thôn heo huyết, hắn từ đâu tới thiên phú? Vệ Lăng Huyên có chút không thể tưởng tượng. Ta cũng nghĩ không thông, bất quá may mắn hắn lựa chọn vòng thứ tư, cậy mạnh là phải trả giá thật lớn. Huyên tỷ, người thành công tránh thoát một kiếp, mà lại, hắn lập tức liền muốn vì mình mơ tưởng xa vời mà tao ương. Vệ Thanh Giật nói. Vệ Lăng Huyên cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn Lý Thiên Mệnh lựa chọn vòng thứ tư, may mắn hắn không biết sống chết, bằng không hôm nay chính mình thật cắm. Nhanh xong đời đi, Vệ Lăng Huyên tâm lý bắt đầu đọc, nàng một bên đọc, một bên nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, làm nửa khắc đồng hồ đi qua. Rất nhiều người đều biết điều này có ý vị gì. Mọi người không khỏi không cảm khái,
muốn không phải Lý Thiên Mệnh não tử có vấn đề, hôm nay Vệ Lăng Huyên tuyệt đối chạy không khỏi một kiếp. Thời gian lần nữa trôi qua, đến đón lấy mỗi trong nháy mắt, đối Vệ Lăng Huyên, đối tất cả mọi người tới nói, đều là một cái giày vò. Chỉ có Khương Phi Linh chính mình, trong mắt hy vọng càng ngày càng lập lòe, nàng so với ai khác đều thấy rõ ràng, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng ổn định, thậm chí, hắn càng ngày càng mạnh. Nàng đứng tại lớn nhất tới gần Lý Thiên Mệnh vị trí, tuyệt đối là cái này Viêm Hoàng Tháp bên trong, một đạo xinh đẹp phong cảnh. Một phút, hai phút đồng hồ, thời gian vô tình trôi qua, tại giày vò cùng sắc mặt khó coi bên trong, ba phút đồng hồ đi qua. Nửa canh giờ là bốn khắc đồng hồ, Lý Thiên Mệnh một chút tình huống đều không có, đã giữ vững được ba phút đồng hồ. Điều này nói rõ tiếp xuống một khắc cuối cùng chuông, hắn căn bản sẽ không có vấn đề. Toàn bộ Viêm Hoàng Tháp lâm vào để người nội tâm rối loạn đếm ngược bên trong. Cái này nửa canh giờ bọn họ sắc mặt biến hóa, có thể nói là sách giáo khoa thức chấn kinh. Từ lúc mới bắt đầu miệt thị, xem thường, chế giễu, tiếc nuối, chậm rãi chuyển biến làm nghi hoặc, khó hiểu cùng phiền muộn. Đến tiếp cận nửa canh giờ thời điểm, thiên phủ các thiên tài biểu lộ, đã chuyển hóa làm khó chịu, rung động cùng khẩn trương. Mọi người rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Lăng Huyên thế nhưng là có tiền đặt cược. Mà lại Vệ Lăng Huyên ra tiền đặt cược cũng vô cùng hung ác, một khi Lý Thiên Mệnh thành công, cái kia Vệ Lăng Huyên hôm nay thì cao quý như vậy vệ phủ công chúa, cho Lý Thiên Mệnh liếm giày. Cái này có thể so cái gì nhiều muốn kình bạo. Nhưng, nói thật, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy, càng là vô pháp tiếp nhận, sắc mặt của bọn hắn thì càng khó coi. Ngay từ đầu bọn họ còn nghị luận ầm ĩ, chỉ điểm Giang Sơn. Hiện tại, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ đều vô cùng khó chịu nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bóng lưng. Rất nhiều người đều không dám nói chuyện, bởi vì muốn là nói không được khá, tương đương với mà đắc tội với hiện tại sắc mặt khó coi nhất Vệ Lăng Huyên. Thời khắc này Vệ Lăng Huyên cùng Vệ Thanh Giật hai người, quả thực thì cùng ăn một miệng lớn mấy trăm con ruồi, sau đó nhai nát toàn bộ rán ở trong miệng. Toàn bộ miệng đều là sền sệt mùi thối, sắc mặt muốn nhiều khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. Cái này không chỉ là sinh khí phẫn nộ, còn có đủ loại tâm tình. Bọn họ một phương diện không thể tin tưởng Lý Thiên Mệnh có thể làm đến bước này, một mặt khác, muốn từ bản thân lập hạ tiền đặt cược, càng là thân thể run rẩy. Phụ cá cược này, đối với song phương tới nói, phe thua muốn trả ra đại giới đều quá lớn, đây là mặt mũi cùng tôn nghiêm vấn đề. Vệ Lăng Huyên từ đầu tới đuôi, đều không nghĩ tới chính mình thất bại, nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh ổn định để cho nàng tuyệt vọng. Ai cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Lý Thiên Mệnh chẳng những thành công đứng vững vòng thứ tư linh khí phong bạo, thậm chí cái này nửa canh giờ tu luyện, hắn còn có tiến bộ. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Thời gian, đến lớn nhất sôi trào thời khắc. Dùng Viêm Hoàng Tháp đồng hồ đến xem, nửa canh giờ đến đúng giờ, mà Lý Thiên Mệnh vẫn là ổn định như lão cẩu, bất động như núi. Xem ra, vòng thứ tư linh khí phong bạo, hoàn toàn không thể dung chuyển thân thể máu thịt của hắn. Cái này Viêm Hoàng Thạch tựa như là hắn một dạng. Hoàn toàn phục vụ cho hắn. Làm nửa canh giờ đến đúng giờ đến, hiện tại tràng diện, hoàn toàn tuyên cáo Vệ Lăng Huyên đổ ước thất bại. Lớn nhất kình bạo thời khắc, vào thời khắc này đến. Tại thiên phủ các thiên tài có chút run rẩy trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh kết thúc tu luyện. Hắn một người một gà chậm chạp đứng dậy, sau đó xoay người lại. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, trên mặt đều mang một loại cổ quái mà hưng phấn nụ cười, để mắt tới trước mắt Vệ Lăng Huyên. Sau đó, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, bọn họ mang theo loại kia khiến người ta hãi đến hoảng nụ cười, đi ra Viêm Hoàng Thạch tu luyện vòng. Mấy bước phía dưới, liền đi tới Vệ Lăng Huyên trước mắt. Đến, cho ca liếm sạch sẽ, không dùng thẹn thùng, cho các vị chứng kiến các huynh đệ tỉ muội lấy ra ngươi phấn nộn đầu lưỡi. Lý Thiên Mệnh như là đi đến nhân sinh đỉnh phong, cái kia nhìn lấy Vệ Lăng Huyên ánh mắt, tràn đầy như mặt trời áp bách lực. Vệ Lăng Huyên nắm chặt song quyền. Sắc mặt đã là màu tím, ánh mắt của nàng vô cùng nguy hiểm, toàn thân đều đang run rẩy. Lý Thiên Mệnh, ngươi không nên quá phận, đừng quên ngươi là thân phận gì. Vệ Thanh Giật nổi giận mắng. Nhưng coi như giận mắng, hắn cũng không đủ lẽ thẳng khí hùng, bởi vì đổ ước khảo nghiệm là công bằng và khí khái. Bọn họ hiện tại rõ ràng là phe thua, nếu là không nỗ lực tiền đặt cược, đó là sẽ cho người xem thường. Nhất là, bọn họ tỷ đệ là Vệ gia người. Lý Thiên Mệnh. Quên đi thôi, ngươi hôm nay thắng, chúng ta đều thừa nhận. Chúng ta vốn cho rằng ngươi là tầm thường,
không nghĩ tới người vậy mà có thể cùng Viêm Hoàng Thạch có như thế độ phù hợp, tuy nhiên ly kỳ, nhưng dù sao tất cả mọi người có thể làm chứng, có thể thừa nhận ngươi quả thật không tệ. Bên cạnh có không ít người đã đứng ra, đứng ở Vệ Lăng Huyên bên người. Bọn họ nói chuyện rất khách khí, nhưng là ánh mắt lại là một loại cảnh cáo. Có thể Lý Thiên Mệnh, ngươi đã đạt thành mục đích của ngươi, chúng ta có thể vì vừa rồi xem thường ngươi xin lỗi. Nói thật, ngươi vừa mới biểu hiện quả thật làm cho ta khó có thể tin, ngươi có thể cầm giữ có cấp 4 độ phù hợp, sau đó toàn bộ thiên phủ cũng sẽ không lại lấy thiên phú thấp chế giễu ngươi. Đúng, mục đích của ngươi đã đạt thành, thì đừng làm khó dễ Lăng Huyên, dù sao nàng là cái nữ hài tử, làm nam nhân, không muốn tính toán chi ly. Càng ngày càng nhiều người đứng tại Vệ Lăng Huyên đằng sau, cho Lý Thiên Mệnh làm áp lực. Bọn họ nói đến nhìn như rất có đạo lý, kỳ thật lời nói không phải quan trọng, mấu chốt là bọn họ hiện tại ánh mắt. Làm những ánh mắt này hội tụ vào một chỗ, cái kia chính là đồi núi một dạng áp lực, bức bách Lý Thiên Mệnh thần phục, từ bỏ trừng trị Vệ Lăng Huyên cơ hội. Các ngươi nói đúng, Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng tạm được, không tính quá ném chúng ta thiên phủ đệ tử mặt. Sự tình vừa rồi, ta về sau có thể không so đo với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lãng phí ta đối với ngươi mở ra một con đường cơ hội. Vệ Thanh Giật đứng trước mặt của hắn, che chở Vệ Lăng Huyên, một mặt chính khí mà nói. Ý tứ rất đơn giản, Vệ Lăng Huyên lập hạ tiền đặt cược xác thực mất mặt, tuyệt đối không thể thực hiện đổ ước. Vì bảo trì Vệ Lăng Huyên, hắn có thể tạm thời đối Lý Thiên Mệnh mở ra một con đường, dùng cái này làm trao đổi. Tốt, không sao, tất cả mọi người tản, không phải vậy chờ một lát thiên sư nhóm tới, nhìn đến mọi người đều không tu luyện, lại được chửi chúng ta. Đúng, đúng, tất cả giải tán, một trận nháo kịch mà thôi, tất cả mọi người là thiên phủ đệ tử, không cần thiết. Vì bảo trì Vệ Lăng Huyên, hòa sự lão thực sự nhiều lắm. Bọn họ cho Lý Thiên Mệnh tạo nên rất nhiều áp lực, chính là vì để hắn cúi đầu, buông tha Vệ Lăng Huyên nhất mã. Nhưng là, khả năng sao? Liền tại bọn hắn ba phải thời điểm, Lý Thiên Mệnh đối mặt áp lực cực lớn, chợt nở nụ cười. Hắn cái này mang theo châm chọc khinh miệt tiếng cười, có thể nói vô cùng chướng mắt, trực tiếp để rất nhiều mặt người sắc khó coi, ngậm miệng lại. Tại chỗ đều là cả nước hội tụ tại thiên phủ nhân vật thiên tài, trên cơ bản sau lưng đều có đỉnh cấp thế lực. Bọn họ thậm chí đều là trong gia tộc dòng chính, tất cả mọi người là có mặt bài nhân vật. Từ bọn họ xuất mã, đến tiêu trừ trận này xung đột, đã coi như là cho đủ Lý Thiên Mệnh mặt mũi. Nhưng là hiện tại, Lý Thiên Mệnh cái này khinh miệt cười lạnh, lại là có ý gì? Diễu cợt bọn họ bảo trì Vệ Lăng Huyên, phúng đâm bọn họ. Trên đời này, còn có như thế không thức thời người. Chẳng lẽ, hắn không biết Vệ Lăng Huyên là Viêm Hoàng cung chủ chi nữ? Không biết mọi người tại đây là thân phận gì. Ngươi đang cười cái gì? Vệ Thanh Giật có chút khống chế không nổi chính mình, hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh cần phải cười trộm, dù sao hắn muốn thả vứt bỏ trả thù Lý Thiên Mệnh, thế nhưng là một cái chật vật quyết định. Ta đang cười, đường đường vệ phủ dòng chính, đường đường Viêm Hoàng cung chủ nữ nhi, vậy mà tại nhiều như vậy người chứng kiến phía dưới, nói không giữ lời, chỉ dám trốn ở đám người đằng sau. Vệ Lăng Huyên, ta nói ngươi không xứng làm vệ phủ người. Ngươi có tức giận hay không? Ngay tại trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh thanh âm to. Hắn đây là bỗng nhiên bạo phát, hai mắt như là hỏa trụ, thiêu tại Vệ Lăng Huyên trên ánh mắt. Cái kia cường thế ngữ khí, nhìn không ra hắn đối Vệ Lăng Huyên, đối tại chỗ tất cả mọi người có chút e ngại. Lý Thiên Mệnh, Vệ Lăng Huyên cắn răng, hai mắt bên trong tràn đầy đều là tơ máu. Ngươi khác đe dọa ta thì hỏi ngươi, ngươi dám can đảm cùng ta đánh cược? Lại không loại làm tròn lời hứa, như ngươi vậy nói không giữ lời, nhát như chuột người, xứng với thân phận của ngươi bây giờ sao? Muốn ta nói, ngươi chính là thiên phủ sỉ nhục, cũng là vệ phủ sỉ nhục, ngươi căn bản không xứng trên người ngươi chảy huyết, nói trắng ra là, trên đường một con chó, đều xem thường ngươi loại này bị ai sợ hàng. Lý Thiên Mệnh hùng hổ dọa người, nói từng chữ, đều như ngọn lửa phun tại Vệ Lăng Huyên trên mặt. Lý Thiên Mệnh, Vệ Lăng Huyên gầm nhẹ một tiếng. Dưới sự đè ép của hắn, nàng có chút không có khống chế lại, nước mắt đều chảy xuống. Trưởng thành 18 năm, cho tới bây giờ đều là công chúa. Cho tới bây giờ đều không có bất cứ người nào, dám để cho nàng cảm nhận được loại trình độ này sỉ nhục. Nàng cảm giác thân thể của mình đã bị Lý Thiên Mệnh mà nói xé rách, ngũ tạng lục phủ đều bị hắn cho móc ra, trước mắt một mảnh máu me đầm đìa. Người chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương,
vừa mới ngươi muốn cho ta trọng thương tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh thời điểm, ngươi cũng không phải cái biểu tình này. Đừng nghĩ dùng ủy khuất yếu thế đến thu hoạch được đồng tình, Vệ Lăng Huyên, ngươi thân là vệ phủ dòng chính, ngươi liền đổ ước đều không tuân thủ. Theo ta thấy, nghe đồn rất có khí khái vệ phủ, nếu như đều là người như ngươi, như vậy cũng không gì hơn cái này a. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh lần nữa cười một tiếng. Cái này một loại tiếng cười khinh miệt, tựa như là một thanh đao, đâm vào Vệ Lăng Huyên trên lỗ tai, theo tai trái cắm đến tai phải. Hắn không phải khi dễ nữ hài. Tại sinh tử trên trận, không có nam nữ khác nhau. Đã nàng nhục nhã chính mình, nàng thậm chí muốn để cho mình trọng thương, như vậy Lý Thiên Mệnh cũng không đoái hoài tới cái gì biểu muội. Hắn từ nhỏ đã biết, một người làm chuyện gì, liền phải tiếp nhận như thế nào đại giới. Vạn vật đều có nhân quả, đã hạ sát thủ, vậy cũng đừng nghĩ chậu vàng rửa tay. Hắn miệt thị đối tượng, theo Vệ Lăng Huyên chuyển rời đến vệ phủ. Phải biết, vệ phủ vẫn luôn là Vệ Lăng Huyên kiêu ngạo đối tượng, dạng này huyết mạch, vẫn luôn là nàng bẩm sinh tự hào. Mà bây giờ, kiêu ngạo cùng tự hào, đều bị Lý Thiên Mệnh miệt thị, trà đạp. Nàng cái kia phủ đầy tia máu ánh mắt, nhìn không được chảy ra nước mắt, đã không đủ hình dung Vệ Lăng Huyên tâm tình vào giờ khắc này. Trong đầu của nàng, đồng dạng đều là lửa. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi tên tiện chủng này, ngươi căn bản không có tư cách bình luận vệ phủ. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, mới là vệ phủ chân chính bại loại, là gia tộc chúng ta sỉ nhục. Vệ Lăng Huyên không có khống chế lại, bệnh tâm thần hô lên câu nói này, người vây xem quả thực mạc danh kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh cùng vệ phủ, có thể có quan hệ gì? Bọn họ không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì song phương xung đột còn tại thăng cấp. Vậy liền buồn cười, trong miệng ngươi sỉ nhục, đều biết thành thật thủ tín. Ngược lại là ngươi dạng này danh môn vọng tộc, tại thua trận đổ ước về sau, chỉ dám trốn ở đám người đằng sau làm sợ chó. Nếu nói như vậy, còn cách ăn mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp làm cái gì? Tất cả mọi người là một đường mặt hàng, cả nhà đều là một đường mặt hàng, còn ở trước mặt ta trang cái gì cao quý a, cùng một chỗ thấp hèn thôi. Ngươi im miệng, ta căn bản cũng không sợ ngươi. Vệ Lăng Huyên bệnh tâm thần nói. Nghiêu như vậy, vậy rất tốt, liếm sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh duỗi ra một chân, để dưới đất, chỉ một ngón tay. Hắn không cảm thấy cử chỉ này rất đồ bỏ đi. Nàng tôn nghiêm tính là gì? Nàng muốn cho Lý Thiên Mệnh ở bên trong tẩu hỏa nhập ma thời điểm, có thể không có suy nghĩ qua tôn nghiêm của mình. Đều xuống sát thủ, âm hơn người, cũng không cần lại hiên ngang lẫm liệt, đem tôn nghiêm lấy ra nói chuyện. Ta thề, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Vệ Lăng Huyên trực tiếp đem Vệ Thanh Giật cho đẩy ra, nàng toàn thân đều tràn đầy âm lãnh sát khí, tại trước mắt bao người, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Thôi đừng chém gió, liếm sạch sẽ, động tác trượt một chút. Lý Thiên Mệnh lệch ra cái đầu nói. Hắn thật nói trắng ra, nhất thời đấu khí, đều không phải là cái đại sự gì. Nhưng, nếu như lòng mang ác ý, nhất định muốn trả giá đắt. Tự cho là đúng tôn quý cùng cao ngạo, liền có thể đi khi nhục người khác, dựa vào cái gì. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh sẽ không cúi đầu, sẽ không nhượng bộ, dù là ngàn người chỉ trỏ, dù là tại chỗ người người chỉ trích hắn trả đạp Vệ Lăng Huyên tôn nghiêm, hắn đều sẽ không nhượng bộ. Đến, hắn hai mắt thiêu đốt nhìn lấy Vệ Lăng Huyên. Kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi. Đến, đừng nói nhảm, lãng phí thời gian của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Rời đi tòa này Viêm Hoàng Tháp, ta xem ai có thể bảo hộ ngươi. Đừng để ta tìm tới cơ hội. Vệ Lăng Huyên chí ít biết, thực lực của nàng đủ để nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, nàng đã đứng ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ta để ngươi cho ta nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thân thủ, đè xuống sau gáy nàng, trực tiếp áp đến chính mình dưới chân đi. Giờ khắc này, không có phòng bị Vệ Lăng Huyên trùng điệp quỳ trên mặt đất, phủ phục tại Lý Thiên Mệnh dưới chân. Cái kia kiểu diễm phấn môi, đặt ở Lý Thiên Mệnh vết bẩn trên giày. Ô ô, Lý Thiên Mệnh một trận dỗi, để cho nàng khuôn mặt trà sát một lần. Giày rất bẩn, lăn một lần đi qua, nàng đã thành một trương mặt trang điểm. Hắn mạnh như vậy cứng rắn cử động, vẫn là gây nên toàn trường một trận ồn ào. Mọi người nhìn lấy tình cảnh này, quả thực không thể tưởng tượng. Không thể không nói, hôm nay phát sinh hết thảy, để thiên phủ đệ tử đối Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đổi mới. Hắn có như thế đảm lượng, hắn dám can đảm dạng này áp chế Vệ Lăng Huyên, hắn có như thế nguyên tắc cùng kiên cường, dạng này người, hắn làm sao có thể là cái bột mềm,
làm sao có thể là chuyện Tiếu Lâm? Không có người không rõ ràng Vệ Lăng Huyên thân phận, không có người không rõ ràng nàng tại Vệ phủ địa vị. Nàng là toàn bộ Viêm Hoàng học cung công chúa, nàng quyền thế ngập trời, tất cả mọi người đang vì nàng nói chuyện, tất cả mọi người đang áp chế Lý Thiên Mệnh. Bình thường tới nói, cho dù là thế lực cao cấp hậu nhân, lúc này thời điểm đều sợ, đều sẽ cho Vệ Lăng Huyên một bộ mặt. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh không có. Hắn trực tiếp làm cho Vệ Lăng Huyên ngậm lấy khuất nhục nước mắt, đánh mất tất cả tôn nghiêm, đi thực hiện nàng đổ ước. Hắn thậm chí trực tiếp án lấy Vệ Lăng Huyên chấp hành. Dù là chỉ là tượng trưng thực hiện đổ ước, dù là Lý Thiên Mệnh đã lưu lại một đường, bất quá là dùng mặt trà sát một trận, nhưng là thử hỏi toàn bộ Viêm Hoàng Tháp, người nào có loại này đảm lượng. Cũng chính bởi vì vậy, tại Lý Thiên Mệnh áp chế Vệ Lăng Huyên thời điểm, tất cả mọi người tại hắn kiên cường bên trong không có kịp phản ứng. Ngươi muốn chết? Vệ Lăng Huyên run rẩy, vùng vẫy. Nàng đời này lần thứ nhất bị người dạng này án lấy cái ót, bị đè ép quỳ trên mặt đất. Có thể nói, tiếp xuống thời gian ba cái hô hấp, đầu óc của nàng trống rỗng, nàng hoàn toàn tùy ý Lý Thiên Mệnh bài bố. Thẳng đến mặt miệng môi trên phía trên tất cả đều là vết bẩn, thẳng đến tôn nghiêm đánh mất, nàng mới phản ứng được. Tiếp theo trong nháy mắt, không có tận cùng cảm giác nhục nhã, nương theo lấy không cách nào khống chế nước mắt điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Nàng kêu khóc một tiếng, ra sức giãy giụa, bất quá lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh đã buông tay, chỉ là buông tay cũng không thể khống chế nàng hiện tại cái này con dã thú. Nàng muốn giết người. Xoẹt. Trong một chớp mắt, tay của nàng tại Lý Thiên Mệnh trên lồng ngực xẹt qua đi. Móng tay của nàng sao mà bén nhọn, trong chớp nhoáng này, liền đã tại Lý Thiên Mệnh trên thân xoẹt ra năm đầu vết máu, phá nát trong quần áo, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Lý Thiên Mệnh tránh ra. Không phải vậy, cái này Vệ Lăng Huyên đã nổi điên, còn có thể tạo thành càng lớn phá hư. Mặc dù nói Viêm Hoàng Tháp cấm đoán động thủ, nhưng là, nàng muốn là điên rồi, vậy liền không khống chế nổi. Ở ngực là đau rát, hơn nữa còn đang chảy máu, đây coi như là Vệ Lăng Huyên cho hắn trả thù. Bất quá, hắn không có gì cái gọi là, đều là vết thương da thịt, trên thế giới này đau nhất, là đánh mất tôn nghiêm cùng mặt mũi. Ta thề, ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Vệ Lăng Huyên không đến mức thành phong tử, dù sao Lý Thiên Mệnh lưu lại một đường, nàng bây giờ chỉ là phẫn nộ, khát máu, sát khí ngút trời mà thôi. Xem nhiều sách, bổ sung một chút tu dưỡng cùng tố chất đi. Lý Thiên Mệnh lau đi ở ngực vết máu, một mặt đạm mạc nói. Ngươi đừng rời bỏ Viêm Hoàng Tháp, đừng để ta đụng tới, ngươi đừng nghĩ hồi Vệ phủ nhìn mẫu thân ngươi, nếu không là tử kỳ của ngươi. Thân thể nàng run rẩy, vẫn là như thế bệnh tâm thần. Đừng nói nữa, đi chiếu soi gương, nhìn xem ngươi bây giờ là cái dạng gì, đường đường Vệ phủ dòng chính, hiện tại như cái điên bà nương. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, chớ đắc ý quá sớm, ngươi xong đời, Huyên tỷ, chúng ta đi. Vệ Thanh giật rất bất đắc dĩ, hắn biết hiện tại chỉ có thể rời đi trước. Viêm Hoàng Tháp không có cơ hội động thủ, muốn là Vệ Lăng Huyên tại Viêm Hoàng Tháp khống chế không nổi chính mình, cái kia nàng thì càng xong đời. Cút, Vệ Lăng Huyên đẩy hắn ra, nàng tự mình đứng lên thân đến, sau cùng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Ta tại Vệ phủ, chờ ngươi, nàng nói. Có thể, chuẩn bị chút hoa quả, ta thích ăn quả nho. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể, đem ngươi dạ dày đều ăn nát. Vệ Lăng Huyên nói xong, vẫn tức giận đến phát run, từng bước một đi ra Viêm Hoàng Tháp, trong lúc đó quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh ba lần, mỗi một lần, đều là sát khí đằng đằng. Trận này xung đột, cuối cùng kết thúc. Chỉ là tại chỗ tất cả mọi người, vẫn trong cơn chấn động, á khẩu không trả lời được. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng người không việc gì một dạng, quay đầu lần nữa nhìn về phía Viêm Hoàng Thạch. Huynh Hòa, có muốn hay không khiêu chiến một chút cấp 5 độ phù hợp? Đó là cái gọi là đỉnh phong độ phù hợp. Lên A, ai sợ ai, rùa đen sợ thiết chùy. Tiểu Hoàng Gà bĩu môi nói. Vậy ta coi như cái thiết chùy. Người đây, là trứng ấp trứng đi ra, coi như cái ô quy vương bát đản đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, người dám nhục nhã ta, một ngày nào đó, lão tử muốn để ngươi cho ta liếm sạch sẽ móng vuốt. Tiểu Hoàng Gà cả giận nói. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua chung quanh tất cả mọi người. Hắn phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn hắn, cái kia chính là lạnh lùng. Lần này như thế đắc tội Vệ Lăng Huyên, không ai cho là hắn còn có thể thiên phủ tiếp tục chờ đợi. Dù sao, Vệ Lăng Huyên bản thân thì mạnh hơn hắn quá nhiều.
chỉ cần là Viêm Hoàng Tháp bên ngoài, nàng muốn làm sao chà đạp Lý Thiên Mệnh đều được, cùng lắm thì bị phạt, nàng bị như thế khuất nhục, còn sợ bị phạt. Nhiều như vậy lạnh lùng trong ánh mắt, lại có một cái ôn nhu, ngọt ngào, thương tiếc ánh mắt, từ đầu đến cuối là ở chỗ này, chờ đợi lấy Lý Thiên Mệnh tìm tới nàng. Là nàng, Khương Phi Linh. Linh Nhi, trước mắt bao người, Lý Thiên Mệnh đi tới trước mắt của nàng, mỉm cười nói, ta vừa không có hù dọa ngươi đi. Không có, ta chống đỡ ca ca, nàng đã lập xuống đổ ước, lại lòng mang ác ý, vậy sẽ phải nói lời giữ lời. Khương Phi Linh nói, nhìn xem, vẫn là có người hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh phát hiện, càng là cùng nàng tiếp xúc, liền càng là cảm thấy, nàng cũng không phải là biểu hiện xem ra như vậy, ngốc ngây thơ, nữ hài. Nàng có nguyên tắc của mình, giải thích của mình cùng thái độ. Dù sao, đổ ước không phải Lý Thiên Mệnh lập hạ, là Vệ Lăng Huyên lập hạ. Mục đích của nàng là cái gì? Nhục nhã Lý Thiên Mệnh. Thử nghĩ một hồi, nếu là Lý Thiên Mệnh thất bại, nàng hội mở ra một con đường. Tuy nói là chính mình biểu muội, nhưng, ăn chút thổ, về sau có thể nhớ lâu một chút. Nói không chừng, ngược lại có thể giữ được tính mạng. Ca ca, người muốn thử một chút, chúng ta cùng nhau lời nói, có thể hay không khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp sao? Khương Phi Linh hỏi. Thử một lần liền biết. Lý Thiên Mệnh nói cho tới khi nào xong thôi, ánh mắt khóa chặt Viêm Hoàng Thạch. Nếu như khiêu chiến 4 cấp độ phù hợp, để Vệ Lăng Huyên trả giá đắt, là so sánh kình bạo sự tình. Như vậy tiếp đó, Lý Thiên Mệnh khiêu chiến mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều không người thành tựu đỉnh phong độ phù hợp, tuyệt đối càng mãnh liệt hơn. Không ai sẽ nghĩ tới, hắn lúc này thời điểm sẽ còn hướng về Viêm Hoàng Thạch đi đến. Mọi người còn không nghĩ ra. Hắn thiên phú như vậy đến cùng là làm sao nắm giữ hiếm thấy 4 cấp độ phù hợp. Thậm chí lúc này thời điểm, hắn trả to gan lớn mật, đi hướng một tòa tiền nhân đều leo thất bại cao điểm. Lấy Lý Thiên Mệnh tuổi tác cùng cảnh giới, xứng đôi nhất cấp độ phù hợp đều tính toán đánh giá cao. Nếu như hôm nay có thể khiêu chiến thành công, không hề nghi ngờ, hắn cái này tuyệt thế tầm thường, rất có thể sẽ oanh động diễm đô. Một cái tuyệt thế tầm thường. Sao có thể leo lên vô số đời thiên phủ các thiên tài đều không thể vượt qua cao điểm. Cho nên, làm Lý Thiên Mệnh trong lời nói, lộ ra hắn muốn khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp thời điểm, đổi lấy tự nhiên là vô tình chế giễu. Nếu như là Lâm Tiêu Đình khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp, cái kia còn tính toán hợp lý, hắn là lớn nhất tới gần đỉnh phong độ phù hợp người. Lâm Tiêu Đình là khi lấy được thánh thú chiến hồn về sau, khiêu chiến qua một lần, chỉ là không đến 30 hơi thở thời gian thất bại. Đủ để chứng minh đỉnh phong độ phù hợp có khó khăn dường nào. Cái này Lý Thiên Mệnh, vậy mà thần kỳ cầm giữ có cấp 4 độ phù hợp, đoán chừng cũng là vận khí gây ra. Nhưng là, may mắn cầm giữ có cấp 4 độ phù hợp, hắn vậy mà không có tự mình hiểu lấy, liền đỉnh phong độ phù hợp cũng dám khiêu chiến. Hãy chờ xem, loại này người không biết thu liếm, sớm muộn muốn gặp báo ứng. Nói thật, thì hắn cái tuổi này, cho dù có 4 cấp độ phù hợp, hắn tu luyện có thể so sánh người khác nhanh, cũng đuổi không kịp chúng ta thiên phủ bình quân mức độ. Nói như vậy, loại này 4 cấp độ phù hợp, quả thực cũng là lãng phí. Vệ Lăng Huyên tuy nhiên đi, nhưng bây giờ cái này Viêm Hoàng Tháp vẫn náo nhiệt, vốn là bọn họ muốn tiếp tục tu luyện, kết quả ngẫu nhiên nghe được Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ngôn ngữ, liền ào ào lắc đầu. Có người đã không nhịn được cười ra tiếng. Tại Viêm Hoàng Thạch chung quanh, còn nhiều khoanh tay nam nữ trẻ tuổi, híp mắt. Biểu lộ trêu tức nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, Khương Phi Linh lần nữa phụ linh, hóa thành linh thể dung nhập vào Lý Thiên Mệnh trong thân thể. Nói thật, quá trình này bọn họ hâm mộ. Ai không muốn, để Chu Tước Quốc đệ nhất mỹ nhân, dung hội trên người mình. Cái này phong hào không phải tự phong, mà chính là quá nhiều bị Khương Phi Linh kinh động như gặp thiên nhân đám người, cam tâm tình nguyện cho ra kết luận. Quốc thổ bao la, mỹ vô số người. Nhưng chính là có như thế một người, dường như đến từ thượng thương tiên nữ, nhất kỵ tuyệt trần, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Phụ linh về sau Lý Thiên Mệnh, phát mọc rễ vốn cải biến. Hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ, không nói hai lời bước vào đến vòng thứ tư. Trước mắt cũng là Viêm Hoàng Thạch, vòng thứ năm cũng chính là ở giữa nhất vòng, cái kia là có thể đụng chạm đến Viêm Hoàng Thạch khu vực. Khu vực kia cũng không lớn, nhưng là làm có thể đụng chạm đến Viêm Hoàng Thạch địa phương. Linh khí trong đó phong bạo, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Thiên Mệnh thì cùng ăn gan báo giống như. Không do dự chút nào, đặt chân thì tiến vào.
hắn thật tiến vào, nói thật, đối với loại này có một không hai đảm lược, cho dù là bọn họ không nguyện ý thừa nhận chính mình khâm phục. Thế mà, trên mặt bọn họ rung động biểu lộ, lại không lừa được người. Thật không sợ chết à? Chết! Lý Thiên Mệnh tại đệ nhất cái nháy mắt, liền đã cảm nhận được đến từ vùng thế giới này đáng sợ linh khí phong bạo. Trước mắt cách mình không đến 3 mét viêm hoàng thạch, hắn phong bạo so với vòng thứ tư cường hãn thực sự quá nhiều. Nơi này quá lâu không người nào dám tới gần, cho nên hắn tựa như là cái này viêm hoàng thạch con mồi mới. Trong lúc nhất thời, như là ngày tận thế giống như phong bạo mãnh liệt cuốn tới. Vù vù! Trong nháy mắt đó, toàn thân trên dưới xác thực có một loại bị xé nứt cảm giác. Có chút khó chịu, ca ca, liền hóa thành linh thể Khương Phi Linh, tựa hồ cũng cảm nhận được cái này cực đoan phong bạo. Cùng một chỗ chống đỡ, Lý Thiên Mệnh thanh âm, có khiến người ta yên tâm kiên định lực lượng. Được, thanh tú ân ái, coi ta kê ra không tồn tại, tiểu hoàng gà lửa giận ngút trời. Hiện thực là, thật không có người làm nó tồn tại. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, kỳ thật hắn còn có thể chống đỡ. Viêm hoàng thạch đang ở trước mắt. Khi thấy cái này màu đen thiên văn trải rộng nham thạch những cái kia huyền diệu thiên văn biến hóa về sau, hắn suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục tới gần nơi này viêm hoàng thạch. Nắm giữ màu đen thiên văn, tồn tại trên vạn năm linh quặng, viêm hoàng học cung biểu tượng, đến cùng có bí mật gì? Hắn rất muốn biết. Chỉ có 3 mét, cái này 3 mét hắn lại đi thật lâu. Thẳng đến sau cùng, làm hắn thì đứng tại viêm hoàng thạch bên cạnh, thân thủ thì có thể đụng tới viêm hoàng thạch thời điểm. Bên ngoài giống như sôi trào. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, sự chú ý của hắn đều tại cái này viêm hoàng trên đá. Chạm đến. Đi tới nơi này, nếu như không tiếp xúc chạm thử những cái kia màu đen thiên văn, vậy thì có điểm không đáng. Lý Thiên Mệnh dáng chống đỡ lấy kinh khủng linh khí phong bạo. Cơn bão táp này đều là theo viêm hoàng trong đá bạo phát đi ra, muốn đứng tại vị trí này, kỳ thật vô cùng khó khăn. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị tách ra. Nhưng là may mắn, Khương Phi Linh ngay tại trong thân thể của mình, nàng mang đến lực lượng, tựa hồ ngay tại vững chắc lấy Lý Thiên Mệnh thân thể. Lý Thiên Mệnh giơ lên tay phải, đón ngược gió, vươn hướng cái kia viêm hoàng thạch. Ngay tại cơ hồ đụng phải thời điểm, hắn chần chờ một chút, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng cởi xuống tay trái bao tay. Hắn lấy thân thể ngăn trở người bên ngoài ánh mắt. Sau đó đem cái kia màu đen tay trái thú chảo bày ra đi ra. Ca ca, vì cái gì ngươi cái tay này, lại là một cái thú chảo? Khương Phi Linh hỏi. Linh Nhi, người cái này liền không hiểu được, hắn độc thân quá lâu, cầm tay lực cho luyện được, cho nên đã luyện thành loại này bộ dáng. Tiểu Hoàng Gà nói. Có ý tứ gì nha, nghe không rõ. Khương Phi Linh nói chuyện có chút nứt quãng, đây rõ ràng là e lệ phía dưới khẩn trương dẫn đến. Theo ngữ khí của ngươi. Nghe không ra ngươi không hiểu a, Linh Nhi, không nghĩ tới ngươi là loại này người, còn không có ta thuần khiết. Tiểu Hoàng Gà than thở nói. Huỳnh Hỏa, ngươi là đại bại hoại. Khương Phi Linh, thẹn quá hóa giận. Tại bọn họ vui cười giận mắng thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì hết sức chăm chú tại cái này viêm hoàng trên đá. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thú chảo đụng chạm tại viêm hoàng trên đá, cái kia tay trái ánh mắt đỏ như máu, trực tiếp dán tại viêm hoàng thạch mặt ngoài. Ông! Cái kia trong nháy mắt, cảm giác tựa như là điện giật, trong lúc nhất thời toàn thân đều đang rung động. Đáng sợ nhất linh khí phong bạo, trực tiếp theo thú chảo phía trên xuyên qua mà đến, trong nháy mắt đánh sâu vào Lý Thiên Mệnh toàn thân, quả thực toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh. Oanh! Toàn bộ viêm hoàng thạch chấn động một cái, trên đó màu đen thiên văn bỗng nhiên kịch liệt biến hóa lên, trong mơ hồ tựa hồ tại sắp xếp thành cái gì đồ án. Sự biến hóa này thực sự to lớn. Viêm hoàng thạch chấn động. Mang theo động chính là toàn bộ viêm hoàng tháp chấn động, cái này khiến phụ cận thì cùng là động đất một dạng. Đoán chừng rất nhiều người đều muốn bị kinh động. Buông tay, tiểu hoàng gà truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, nếu như hắn không phải dùng tay trái hắc ám cánh tay, bỗng nhiên tiếp nhận loại trình độ này linh khí trùng kích, hắn chỉnh cánh tay rất có thể sẽ nổ tung. Thực sự quá nguy hiểm. Ngay cả như vậy, hiện tại xuyên qua mà đến phong bạo. Cũng đủ để xé rách hắn vĩnh hằng luyện ngục thể. Trước lúc này, liền sẽ phá nát Khương Phi Linh phụ linh trạng thái. May mắn thật đen tối cánh tay chống được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cơ hồ là trong nháy mắt liền lấy mở chính mình hắc ám cánh tay, đoạn tuyệt chính mình cùng viêm hoàng thạch thông đạo. Hắn cái này mới bảo vệ được tánh mạng. Lúc này thời điểm,
hai người bọn họ một gà đều có chút chưa tỉnh hồn. Ta vừa mới nhìn đến, những cái kia màu đen thiên văn tựa hồ muốn tạo thành một cái đồ án, đáng tiếc ta không có cách nào chống đỡ loại này linh khí phong bạo. Lý Thiên Mệnh nói, ta cũng nhìn thấy, cảm giác vẫn rất kỳ diệu, có chút rung động. Nói rõ viêm hoàng thạch ngoại trừ linh khí, vẫn còn có bí mật. Khương Phi Linh nhẹ nói, không thể lại đụng, không phải vậy mạng nhỏ cũng bị mất. Tiểu hoàng gà lo lắng nói, hắn nói không sai, Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán, trước mắt hắn chả không chịu nổi loại này phong bạo. Muốn chân chính thăm dò cái này viêm hoàng thạch bí mật, hẳn không phải là hiện tại. Ngươi không phải mới vừa thẳng phách lối à, làm sao hiện tại sợ? Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Ta sợ, ta đây là cho các ngươi suy nghĩ, bớt được các ngươi ở chỗ này song song tự tử, liền một cái em bé đều không lưu lại. Tiểu hoàng gà ha ha cười nói. Thái kê cũng là thái kê, còn tìm lý do che giấu sự nhát gan của chính mình. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tạm thời gãy mất đi thăm dò viêm hoàng thạch tâm tư, việc cấp bách, vẫn là tại nơi này tu luyện. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, liền có thể chứng minh chính mình nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp. Có Khương Phi Linh trợ giúp, xác thực muốn đơn giản một số. Làm linh khí phong bạo tuôn ra nhập thể nội thời điểm, nàng thậm chí đều có thể trợ giúp chính mình phân lưu. Vĩnh hằng luyện ngục kinh vận chuyển thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Bắt đầu vận chuyển tiêu hóa cái kia bàng bạc thiên địa linh khí. Linh Nhi, nghe nói ngươi không phải Chu Tước Vương sở sinh, ngươi biết mình thân thế sao? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Theo phụ linh nhìn lại, hắn cảm thấy Khương Phi Linh tuy nhiên trời sinh không có cộng sinh thú, nhưng là nàng móng tay bên trong phong ấn năng lực, thực sự quá thần kỳ. Không biết đâu, phụ vương nói ta là nhặt được, xuất sinh ngày đầu tiên liền để hắn nhặt được, cuống rốn đều là vừa kéo đứt. Nói lên thân thế. Nàng có chút yêu thương, dù sao nàng liền chân chính phụ mẫu đều không có. Ở nơi nào nhặt? Trầm Uyên chiến trường. Lại là Trầm Uyên chiến trường. Trầm Uyên chiến trường, là viêm hoàng đại lục ở bên trên thần diệu nhất địa phương, rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, đều tại Trầm Uyên bên trong chiến trường phát sinh qua. Tỷ như, Lý Thiên Mệnh tại Úy Lam Vực, vậy mà đạt được thánh thú chiến hồn. Linh Nhi thật đáng thương, bất quá. Về sau Huỳnh Hỏa ca ca sẽ cho ngươi tương đương với phụ thân thích, để ngươi tìm tới linh hồn quy túc. Tiểu hoàng gà an ủi. Ta mới không cần, ngươi cái này tiểu bộ dáng, làm đệ đệ ta còn tạm được. Khương Phi Linh cười đùa nói. Liên tục tại Khương Phi Linh trên thân ăn quả đắng, tiểu hoàng gà ngửa mặt lên trời thét dài. Nó chỉ có thể đem phiền muộn phát tiết tại linh khí phong bạo phía trên, vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh, điên cuồng nuốt chuyển hóa đến từ ở giữa nhất vòng linh khí phong bạo. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh tiếp đó, đều muốn chuyên chú thả về mặt tu luyện. Lý Thiên Mệnh đã quên đi cái gọi là nửa canh giờ, hắn không cần dùng nửa canh giờ chứng minh chính mình. Bởi vì, hắn muốn chứng minh chính là, hắn cũng là đỉnh phong độ phù hợp, hắn chính là có thể ở cái này ai cũng đến địa phương mà không đến được, vĩnh viễn tu luyện. Hắn cùng tiểu hoàng gà trên thân, bắt đầu thiêu đốt lấy mãnh liệt liệt diễm, một cái hỏa diễm vòng xoáy tại trên người của bọn hắn xuất hiện. Đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Vô số linh khí phong bạo, nhìn như bạo lệ, kỳ thật tựa hồ không có sức phản kháng. Bọn họ còn không có xé rách Lý Thiên Mệnh, liền để Lý Thiên Mệnh lấy ngọn lửa này vòng xoáy hấp thu. Cho dù là linh khí phong bạo như là ngập trời cự thú, đều bị vĩnh hằng luyện ngục kinh mài thành phấn, sau đó hội tụ tại luyện ngục chi nguyên bên trong. Một người một gà luyện ngục chi nguyên, đang lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng, nói thật. Loại này mở rộng so ăn sống hỏa ngọc đều muốn nhanh. Đây hết thảy đều tại chứng minh, viêm hoàng học cung đến đúng, thiên phủ đến đúng rồi. Chỉ có dạng này tu luyện thánh địa, mới có lớn nhất tư nguyên, để Lý Thiên Mệnh phát huy ra thái cổ hỗn độn cự thú ưu thế, đuổi theo đã từng đối thủ nhóm bước chân. Có lẽ, đuổi kịp bọn họ, thậm chí siêu việt người đồng lứa một ngày, sẽ không quá xa. Viêm hoàng thạch, mang cho Lý Thiên Mệnh vô tận hy vọng. Đỉnh phong độ phù hợp. Căn bản không có vấn đề. Hiện tại cũng đừng nghĩ còn lại, xông vào tu luyện thì xong việc. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết, viêm hoàng thạch chấn động thời điểm, đến cùng mang đến như thế nào động tĩnh khổng lồ. Làm hắn đụng chạm viêm hoàng thạch thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn đang tìm cái chết. Bởi vì, thiên phủ nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử đụng chạm viêm hoàng thạch, bởi vì trong lịch sử có cùng loại hành động đệ tử, cho dù là lại nghịch thiên thiên tài. Toàn bộ đều đã chết, một cái ngoại lệ đều không có.
tại chỗ tử vong. Lý Thiên Mệnh đụng chạm Viêm Hoàng Thạch, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt kia, thiên phủ các thiên tài còn không có kịp phản ứng. Bọn họ còn không có chửi mắng Lý Thiên Mệnh tự tìm đường chết, hắn liền đã buông tay ra, xem ra một chút sự tình đều không có. Mà lại, tại cái kia về sau, Lý Thiên Mệnh còn cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngay tại vòng thứ 5 bên trong vòng tu luyện. Linh khí phong bạo, vì cái gì không có xé rách hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bao lâu chưa từng xuất hiện đỉnh phong độ phù hợp đệ tử. Ta muốn hỏi, cái này tầm thường dựa vào cái gì, có phải hay không Viêm Hoàng Thạch xảy ra vấn đề? Người đi lên thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe nói như thế, rất nhiều người dục dịch, bọn họ khó có thể tin Lý Thiên Mệnh có thể làm đến bước này, cho nên chỉ có thể đem vấn đề quy kết tại Viêm Hoàng trên đá. Ta đi. Rất nhanh liền có không ít người đi vào, trong đó có mấy cái cấp 3 độ phù hợp đệ tử, đi vào 4 cấp độ phù hợp khu vực, kết quả bọn hắn vừa mới tu luyện, trên cơ bản đều đầu đầy mồ hôi chạy ra đến. Kết luận là, Viêm Hoàng Thạch căn bản không có xảy ra vấn đề. Bọn họ bị qua vòng thứ 4 linh khí phong bạo, tự nhiên là biết Lý Thiên Mệnh có thể tại ở giữa nhất vòng tu luyện, hơn nữa còn hình thành động tĩnh lớn như vậy, đến cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, đây là một cái để bọn hắn miệt thị người, tâm lý chênh lệch thực sự quá lớn. Mới vừa rồi còn mở miệng chào phúng người, hiện tại nguyên một đám sắc mặt tái xanh, cùng trong miệng ngậm lấy phân và nước tiểu giống như. Ngoại trừ lắc đầu nói không có khả năng, ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, bọn họ tựa hồ cái gì cũng không thể làm. Đã xảy ra chuyện gì? Viêm Hoàng Tháp tầng thứ 2 đầu bậc thang, bỗng nhiên truyền đến một cái băng lãnh giọng nữ. Âm thanh vang lên đồng thời, có hai người mặc trắng như tuyết váy dài mỹ nhân từ phía trên chậm rãi đi xuống. Cầm đầu một vị là cái mỹ phụ, tướng mạo xinh đẹp lại lãnh nhược băng sơn, cao gầy tư thái thành thục mà phong vận, nhưng bởi vì khí chàng quá mức lạnh lẽo, tầm thường thiên phủ đệ tử, căn bản không dám nhìn liếc một chút. Nàng chính là thiên phủ thiên sư Liễu Tuyết Giao. Tại nàng đằng sau, còn có một vị khuynh thành thiếu nữ điềm tĩnh mà ôn hòa, tựa như là một đóa bạch liên, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu, không xa không gần, khó có thể nắm lấy. Nàng cái kia ngọc tay vịn thang lầu tay vịn, đi theo Liễu Tuyết Giao sau lưng chậm rãi đi xuống. Ánh mắt của nàng bên trong hơi có lấy vẻ nghi hoặc, nhìn lấy cái này Viêm Hoàng Tháp đệ nhất trọng động tĩnh. Nếu như Lý Thiên Mệnh tu luyện không có như vậy chuyên tâm, quay đầu nhìn xem, hắn thì sẽ phát hiện, Mộc Tình Tình cùng nàng thiên sư Liễu Tuyết Giao xuống. Ta hỏi các ngươi, đến cùng đang nháo cái gì, trách trách vù vù, còn thể thống gì? Liễu Tuyết Giao ánh mắt băng lãnh, theo trên thân mọi người đảo qua đi, thiên phủ các thiên tài tâm lý có khổ, chỉ có thể cúi đầu. Thiên sư, mời xem bên kia, bên trong một cái thế gia con cháu chỉ Lý Thiên Mệnh phương hướng. Đó là, làm Liễu Tuyết Giao ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân thời điểm. Nàng băng lãnh khuôn mặt cùng hòa tan giống như, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Hỏa diễm vòng xoáy chặn Lý Thiên Mệnh tướng mạo, cho nên nàng tạm thời không nhìn ra. Đây là cái nào đệ tử, cũng dám khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp. Thiên phủ bên trong, cái gì thời điểm có như thế nghịch thiên thiên tài. Liễu Tuyết Giao môi đỏ hơi hơi mở ra, trên mặt vẫn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tại bên cạnh nàng, biết rõ Lâm Tiêu Đình khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp thất bại Mộc Tình Tình. Ánh mắt đồng dạng biến hóa to lớn. Nàng hơi nhíu lấy nga mi, nhìn lấy trong ngọn lửa thiếu niên kia bóng lưng, tựa hồ mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Liễu Thiên Sư nhất định biết hắn, hắn tại truyền thừa điện, cần phải gặp qua Liễu Thiên Sư. Có người hồi đáp, Vệ Quốc Hào, Liễu Tuyết Giao nói, nhưng là nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng cảm giác, Vệ Quốc Hào hẳn là cũng không có cái thiên phú này. Thiên Sư, là Lý Thiên Mệnh, một người khác trả lời. Lý Thiên Mệnh là ai? Liễu Tuyết Giao ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời không nhớ tới thiên phủ cái nào nghịch thiên thiên tài tên, gọi là Lý Thiên Mệnh. Chẳng qua là khi bên người nàng Mộc Tình Tình nghe được cái tên này thời điểm, hắn thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn một chút, sau đó ánh mắt trợn to, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy trong ngọn lửa thiếu niên. Trong chớp nhoáng này rung động, để nàng xem ra không có dễ nhìn như vậy rồi. Bởi vì, nàng khó có thể tin, dẫn đến khuôn mặt có chút vặn vẹo. Không có khả năng, các ngươi nhận lầm người đi. Mộc Tình Tình khống chế không nổi chính mình, phát ra thanh âm đều có chút run rẩy. Thật dài ống tay áo phía dưới, song quyền của nàng nắm lại, trên cánh tay gân xanh đều bạo đi lên. Đây là nàng 3 năm qua,
lần thứ hai bối rối. Lần thứ nhất, là tại bài vị chiến, Lý Thiên Mệnh đánh tan Lâm Tiêu Tiêu thời điểm. Ánh mắt của hắn, để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Một cái bị dẫm đạp, bị giết chết thiếu niên, nàng đã sớm quên, lại làm sao có thể nghĩ đến, hắn có thể ngóc đầu trở lại. Mà lại, lần thứ hai để cho nàng thu hồi khinh miệt chi tâm, nội tâm hí đùa không còn sót lại chút gì. Bây giờ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ngay tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh, mãnh liệt tu luyện, nàng từ trước đến nay định lực đều cũng không tệ lắm, nhưng giờ phút này đã tê cả da đầu. Không có nhận lầm, hắn ở chỗ này được một khoảng thời gian rồi, vừa rồi hắn cùng vệ phủ vệ Lăng Huyên, còn lên một chút xung đột. Cái gì xung đột? Liễu Tuyết Giao cuối cùng nhớ tới hắn. Cái kia truyền thừa điện phía trên bị tất cả thiên sư ghét bỏ chê cười, muốn không phải phó phủ chủ bộ dáng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không ngất phủ đô vào không được. Vừa mới qua đi mấy ngày, một cái tuyệt thế tầm thường, lắc mình biến hóa, sắp thay thế Lâm Tiêu Đình, trở thành mới thiên phủ đệ nhất thiên tài. Nàng ánh mắt híp lại, nhớ tới tại truyền thừa điện, chính mình đối Lý Thiên Mệnh đã nói. Trong lúc nhất thời, mặt có chút đau. Mấy cái thiên phủ đệ tử, đem Lý Thiên Mệnh cùng vệ Lăng Huyên xung đột cùng Liễu Tuyết Giao nói một lần. Như thế cả gan làm loạn, thật không sợ vệ Lăng Huyên giết hắn. Liễu Tuyết Giao híp mắt. Chẳng lẽ, hắn đem khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp, xem như bay lên hy vọng. Hắn vậy mà khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp, mà lại đã giữ vững được 2 phút đồng hồ, so Tiêu Đình kiên trì thời gian dài hơn, tình tình, ngươi có ý kiến gì không? Liễu Tuyết Giao hỏi. Sư tôn, hắn đã bỏ ra đại giới, bây giờ có thể về tới tu luyện, nếu như có thể nhập hành trình, ta không muốn truy cứu đã từng sự tình. Dù sao chúng ta, cũng làm qua một đoạn thời gian bằng hữu. Chúc phúc hắn tốt, Mộc Tình Tình cúi đầu nói. Chỉ có nói như vậy, chờ ngày nào Lý Thiên Mệnh rời đi Viêm Hoàng học cung, bị Huyết Hoa Điện giết chết, mới không ai hoài nghi đến trên đầu nàng. Liền sợ hắn không thể vào hành trình, để cừu hận che đậy hai mắt, nhất là lần này. Hắn đã may mắn cầm giữ có cấp 4 độ phù hợp trở lên kỳ ngộ, nói không chừng hội tự nhận là có báo thù khả năng, về sau ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Liễu Tuyết Giao nói. Đúng, thiên sư. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, đệ nhất, hắn chả không có kiên trì nửa canh giờ, nói không chừng không có đỉnh phong độ phù hợp, dù sao đỉnh phong độ phù hợp, quá mức mơ hồ. Thứ hai, hắn tiền kỳ rơi xuống quá nhiều, hiện tại cảnh giới rất thấp, mà ngươi cùng Tiêu Đình thiên tư càng tốt hơn, coi như cho hắn đỉnh phong độ phù hợp, hắn cũng đuổi không kịp các ngươi. Liễu Tuyết Giao đến bây giờ tâm lý đều là rung động, nàng và mọi người giống nhau, kỳ thật đều hoàn toàn không nghĩ ra. Nghe nói như thế, Mộc Tình Tình một chút dễ dàng một số. Thiên sư yên tâm, kỳ thật ta tin tưởng Lý Thiên Mệnh, hắn lần này trở về, thẳng chân quý có thể một lần nữa tu luyện cơ hội, ta tin tưởng hắn đã nhận lầm. Mộc Tình Tình nói, ánh mắt của nàng, một mực nhịn không được muốn đi liếc mắt một cái kia trong ngọn lửa thiếu niên. Theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh là đỉnh phong độ phù hợp khả năng càng ngày càng cao, trong nội tâm nàng thì càng dày vò. Chỉ là... Nàng giấu ở trong lòng, nội tâm sóng to gió lớn, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Làm thiên phủ đệ tử, nàng rõ ràng đỉnh phong độ phù hợp, là đáng sợ cỡ nào thiên tư. Tiêu Đình ngay tại cái này Viêm Hoàng tháp phía trên bế quan, hắn nếu như biết rõ, đã từng bị hắn phế bỏ Lý Thiên Mệnh, vậy mà tại khiêu chiến đỉnh phong độ phù hợp, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Liễu Tuyết Giao cảm khái nói. Đình ca, hắn là cái người tốt, đã trừng trị qua Lý Thiên Mệnh. Ta suy đoán hắn hẳn là sẽ không sau đó giáo huấn hắn. Mộc Tình Tình nói. Cái này dâm loạn chi đồ, đắc tội chính là bọn ngươi hai cái, coi như hắn vận khí tốt, tùy tiện biến thành người khác, thi thể của hắn đều xấu 3 năm. Liễu Tuyết Giao nói. Điểm này Mộc Tình Tình không có phủ nhận. Tiêu Đình đối ngươi thực là không tồi, chưa đi đến thiên phủ trước đó, thiên phú của ngươi không cao lắm, cộng sinh thú cũng chỉ có ngũ phẩm. Hắn vì ngươi. Theo Lôi Tôn phủ lấy ra giá trị liên thành hoàng cấp thần nguyên, thủy long hồn, để ngươi cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 7 cộng sinh thú, xếp vào vương thú hàng ngũ. Như thế, ngươi mới có thể tại 3 năm này đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, để đã từng cùng ngươi không sai biệt lắm Lý Thiên Mệnh, không còn có đuổi kịp cơ hội của ngươi. Nói thật, các ngươi không phải người của một thế giới, xác thực không cần lại nhằm vào hắn, tránh khỏi khiến người ta nói xấu. Liễu Tuyết Giao nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, từ đầu đến cuối đều tràn đầy xem thường. Thiên sư, Lôi Tôn trong phủ dưới, xác thực đối với ta đều phi thường tốt, ta đặc biệt mang ơn.
Kỳ thật, thủy long hồn cái này hoàng cấp thần nguyên vừa tốt thích hợp ta, mà lôi tôn phủ dòng chính bên trong, cũng không có người thích hợp, đây cũng là vận khí của ta. Mộc Tình Tình có chút ngọt ngào mà tự hào mà nói. Vận khí tốt không có gì, người nào đều ước gì vận khí tốt. Liễu Tuyết Giao nói. Nàng đối những người khác rất rét lạnh, nhưng là đối đệ tử của mình cũng không tệ lắm. Mà lại, Mộc Tình Tình có Lâm Tiêu Đình cái này một mối liên hệ, có thể để cho nàng ngồi vững vàng thiên sư vị trí. Các nàng tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối chú ý điểm, vẫn là tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của các nàng khẳng định đều không thế nào dễ chịu, mọi người tại đây càng là hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt khó coi. Thiên sư, nếu như hắn thật nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp, về sau tu luyện hội rất nhanh. Mộc Tình Tình nhịn không được hỏi. Nhanh là nhanh, nhưng hắn không có bối cảnh gì, không có tư nguyên, lại nhanh đều vô dụng, mà lại các ngươi cũng không kém, hắn lại nhanh cũng đuổi không kịp các ngươi. Nhất là, lần này, Trầm Uyên đấu thú, về sau, ngươi còn có thể đạt được càng thêm to lớn kỳ ngộ. Tình Tình, ngươi càng cần phải quan tâm, Trầm Uyên đấu thú, sự tình. Ngươi có thể cầm tới cái này danh ngạch, đúng là không dễ. Liễu Tuyết Giao nhìn không được không nhìn tới thời khắc này Lý Thiên Mệnh. Lời nói thấm thía đối Mộc Tình Tình nói. Cái này cũng phải cảm tạ thiên sư, Mộc Tình Tình nói. Ta không có làm cái gì, chủ yếu vẫn là Lâm Tiêu Đình cùng Lôi Soái cho ngươi tranh thủ. Cái này một nhà nam nhân thực là không tồi. Dù sao, ngươi còn không có gả hắn, còn không tính lôi tôn phủ người, lại có thể cùng Vệ Quốc Hào, Thanh Công Chúa, Mạc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết bực này các loại thế gia hào môn dòng chính. Cùng một chỗ tham gia, Trầm Uyên đấu thú, tranh đoạt một cái bị, Thánh Thiên Phủ, chọn chúng cơ hội, đúng là không dễ. Liễu Tuyết Giao sờ lên Mộc Tình Tình đầu, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Đình ca rất muốn cho ta cùng hắn, cùng đi, Thánh Thiên Phủ, cho nên lần này, Trầm Uyên đấu thú ta nhất định phải liều mạng đi tranh đoạt. Mộc Tình Tình ánh mắt vô cùng kiên định, nàng kỳ thật so với ai khác đều có đấu chí, nàng là khát vọng không ngừng tiến lên người. Thừa dịp cái này sau cùng thời gian. Ta lại cho ngươi thêm chút sức, để ngươi nắm giữ càng nhiều át chủ bài. Dù sao, Trầm Uyên chiến trường, nơi này, không chỉ là có đến từ chúng ta thiên phủ chính mình người cạnh tranh, còn có đến từ hắn khác quốc độ đỉnh cấp thiên tài, càng có Trầm Uyên chiến trường tàn nhẫn hung thú, tỷ lệ tử vong khẳng định rất cao, gọi người nơm nớp lo sợ. Nói lên những thứ này đối thủ, Liễu Tuyết Giao ánh mắt có chút lo lắng. Nàng biết cái chỗ kia không phải thiên phủ, lại nghịch thiên thiên tài. Một chút sơ suất liền có thể bị giết, đây không phải là lưu tình địa phương. Vì có thể cùng hắn cùng đi Thánh Thiên Phủ, ta nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý dùng tánh mạng đi tranh đấu. Mộc Tình Tình cắn môi đỏ nói. Không tệ, đây là ta thưởng thức chỗ của ngươi, ngươi đứa nhỏ này, nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thật so với ai khác đều cứng cỏi, khắc khổ. Ngươi có thể được cho tới hôm nay hết thảy, là ông trời chú định. Tuy nhiên cạnh tranh quá nhiều, nhưng vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Liễu Tuyết Giao kỳ thật rất rõ ràng, nàng vì cái gì có như thế đấu trí. Thánh Thiên Phủ cái chỗ kia, là mộng một dạng địa phương, là không thể tưởng tượng thiên địa, nàng lúc tuổi còn trẻ, nằm mộng cũng nhớ đi. Chỉ có đến đó, mới biết được cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tiêu Đình đạt được thánh thú chiến hồn về sau, đã định trước hội đến đó. Hắn tức sẽ có được rộng lớn hơn nhân sinh, nếu như chính hắn đi, như vậy hắn sau đó nhân sinh, thì chưa chắc có Mộc Tình Tình. Cho nên, Mộc Tình Tình cả đời này là vượt qua rộng lớn hơn thiên địa, vẫn là lưu tại nơi này chờ hắn trở về, mỏi mắt chờ mong, thì nhìn lấy Trầm Uyên chiến trường một trận chém giết cùng chiến tranh rồi. Mộc Tình Tình cắn răng thề, không có người, có thể ngăn cản nàng lần này chiến đấu cước bộ. Không có người. Nghĩ như vậy lên, trước mắt cái này Lý Thiên Mệnh, đúng là việc nhỏ bên trong việc nhỏ, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Hắn là đi qua thức. Tương lai của nàng. Từ Trầm Uyên chiến trường quyết định. Nếu là cho đến lúc này, còn đang vì hắn nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp mà lo lắng, đó mới là chê cười. Liễu Tuyết Giao nói không sai, mặc kệ Lý Thiên Mệnh sau đó biểu hiện lại nghịch thiên, cái kia cũng không phải người của một thế giới. Sau đó sau cùng, làm Lý Thiên Mệnh thật giữ vững được nửa canh giờ, toàn trường oanh động thời điểm, nàng hít vào một hơi thật sâu, trong lòng đấu trí cơ hồ nghịch thiên. Nàng nắm chặt song quyền, toàn thân tràn đầy lực lượng. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đạp vào cái kia vận mệnh đích xác đấu tràng. Sau đó, thần cản giết thần, ma cản, giết ma. Nàng cắn một chút đầu lưỡi,
mùi máu tươi kích thích để cho nàng lâm vào một loại nổ tung tâm tình bên trong. Trong hai mắt lạnh lùng, tựa hồ càng lên hơn một bậc thang. Cứ như vậy, những cái kia vì Lý Thiên Mệnh mà rung động thiên phủ các thiên tài, tựa hồ cũng biến đến có chút nhàm chán. Bởi vì Mộc Tình Tình biết, nàng tương lai thiên địa, nhất định không ở nơi này. Hắn đang làm cái gì? Hẳn là đột phá. Hắn vậy mà tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh, trực tiếp đột phá một trọng cảnh giới. Đỉnh phong độ phù hợp, chỉ cần truyền đi, hắn thì phong cảnh. Ta đoán chừng thiên sư nhóm đều sẽ đoạt thu đồ đệ. Nhưng là ta nghe nói, hắn tại truyền thừa điện cự tuyệt tất cả thiên sư, muốn trở thành phó phủ chủ đệ tử. Đỉnh phong độ phù hợp, có lẽ có khả năng đi. Nói thật, biểu hiện như vậy, để rất nhiều ngày phủ thiên tài đều khuất phục. Mà lại rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh kinh lịch lần này tu luyện về sau, lực lượng của hắn điên cuồng trưởng thành, hẳn là đột phá một cảnh giới, cuối cùng đạt tới linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Nhưng cảnh giới của hắn đột phá, trưởng thành vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, so với những người khác dồi dào quá nhiều. Viêm Hoàng Thạch bên cạnh, thiếu niên kia hỏa diễm quấn quanh, khí thế ngập trời, tại phụ linh trạng thái phía dưới, hắn quả thực giống như là nắm giữ linh nguyên cảnh tầng thứ sáu lực lượng. Mà lại, có thể tưởng tượng nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp về sau, hắn sau đó tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Siêu việt tại chỗ rất nhiều người, kỳ thật cũng có thể. Nói như vậy, từ đó về sau, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là thiên phủ tầm thường. Hào quang của hắn, giờ phút này để không ít thiên phủ đệ tử run rẩy. Thiên sư, đi thôi. Mộc Tình Tình lạnh lùng nói. Hắn thành công nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp, tiếp đó, đoán chừng sẽ để cho rất nhiều thiên sư hối hận. Liễu Tuyết Giao vẫn là không nhìn được phát ra tán thưởng thanh âm, nàng so ai cũng biết, đỉnh phong độ phù hợp có bao nhiêu khó. Vậy chúc mừng hắn, Mộc Tình Tình nói. Ngươi không muốn gặp hắn, Liễu Tuyết Giao hỏi. Ta tha thứ hắn, nhưng hắn còn thống hận ta đi, ta không muốn nhìn thấy hắn có thành tựu về sau, liền muốn ở trước mặt ta diệu võ dương oai dáng vẻ. Ta nghĩ, chính mình cần phải đi hơi trầm xuống Uyên Đấu Thú làm chuẩn bị. Mộc Tình Tình nói. Được thôi. Dù sao, trong mắt của ta, ti tiện người, nắm giữ lại thiên phú tốt, đều là đối thiên phú khinh nhờn, đi. Liễu Tuyết Giao không nói thêm lời, tại cái này tất cả mọi người xôi trào thời khắc, nàng và Mộc Tình Tình cùng một chỗ, lần nữa đạp vào Viêm Hoàng Tháp tầng thứ hai. Thiên phủ các đệ tử, đều rung động tại Lý Thiên Mệnh đột phá, đều không có người nào chú ý tới tại thời khắc như vậy, Liễu Tuyết Giao cùng Mộc Tình Tình vậy mà rời đi. Trong lúc các nàng bóng hình xinh đẹp biến mất tại thang lầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua. Ca ca, sau khi đột phá, vì cái gì giống như không đủ hoan hỉ đây? Khương Phi Linh hỏi. Giống như thấy được một cái buồn nôn người. Lý Thiên Mệnh ngay thẳng nói. Mặc dù chỉ là một cái váy, thế nhưng trắng như tuyết lụa mỏng, thế nhưng là nàng thích nhất. Là Mộc Tình Tình sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhìn đi ra bên ngoài tiếng người huyên náo, giống như có rất nhiều người đến. Cho nên, hắn muốn đi ra ngoài chậm một chút. Dù sao, hiện tại vừa mới đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ hai, thân thể cần nghỉ ngơi cùng củng cố, mà Viêm Hoàng Thạch bên cạnh là không có cách nào nghỉ ngơi điều dưỡng. Lúc đi ra, Khương Phi Linh cũng giải trừ phụ linh trạng thái, y như là chim non nép vào người giống như xuất hiện tại hắn bên người. Hôm nay thì cùng hẹn hò giống như, hai người đều cao hứng phi thường, nghĩ đến về sau còn có thể vô số lần ước nàng ra tới tu luyện. Lý Thiên Mệnh tâm lý đừng đề cập đến cỡ nào dễ chịu. Lấy đỉnh phong độ phù hợp vì lấy cớ, mỗi ngày đều có thể đem Linh Nhi mang ra, ta nhìn Khương Thanh Loan làm sao ngăn cản ta. Nhớ tới Khương Thanh Loan tiếp xuống rung động biểu lộ, Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Hắn đi ra tu luyện vòng, không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài xác thực đã oanh động. Hắn vào lúc này nắm Khương Phi Linh tay đi tới, thì càng là hôn lễ hiện trường giống như. Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt liền thấy. Phó phủ chủ Mộ Dương thì đứng ở trước mắt. Cái kia một đôi nóng rực đôi mắt, lấy lửa nóng ánh mắt, bị bỏng tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ngoài ra, còn có 10 cái thiên sư, cơ bản tại chỗ. Truyền thừa điện thu đồ đệ ngày ấy, hiện trường có bao nhiêu ngày sư, hôm nay thì có bao nhiêu ngày sư. Giờ phút này duy nhất không tại chỗ Liễu Tuyết Giao, mới trong lòng mới đã ngũ vị tạp trần, cúi đầu rời đi. Làm Mộc Tình Tình thiên sư, nàng cũng không muốn tận mắt đi xem. Đỉnh phong độ phù hợp, hội đến cỡ nào oanh động a? Lý Thiên Mệnh ngược lại là không nghĩ tới, thành tựu đỉnh phong độ phù hợp có thể có động tĩnh lớn như vậy.
Hiện tại, Thiên phủ Thiên sư cơ hồ toàn bộ đến, liền phó phủ chủ đều hiện thân. Vài ngày trước tại truyền thừa điện, những thiên sư này nhóm đều không thèm để ý hắn, thậm chí ghét bỏ, giễu cợt. Nhưng là giờ này khắc này, khi thấy chính mình theo Viêm Hoàng Thạch bên cạnh đi ra thời khắc, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, liền sắc mặt của bọn hắn, cơ hồ đều là khó có thể tin. Đỉnh phong độ phù hợp. Chỉ có trong truyền thuyết quái vật, mới có như thế thiên tư đi. Muốn nói là Lâm Tiêu Đình ta còn tin, làm sao có thể là hắn. Xác thực thật không sai sao. Nếu như hắn từ nhỏ đều tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh tu luyện, hiện tại cũng so Lâm Tiêu Đình mạnh đi. Bọn họ là thiên sư, bọn họ hiểu rõ Viêm Hoàng Thạch, cho nên bọn họ càng rõ ràng, bây giờ Lý Thiên Mệnh hoàn thành như thế nào không tầm thường thành tựu. Nói thật, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, bọn họ đối Lý Thiên Mệnh thái độ, liền cần hoàn thành theo ghét bỏ đến đỏ mắt quá trình, độ khó khăn vẫn còn lớn. Đại đa số thiên sư nhóm, đều mở miệng xem thường qua, mà bây giờ đỉnh phong độ phù hợp sự thật bày ở trước mặt, chẳng phải là đánh mặt. Thiên sư nhóm đã thật lâu, không có cảm nhận được qua loại này im ắng xấu hổ. Ai còn cho rằng, hắn là 3 năm trước đây cái kia chuyện Tiếu Lâm? Ai còn cho rằng, truyền thừa điện bên trong hắn bị liệt là tuyệt thế tầm thường, là một loại sỉ nhục? Bọn họ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia đờ đẫn, mê hoặc, vẻ mặt ngạc nhiên, muốn nhiều đặc sắc, thì có bao nhiêu đặc sắc? Ngươi làm như thế nào? Mộ Dương đứng tại đám người ngay phía trước, cho dù là hắn, hiện tại cũng lắc đầu cười khổ, không cách nào theo trong rung động giải thoát đi ra. Đương nhiên là dựa vào ta tuyệt thế thiên phú, chư vị thiên sư nhóm chướng mắt thiên phú. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ một tiếng. Nói thật, hiện tại chư vị thiên sư nhóm biểu lộ, để hắn cảm thấy có chút thoải mái. Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang, Cao Nguyên Định chờ chút. Điệu thấp. Có thái cổ hỗn độn cự thú về sau, đã định trước điệu thấp không được. Có thể đánh mặt thời điểm, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không khách khí. Đỉnh phong độ phù hợp, đủ để cho ngươi ghi vào Viêm Hoàng học cung sử sách, không tệ. Mộ Dương cũng sẽ không keo kiệt khen ngợi của mình. Hắn nói mỗi câu lời nói, đối tại chỗ tất cả mọi người tới nói đều là quyền uy. Hiện tại liền Mộ Dương đều thừa nhận, càng nói rõ Lý Thiên Mệnh tại Thiên Phủ đã xoay người. Bao nhiêu năm không có xuất hiện đỉnh phong độ phù hợp. Chúng ta lúc trước thật sự là nhìn lầm, Thiên Sư Phong Vô Quang lắc đầu. Lý Thiên Mệnh xuất thân không cao, cho đến hôm nay mới biết được hắn tu hành thiên phú kinh người. Nếu là hắn sinh ra ở Diễm Đô, sinh ra ở danh môn thế gia, tuyệt đối không chỉ thành tựu ngày hôm nay. Thiên Sư Cao Nguyên Định cũng phóng hạ tâm bên trong thành kiến, bắt đầu tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Nghe nói như thế, Mộ Dương lắc đầu nở nụ cười. Kỳ thật hắn biết, Lý Thiên Mệnh bản thân liền là sinh ra ở danh môn thế gia, thế nhưng là đáng tiếc, hắn không có ở chỗ này lớn lên. Viêm Hoàng Thạch tán thành, ít nhất nói rõ hắn tiếp xuống tu luyện tốc độ hội rất nhanh, có thể đền bù tiền kỳ rơi xuống tiến độ, một ngày nào đó, có thể đuổi kịp người đồng lứa. Tần Thi Thiên Sư cũng tương tự tại, nàng cuối cùng không cảm thấy, Khương Phi Linh cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ, hội là một loại phung phí của trời cảm giác. Chư vị Thiên Sư nhất trí tán thưởng, càng kiên cố Lý Thiên Mệnh địa vị. Cái này khiến trước đây nói hắn nhàn thoại thiên phủ các thiên tài, lúc này thời điểm chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi tiền kỳ rơi xuống quá nhiều, dù là có đỉnh phong độ phù hợp, muốn đuổi kịp người đồng lứa cũng không dễ dàng. Lại thêm, ngươi cộng sinh thú phẩm giai không cao, huyết thống thấp kém, tuyệt đối đừng coi mình là thiên phủ tuyệt thế thiên tài, một bước một cái dấu chân đi. Tại một mảnh hài hòa bên trong, Thiên sư Triệu Thiên Thần lại nói ra một câu không hài hòa. Người nói người nào huyết thống thấp kém, người mới huyết thống thấp kém. Tiểu hoàng gà nổi giận, để mắt tới Triệu Thiên Thần liền trực tiếp phản kích. Triệu Thiên Thần biến sắc, làm thiên sư lâu như vậy, bị cộng sinh thú nhục mạ cái này còn là lần đầu tiên. Đại đa số cộng sinh thú chỉ cùng ngự thú sư tâm linh giao lưu. Triệu Thiên sư, ta cái này cộng sinh thú còn nhỏ, chim nói không cố kỵ. Bất quá, Triệu Thiên Sư nói lời. Thiên Mệnh nhớ kỹ, ngày khác, ta sẽ để Triệu Thiên Sư thu hồi câu nói này. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti, cười đối Triệu Thiên Thần. Ai cũng nghe được, hắn mặt mỉm cười, thong dong bình tĩnh, cũng không có bị Triệu Thiên Thần áp chế. Thu hồi, ý nghĩ hão huyền, Triệu Thiên Thần nở nụ cười gằn, không tiếp tục nhiều lời. Dù sao, Mộ Dương còn ở nơi này, không tới phiên hắn nói quá nhiều lời nói. Phó phủ chủ, Lý Thiên Mệnh đã từng nói muốn làm đệ tử của ngươi,
người hôm nay muốn nhận đồ sao? Nói chuyện chính là Tần Thi Thiên Sư. Vừa rồi nàng còn không thế nào để mắt Lý Thiên Mệnh, đỉnh phong độ phù hợp về sau, nàng đã đổi cái nhìn. Nàng nói câu nói này thời điểm, Lý Thiên Mệnh vừa hay nhìn thấy, Khương Thanh Loan đang đứng tại bên cạnh nàng, hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu đây. Nhìn ra được, nàng đã trợn mắt hốc mồm. Chỉ là, nàng là đang vì mình cao hứng. Nàng còn ác hung hăng trợn mắt nhìn chính mình liếc một chút, khẳng định là khó chịu chính mình cùng Khương Phi Linh đi được quá gần. Bất quá, Tần Thi câu nói này, có thể là nàng xui khiến Tần Thi nói ra được. Dù sao, đây là tại trước mặt mọi người, hiển nhiên là đang trợ giúp chính mình. Có lòng, ta cùng hắn có ước định, chờ hắn cái gì thời điểm có vượt qua Vệ Quốc Hào thực lực, ta thì thu hắn làm đồ. Niên kỷ của hắn cùng Vệ Quốc Hào không sai biệt lắm. Tại trước mắt bao người, Mộ Dương một mực trên mặt nụ cười, xem ra tâm tình không tệ. Qua, mọi người ồn ào. Nguyên lai Lý Thiên Mệnh thật sự có để phó phủ chủ thu làm đệ tử khả năng. Đảm nhiệm ai cũng biết, muốn trở thành phó phủ chủ đệ tử có bao nhiêu khó, phó phủ chủ lên một cái đệ tử, vẫn là thiên phủ đệ nhất thiên tài Lâm Tiêu Đình. Mà lại, phó phủ chủ lập tức liền muốn trở thành phủ chủ đệ tử thân truyền, địa vị càng cao, đây là tương lai thiên phủ chủ người ứng cử biểu tượng. Lý Thiên Mệnh nếu là thật có thể thành công, hắn tại thiên phủ địa vị, có thể nói leo đến đệ tử đỉnh phong, người người hâm mộ. Ta cảm thấy, không nên quá đắc ý đi, hắn tuy nhiên có đỉnh phong độ phù hợp, nhưng là nhiều lắm là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, mà Vệ Quốc Hào đã linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Đúng, cái này tam trọng là khó khăn nhất vượt qua. Mấu chốt là, hắn tại tu luyện, Vệ Quốc Hào cũng tại tu luyện, Vệ Quốc Hào cầm giữ có cấp 4 độ phù hợp, thiên phú cũng không có kém bao nhiêu. Tiền kỳ rơi xuống chênh lệch, muốn đuổi kịp thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Cho nên ta cảm thấy, phó phủ chủ cái này khảo nghiệm, cơ bản không hoàn thành khả năng. Đúng, hẳn là cho Lý Thiên Mệnh họa cái bánh, lại nói, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Đình có thù, phó phủ chủ đối Lâm Tiêu Đình vô cùng coi trọng, như thế nào lại để hai người kia thành là sư huynh đệ. Cho nên nha, nếu như đem phó phủ chủ câu nói này coi là thật, cái kia chính là một loại ngu xuẩn hành vi. Ta nhìn. Lý Thiên Mệnh còn không bằng đàng hoàng tìm một cái thiên sư, hiện tại khẳng định có không ít thiên sư nguyện ý chỉ đạo hắn. Không phải vậy, muốn là bỏ lỡ cơ hội, cùng Vệ Quốc Hào chênh lệch càng ngày càng xa, thuần túy là lãng phí đỉnh phong độ phù hợp. Hắn xem xét cũng là tâm cao khí ngạo chi đồ, ta đoán hắn thì nhận chuẩn phó phủ chủ. Dạng này rất tốt, hiện thực sẽ để cho hắn hiểu được, lại thiên phú tốt không chiếm được chính xác chỉ dẫn, cuối cùng đều là một trận chê cười. Tại Viêm Hoàng Tháp bên trong dạng này chống trải địa phương, cho dù là thấp giọng nghị luận, chỉ cần đầy đủ an tĩnh, còn có thể nghe được đôi câu vài lời. Chung quanh thiên phủ đệ tử rất nhiều, có người kinh thán thần phục, tự nhiên cũng có người hâm mộ ghen ghét, tâm lý mỉa mai. Cho nên, chờ xem đi. Đuổi kịp Vệ Quốc Hào, rất khó. Hắn hiện tại với thiên phủ không có thân phận địa vị, chỉ có thể bái sư, mới có thể tính toán chính là dung nhập thiên phủ. Cho nên, nghiền ép Vệ Quốc Hào, bắt buộc phải làm. Không có chuyện gì tất cả giải tán, tiếp tục tu luyện. Lý Thiên Mệnh, người đi theo ta. Tại mọi người còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Mộ Dương nói một tiếng, muốn đơn độc mang đi Lý Thiên Mệnh. Vâng, phó phủ chủ có lệnh, mọi người tự nhiên giải tán. Thiên sư nhóm chứng kiến Lý Thiên Mệnh đỉnh phong độ phù hợp, đến đón lấy cũng không có chuyện gì. Bọn họ ngược lại là nhìn ra được. Mộ Dương tựa hồ đối với Lý Thiên Mệnh có một ít ngoài định mức coi trọng. Cái này ít nhiều khiến thiên sư nhóm có chút không hiểu, bởi vì, Viêm Hoàng Tháp phía trên bế quan Lâm Tiêu Đình hội thấy thế nào. Đám người bắt đầu tán đi. Mộ Dương muốn dẫn đi Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cũng cần phải trở về. Phó phủ chủ, ta trước đưa một chút Linh công chúa. Lý Thiên Mệnh nói. Đi. Lý Thiên Mệnh liền dẫn nàng, hướng về Khương Thanh Loan đi tới. Hôm nay mặc dù là lần đầu hẹn hò, nhưng xem ra không thể đưa Khương Phi Linh trở về, chỉ có thể đưa đến Khương Thanh Loan bên cạnh. Tần Thiên Sư tốt, Lý Thiên Mệnh rất có lễ phép. Biểu hiện tốt một chút đi, Tần Thi nói một tiếng, liền cũng rời đi. Lưu lại Lý Thiên Mệnh cùng hai vị công chúa. Lý Thiên Mệnh, nhìn ngươi cái này rào rạt dáng vẻ đắc ý, cũng là qua đến cho ta khoe khoang ngươi đỉnh phong độ phù hợp a. Khương Thanh Loan nói, để ngươi đoán đúng. Hiện tại còn dám để cho ta làm ruộng sao? Ai nói đỉnh phong độ phù hợp không thể trồng trọt? Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng tiểu nhân xoay người,
ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhà ta Linh Nhi cũng không phải người tùy tiện, Khương Thanh Loan cảnh cáo nói. Đúng, ngươi xem ra so sánh tùy tiện, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, nói câu nhận thực sự tốt. Ngươi cái này đỉnh phong độ phù hợp xác thực rất kinh người. Ta liền dứt khoát nói, nếu như thiên phủ không có thiên sư nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi có thể vì ta Chu Tước Vương tộc hiệu lực, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thanh Loan nói, có thể a, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Khương Thanh Loan không nghĩ tới dạng này thì cho gia tộc kéo ra một thiên tài. Đây không phải nói nhảm à, hắn nhưng là muốn làm phụ người của Mã gia. Tiểu hoàng gà chậc chậc cười nói. Mơ tưởng, cũng không phải muốn cưới ngươi, ngươi khẩn trương làm cái gì? Tiểu hoàng gà hỏi. Khương Thanh Loan á khẩu không trả lời được. Vậy ta cũng nói câu chăm chú lời nói, ta ở chỗ này, chỉ có các ngươi hai cái bằng hữu, bất kể nói thế nào, ta nguyện ý vì hai vị không tiếc mạng sống. Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật đây là chân tình thực ý, đây là hắn chuẩn tắc, tích thủy tri ân, hắn hội suối tuôn tương báo. Chớ nhìn hắn lão cùng Khương Thanh Loan tranh cãi, kỳ thật hắn đem Khương Thanh Loan xem như bằng hữu chân chính, đến mức Khương Phi Linh nha, nếu có thể ở bằng hữu càng thêm cái chữ thì tốt hơn. Ngươi muốn cắm chính là đao sao? Tiểu hoàng gà đột nhiên hỏi. Không cắm đao, cắm cái gì? Phốc! Lý Thiên Mệnh quỳ. Như thế trung can nghĩa đảm. Cái này bị ổi gà đều có thể cầm lái xe, đây là cái gì xe ngựa, tốc độ xe quá nhanh a. May mắn hai người bọn họ còn không có vòng qua đến, không phải vậy đến bóp chết tiểu hoàng gà. Lộn xộn cái gì, Lý Thiên Mệnh, còn có một chuyện. Khương Thanh Loan theo dõi hắn. Ngươi nói, qua chút thời gian, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi muốn bảo vệ tốt Linh Nhi, nhưng tuyệt đối không thể khi dễ nàng. Nếu như ta trở về... Để cho ta phát hiện ngươi làm chuyện gì xấu, ta trực tiếp gọi người đem ngươi bắt tiến vào cung, để ngươi làm Lý Công Công. Khương Thanh Loan hung thần ác sát nói. Ngươi muốn rời khỏi, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, đó không phải là vô hạn hẹn hò sao? Không có nàng quấy rầy, tất cả đều vui vẻ. Ta thế nhưng là đang cảnh cáo ngươi, nghe hiểu không? Lý Công Công. Đã hiểu, ngươi suy nghĩ nhiều, con người của ta không có ưu điểm gì, ngoại trừ thuần khiết và nhu thuận. Không còn gì khác. Lý Thiên Mệnh hồi đáp. Câu nói này nói ra, liền bên cạnh Khương Phi Linh đều cười. Thanh Nhi, chúng ta đi trước a, phó phủ chủ còn đang chờ hắn đây. Khương Phi Linh nói. Vì ngươi nửa đời sau hạnh phúc, 10 triệu còn thành thật hơn. Khương Thanh Loan rời đi thời điểm, còn không quên tiếp tục cảnh cáo hắn đây. Các nàng đi được quá nhanh, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hỏi nàng, vì sao muốn rời khỏi một đoạn thời gian, là muốn đi nơi nào đây? Bọn họ đi về sau, Lý Thiên Mệnh bước nhanh đi vào Mộ Dương bên người. Người cùng Lăng Huyên náo loạn mâu thuẫn, Mộ Dương hỏi. Cũng là chút ít sự tình, Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật có thể náo, Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, hắn muốn khuyên cáo chính mình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đâu, không nghĩ tới hắn lại để cho mình náo xuống dưới. Phó phủ chủ, có ý tứ gì? Rất đơn giản, người muốn cho mẹ con các ngươi tại vệ phủ, khiến người ta để mắt. Kỳ thật biểu hiện của ngươi cùng tư chất, có tác dụng nhất định. Nếu như ngươi không có chút nào so còn lại vệ phủ đệ tử kém, ta tại sư tôn trước mặt, có thể nhiều sách một chút ngươi. Mộ Dương nói, thì ta chút bản lãnh này, phủ chủ sẽ để ý sao? Lý Thiên nói, hắn biết là, vệ phủ bên trong đều là người tâm cao khí ngạo. Bản sự không tính là gì, chủ yếu là thiên phú, tỉ như ngươi cái này đỉnh phong độ phù hợp, ta trễ giờ trở về, liền có thể cùng hắn tâm sự. Ta cùng hắn, không trước trò chuyện cứu chuyện của mẹ ngươi, trước trò chuyện ngươi. Trò chuyện ngươi thánh thú chiến hồn, trò chuyện ngươi cùng Viêm Hoàng Thạch ở giữa cộng minh. Mộ Dương mặt mỉm cười nói. Ta hiểu được, có chủ đề dù sao cũng so không có đề tài tốt, ta ở bên ngoài xuất sinh, ta nếu là có thể áp chế hắn tự mình bồi dưỡng ra được cháu trai cháu gái, vậy thì càng tốt. Này lại để hắn không có cách nào miệt thị ta, cũng sẽ không có cách nào miệt thị mẫu thân của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, đối vệ phủ tới nói, tự nhiên nói rõ vệ tỉnh dậy thật tốt. Ngươi coi như thông tuệ, vậy ta thì nói cho ngươi một chút, sư tôn ta bây giờ sầu lo một vấn đề. Mộ Dương từ khi gặp vệ tỉnh về sau, tựa hồ từ đầu đến cuối, đều là đứng tại hắn bên này. Mời nói, vệ phủ là thiên phủ hạch tâm truyền thừa, vô số đời bên trong, cơ hồ một nhiều hơn phân nửa phủ chủ,
đều từ vệ phủ người đảm nhiệm, đến ta cái này đệ nhất, ta tính toán vượt qua vệ thiên hùng, cho nên ta có thể trở thành mới phủ chủ. Nói như vậy, ta sẽ cường điệu bồi dưỡng sư tôn ta tôn bối, để vệ phủ tại đời sau một lần nữa trưởng khống thiên phủ, xem như ta đối sư ân hồi báo. Thiên phủ cho tới nay, đều là như vậy hình thức, cho nên vệ phủ cũng chưa từng đoạn tuyệt qua truyền thừa. Có điều, người cũng biết, ta không có thu vệ quốc hào làm đồ đệ, càng không có thu còn lại vệ phủ đệ tử. Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thật đối ngươi xem ra, vệ quốc hào bọn họ xem như thiên phủ đỉnh phong đệ tử, thiên phú tại toàn bộ Chu Tước quốc, đều là đứng đầu nhất mức độ. Nhưng kỳ thật, với ta mà nói, bọn họ đều kém một chút. Mộ Dương nói đến đây, khẽ thở một hơi. Phó phủ chủ ý tứ, vệ quốc hào bọn họ, đều vẫn là tư chất ngu dốt. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Không tính ngu dốt, nhưng là, vệ phủ dòng chính, lý nên mức độ càng cao một chút, miễn cưỡng muốn đạt tới Lâm Tiêu Đình mức độ. Cho nên, không phải ta không thu vệ quốc hào, mà là ta sư tôn chướng mắt thành tựu của hắn, không cho phép ta thu. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Không phải nói rõ vệ quốc hào thiên phú không tốt, mà chính là làm thiên phủ hạch tâm. Hắn nên trở thành thiên phủ đệ nhất thiên tài. Tương lai, mới có thể kéo dài vệ phủ truyền thống, để vệ phủ lần nữa trưởng khống thiên phủ. Cho nên, vệ thiên thương đối tôn bối, kỳ thật so sánh thất vọng. Hắn đối tôn bối bất mãn ý, là hắn cái thứ hai tâm bệnh. Còn cái thứ nhất tâm bệnh, người biết là cái gì? Mộ Dương giận dữ nói. Hắn kỳ thật vô cùng lý giải vệ thiên thương. Hắn là cả đời hào hùng, nhưng là tử bối cùng tôn bối, đều không có thể đạt tới để hắn tránh thức hài lòng trình độ. Phó phủ chủ ý tứ ta hiểu được, người ủng hộ ta cùng vệ Lăng Huyên bọn họ náo mâu thuẫn, thậm chí trông cậy vào so ta vệ quốc hào mạnh hơn, thì là muốn cho hắn có một cái để hắn hài lòng tôn bối. Nếu như, ta có thể tiêu diệt hắn cái thứ hai tâm bệnh, như vậy, hắn rất có thể, thì sẽ tự mình đi giải quyết cái thứ nhất tâm bệnh. Bởi vì, hắn sĩ diện, ta thật đang cần, cũng là để hắn vì ta mà tự hào. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tìm được cứu vãn mẫu thân hy vọng. Nếu như không phải Mộ Dương nói với chính mình những thứ này, hắn tuyệt đối thì cùng con ruồi không đầu một dạng, căn bản không biết mình tại cái này vệ phủ bên trong có thể làm cái gì. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được phương hướng. Người có thể minh bạch ta ý tứ, tính toán đầy đủ thông tuệ. Thông qua ta trong khoảng thời gian này cùng sư tôn câu thông, ta cũng là phỏng đoán ra khả năng này. Chỉ cần ngươi đầy đủ rực rỡ hào quang, hắn không có khả năng không chú ý ngươi. Sau đó, ngươi vệ phủ thân phận lại truyền đi, làm ai cũng biết mẹ của ngươi cũng là vệ Tịnh thời điểm, hắn sẽ còn để mẫu thân ngươi tại Vũ Lâm các cô độc chết đi sao? Mộ Dương nói đến có chút kích động, bởi vì hắn không muốn để cho vệ Tịnh chết. Ta đã hiểu, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm giác được, tiền đồ vô cùng rõ ràng. Cứu vãn mẫu thân là lửa xém lông mày sự tình, mà giết người báo thù, còn cần hắn tiếp tục cường đại. Hai chuyện này, đều cùng nỗ lực mạnh lên không có xung đột. Kỳ thật ta vốn là không có phương diện này trông cậy vào, bởi vì ta cảm thấy ngươi không có đủ loại điều kiện này. Có điều, hôm nay nhìn ngươi nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp, lại nghĩ lên ngươi đã từng liền có thể đạt được thánh thú chiến hồn, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi là một cái khí vận chi tử. Người như ngươi, dù là tình huống bây giờ lại hỏng bét, nhưng là ta xem trọng ngươi. Mộ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, lại có một cái như thế tín nhiệm trưởng bối của mình. Lý Thiên Mệnh, ta tuy nhiên cho ngươi chỉ con đường này, nhưng là một điểm rất trọng yếu, ngươi phải vô cùng rõ ràng. Phó phủ chủ xin chỉ giáo. Sư tôn ta cảm thấy vệ quốc hào bọn họ không hợp cách, nhưng không có nghĩa là bọn họ thật kém, chỉ ít đối ngươi bây giờ tới nói. Bọn họ vẫn là không thể vượt qua cao điểm. Ngươi nhớ lấy phập phồng không yên, đỉnh phong độ phù hợp mang cho ngươi thành quả tu luyện, sẽ không cao hơn bọn họ quá nhiều. Ngươi đại khái chỉ có thời gian một năm, ta nhiều nhất để cho nàng kiên trì một năm, nếu như cái này thời gian một năm, ngươi làm không được cảm động sư tôn ta, như vậy, ta cũng không có biện pháp. Tính tình của hắn, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn cưỡng? Không chỉ là muốn đánh bại vệ quốc hào đơn giản như vậy. Là muốn đầy đủ thanh danh vang dội, đầy đủ cảm động vệ thiên thương, để hắn vì chính mình mà tự hào. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực có nhiệt hỏa thiêu đốt, hắn sợ không phải khó khăn, mà chính là không có có phương hướng. Hiện tại, phương hướng đang ở trước mắt, hắn cảm giác mình đấu trí nghịch thiên. Đương nhiên, qua chút thời gian, vệ quốc hào muốn đi Trầm Uyên chiến trường một chuyến,
ngươi đến trông cậy vào hắn tại Trầm Uyên chiến trường không có đạt được tạo hóa, bằng không mà nói, ngươi đời này thì không có cơ hội. Mộ Dương nói, Thanh công chúa cũng đi Trầm Uyên chiến trường sao? Đúng, là cùng một đám. Lý Thiên Mệnh đang muốn hỏi bọn hắn đi Trầm Uyên chiến trường làm cái gì, Mộ Dương trước rời đi đề tài, hỏi. Ngươi đột phá một trọng cảnh giới đúng không? Vì để cho ngươi phát huy tu luyện ưu thế, ngươi có cái gì tu luyện nhu cầu đều có thể nói với ta, nói thí dụ như công pháp chiến quyết, ta có thể thỏa mãn. Mộ Dương cũng muốn để Vệ Tịnh sống sót, cho nên, hắn hiện tại coi như không phải Lý Thiên Mệnh thiên sư, cũng sẽ không keo kiệt bất luận cái gì phương diện chỉ dẫn cùng tư nguyên. Ngươi có cái gì tu luyện khó khăn, tùy thời đều có thể đến, Mạc Phủ, tìm ta. Ngươi thượng sư Mộ Uyển, vẫn rất tưởng niệm ngươi đây. Mộ Dương nói, cảm tạ phó phủ chủ, ta hiện tại muốn tìm mấy môn thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa ra nhu cầu. Thừa dịp ngay tại trước mặt, hắn cũng sẽ không khách khí. Bôn Lôi Cửu Tiên, Thiên Hỏa Thúc Hồn các loại đều là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, hắn đã tu luyện thuần thục. Bất quá, tương lai muốn đối mặt Vệ Quốc Hào, Mộc Tình Tình loại này linh nguyên cảnh tầng thứ 8 trở lên đối thủ, hắn khả năng cần mạnh hơn chiến quyết, dùng cái này làm chiến đấu chuẩn bị. Có thể, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi chiến công điện, chính ngươi chọn lựa. Chiến công điện, là thiên phủ cất giữ công pháp chiến quyết địa phương. Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng học cung thời điểm thì nghe nói qua, nơi này cất giấu bất kỳ một cái nào phẩm giai lớn nhất đặc sắc, uy lực lớn nhất công pháp chiến quyết. Chiến công điện, do thiên phủ tứ đại thiên vương chiến công thiên vương tỏa chấn. Chiến công thiên vương, tựa như là bốn vị thiên vương bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Truyền thừa thiên vương cùng thần phạt thiên vương đều đã là lão giả, mà chiến công thiên vương Triệu Nguyên Cực, cùng Mộ Dương cùng thuộc bối phận. Chiến công điện tại thiên phủ phía tây, tại một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm. Trên cơ bản, đều do trời sư tự mình dẫn đường, thiên phủ các đệ tử mới có thể đi vào nơi này chọn lựa chiến quyết. Mộ Dương mang theo Lý Thiên Mệnh đến sau này, cả người mặc trường bào màu đen khôi ngô trung niên nam tử đi lên phía trước. Trên mặt hắn có một đạo khắc sâu mặt sẹo. Xem ra có chút hung ác, uy nghiêm 10 phần, là loại kia có thể làm cho các đệ tử không cách nào thở dốc nhân vật. Cái này một vị cũng là chiến công thiên vương Triệu Nguyên Cực. Sư huynh, hắn hô Mộ Dương một tiếng. Nguyên lai cái này chiến công thiên vương, cũng là Vệ Thiên Thương đệ tử. Tứ đại thiên vương địa vị cơ hồ có thể so với Viêm Hoàng cung chủ. Triệu Nguyên Cực so Vệ Tử Côn lớn hơn không được bao nhiêu, mà Vệ Tử Côn chỉ có thể ở học cung làm Phượng Hoàng điện chủ. Có thể thấy được Vệ Thiên Thương hậu nhân nhóm, tựa hồ không thế nào không chịu thua kém. Hiện tại đem khống thiên phủ cơ bản đều là Vệ Thiên Thương đệ tử cùng huynh đệ. Sư huynh, hắn cũng là nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp Lý Thiên Mệnh đi, ta vừa nghe được tin tức. Triệu Nguyên Cực quét mắt Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Đúng, cho hắn chọn lựa ba môn thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết. Mộ Dương nói, đây là Lý Thiên Mệnh yêu cầu, ba môn đầy đủ hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Không phải vậy nhai nhiều không nát. Tốt, Mạc Lâm, người mang sư đệ đi chọn lựa chiến quyết. Triệu Nguyên Cực phân phó. Chiến công điện bên trong đi ra một cái thanh niên mặc áo đen, thanh niên kia tóc dài tới eo, ngũ quan tinh xảo, xem ra như cái tao nhã nho nhã thư sinh, cử chỉ lễ phép mà vừa vặn. Hắn đầu tiên là cho Mộ Dương hành lễ, sau đó làm một cái tư thế xin mời, nói, Lý sư đệ, xin mời đi theo ta. Lý Thiên Mệnh liền đuổi theo hắn. Tại chiến công điện bên trong xuyên thẳng qua. Trước mắt vị này hẳn là chiến công thiên vương đệ tử, tên là Mạc Lâm. Vừa nghe nói Lý sư đệ nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp, chúc mừng. Mạc Lâm quay đầu nở nụ cười, đó là cái rất có khí chất người trẻ tuổi, làm việc không nhanh không chậm, đã tính trước. Tạ sư huynh, không khách khí, bên này cũng là nguyên cấp chiến quyết khu vực, thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết tại tận cùng bên trong nhất, Lý sư đệ tự đi chọn lựa là được. Như có nghi vấn tùy thời tìm ta. Mạc Lâm mỉm cười nói. Người này chỉ dẫn đường, chỉ phục vụ, cũng không hỏi Lý Thiên Mệnh sự tình khác, tựa hồ với hắn mà nói, Lý Thiên Mệnh cùng những người khác không sai biệt lắm. Nhưng, kỳ thật từ khi Lý Thiên Mệnh tiến vào thiên phủ, bởi vì Mộc Tình Tình cùng truyền thừa điện hai chuyện, chỗ có thiên phủ đệ tử đều sẽ ghé mắt, nghị luận. Lý Thiên Mệnh cảm tạ về sau, liền bước vào căn phòng này. Cái nhà này trang nhã phong cách cổ xưa. Tự nhiên không có tinh thần thiên cung như vậy xa hoa, phàm là chiến quyết đều bày ở chất gỗ trên giá sách. Lại không biết, nơi này bất luận cái gì một quyển sách, giá trị đều vô cùng đắt đỏ. Lý Thiên Mệnh bỏ ra nửa ngày thời gian chọn lựa,
hắn cần muốn tìm tới lớn nhất cảm giác chiến quyết. Sau cùng, hắn trước tuyển định hai môn thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết. Đệ nhất vốn là thân pháp, tên là Hỏa Hồn Thiểm Ảnh. Cái môn này thân pháp so Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ cao hơn một cái cấp bậc, tại bảo trì Hỏa Ảnh Mê Huyễn điều kiện tiên quyết, dựa vào thân pháp huyền ảo, sáng tạo tốc độ nhanh hơn, đạt tới thiểm ảnh hiệu quả. Tu luyện tới độ cao cao nhất độ, nếu như một đạo hỏa diễm quỷ hồn, lóe lên liền đến. Mà lại, còn có nhiều giống như biến hóa, rất dễ dàng né tránh địch nhân tiến công. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây là chọn lựa rất nhiều thân pháp về sau, chọn lựa một môn thích hợp nhất chính mình, cũng thích hợp nhất tiểu hoàng gà thân pháp. Cái môn này thân pháp, nó có thể luyện, lấy thân thể nó tiểu nhân ưu thế, tuyệt đối giết người ở vô hình. Cuốn thứ hai là quyền pháp, tên là Tam Dương Trọng Quyền. Cái môn này quyền pháp cùng loại Lý Thiên Mệnh đã từng long tượng trọng quyền, nhưng gia nhập hỏa diễm mặt trời thuộc tính, có thể tốt hơn phát huy bọn họ vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên hiệu quả. Đây là một môn thế như trẻ tre, thẳng thắn thoải mái, thô bạo cương mãnh quyền pháp, thích hợp nhất tay trái hắc ám cánh tay. Cái kia thú chảo nắm tay thời điểm, lực lượng cũng vô cùng hung mãnh, tuyệt đối có thể đánh ra siêu việt minh hỏa quỷ chảo bạo phát lực. Hắn mang theo thú pháp, Tam Dương Trọng Chảo, đồng dạng thích hợp huỳnh hỏa. Tam Dương Trọng Quyền hết thảy có 3 chiêu, mà lại là điệp ra công kích, mỗi một quyền uy lực, đều có một cái kéo lên. Phân biệt là Nhất Dương Trọng Quyền, Song Dương Trọng Quyền cùng Tam Dương Trọng Quyền. Ba quyền cương mạnh áp chế, càng ngày càng mãnh liệt, ai có thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh vẫn còn muốn tìm một môn roi pháp, lại đến phối hợp cấp 5 thú binh, viêm long xiềng xích, nhưng hắn không có tìm được. Mặc Lâm sư huynh, Lý Thiên Mệnh đối ngoại hô một tiếng. Lý sư đệ, ta tại. Mặc Lâm từ bên ngoài đi vào. Không nghĩ tới chính mình chọn lựa thời gian dài như vậy, hắn vậy mà đứng ở bên ngoài, không nhúc nhích chờ đợi. Cái này một phần lễ nghi, để Lý Thiên Mệnh coi trọng. Bỗng nhiên muốn hỏi, Mặc Lâm sư huynh là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Kỳ thật, bọn họ hẳn là người đồng lứa. Linh nguyên cảnh tầng thứ 8, Mặc Lâm nói. Viêm hoàng thạch độ phù hợp đâu? Điểm này không sánh bằng Lý sư đệ, ta chỉ có thể ở vòng thứ tư tu luyện, hổ thẹn. Mặc Lâm khẽ cười nói. Cái kia chính là 4 cấp độ phù hợp. Lợi hại, Mặc Lâm sư huynh thật không hổ là chiến công thiên vương đệ tử. Lý Thiên Mệnh tán thán nói, theo ngắn ngủi mấy câu phán đoán, Mặc Lâm không thua bởi vệ quốc hào. Ta liền sợ cho sư tôn mất mặt đây. Mặc Lâm cười khổ nói. Mặc Lâm sư huynh qua chút thời gian, có phải hay không cũng phải đi Trầm Uyên chiến trường một chuyến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Làm sao ngươi biết, bất quá, ta sự tình còn không quá thỏa, còn đang chờ kết quả cuối cùng. Mặc Lâm nói. Đi Trầm Uyên chiến trường làm cái gì? Cái này, ta tạm thời không thể cùng ngươi nói, bởi vì thiên phủ còn không có công bố. Nhìn sư đệ lý giải. Mặc Lâm nói. Không sao, Lý Thiên Mệnh cười cười, sau đó hỏi, Mặc Lâm sư huynh, ta muốn tìm một môn roi pháp. Nhưng là không có có thể tìm tới. Roi pháp, ta giúp ngươi nhìn xem. Hắn bắt đầu ở bên trong tìm kiếm, đại khái một phút, hắn tại trong một cái góc tìm ra một bản sách màu đen tịch, đem ra, nhưng là không có đặt ở Lý Thiên Mệnh trên tay. Đây là duy nhất roi pháp, nhưng chỉ sợ ta tạm thời không thể cho ngươi. Mặc Lâm nói. Vì sao? Đệ nhất, đây là một môn siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, là nguyên cấp chiến quyết bên trong tối cao tầng thứ. Mà vừa rồi phó phủ chủ nói chọn lựa là 3 môn thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, ta cần hỏi thêm một cái bọn họ. Sư đệ xin thứ lỗi. Thứ hai, cái môn này chiến quyết uy lực đáng sợ, độc ác tàn bạo, lực sát thương quá lớn, không thích hợp đệ tử luận bàn, chỉ thích hợp giết người. Thứ ba, người cảnh giới còn chưa đủ, chỉ sợ tu luyện không quen, khó có thể hiểu thấu đáo. Mặc Lâm chân thành nói. Không sao, sư huynh trước tiên có thể để cho ta nhìn vài lần. Sau đó ngươi đi cùng phó phủ chủ xác nhận một chút, ngươi thì nói với hắn, ta muốn cái này cửa chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói, có thể. Phiền toái. Mặc Lâm đem cái kia màu đen thư tịch giao cho Lý Thiên Mệnh, liền đi ra. Hắn làm việc rất nghiêm túc, bởi vì Mộ Dương nói đúng là 3 môn thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, không nói siêu phàm uy lực, bao trùm tại thượng phẩm phía trên, một bản khó cầu. Cái này siêu phàm nguyên cấp chiến quyết, tên là Tăng Hồn Thất Sát. Chỉ là cái tên này, đúng là một loại tràn ngập sát khí roi pháp. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút giới thiệu, cái này tang hồn thất sát hết thảy có 7 chiêu, chiêu chiêu tang hồn. Hắn đặc điểm lớn nhất là, có thể chấn động roi dài,
phát ra như là gào khóc thảm thiết thanh âm, đối với địch nhân tiến hành thanh âm phía trên quấy nhiễu, cái này giống như một loại trên tinh thần áp chế. Thanh âm công kích, phối hợp ta mê linh chi đồng, có hay không có thể đối tinh thần của địch nhân ý chí, hình thành lớn nhất trùng kích. Cái này tang hồn thất sát phía trên giới thiệu, thông qua roi dài thanh âm chấn động phát ra thanh âm, một lúc sau, thậm chí có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, cho là mình bị ác quỷ vây quanh. Mỗi một giết, bên người thì thêm ra một cái ác quỷ quấn thân. Quả nhiên là hung sát roi pháp, dùng thép xích sắt thi triển hiệu quả càng đáng sợ, bởi vì xiềng xích lại càng dễ phát ra âm thanh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ưa thích. Hắn còn không có nhìn kỹ, Mạc Lâm thì tiến đến, hắn mặt mỉm cười, nói, Lý Sư Đệ, chúc mừng ngươi, Phó Phủ Chủ nói, chỉ cần ngươi lựa chọn, đều có thể lấy đi. Xem ra Phó Phủ Chủ rất tín nhiệm ngươi. Thỏa. Lần nữa cảm tạ Mạc Lâm Sư Huynh. Không khách khí. Lấy được ba môn chiến quyết, Lý Thiên Mệnh theo hắn đi ra tới. Trong viện Mộ Dương cùng Triệu Nguyên Cực chính đang đánh cờ, Lý Thiên Mệnh lúc đi ra, đúng lúc một bàn ván cờ kết thúc, Triệu Nguyên Cực thắng. Hạ 30 năm cờ, người vẫn là gà mờ. Triệu Nguyên Cực cười nói. Tâm lý rõ ràng là có thể, khác nói ra, cho chút mặt mũi. Mộ Dương đứng dậy, đối Lý Thiên Mệnh vẫy tay, nói, đi. Sư huynh, không tiễn. Đến đưa. Tốt a. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh bị đưa ra chiến công điện. Ta cũng đi trước, có việc đến Mạc Phủ tìm ta, nhớ kỹ tu luyện làm chủ. Vừa mới nói xong, Mộ Dương nháy mắt không thấy, nhanh như thiểm điện. Lý Thiên Mệnh còn muốn hỏi hắn Trầm Uyên chiến trường sự tình, kết quả một chút chạy. Được rồi, vẫn là đi hỏi Khương Thanh Loan, vừa tốt gặp lại gặp Linh Nhi. Lúc sáng sớm, Lý Thiên Mệnh liền đi, Thi Vân Các, một chuyến, hiện tại đã là trạng vạng tối. Buổi tối đi, Khương Thanh Loan sợ là không cho mở cửa, cho nên Lý Thiên Mệnh trở lại chỗ ở của mình, suy nghĩ một đêm mới chiến quyết, sau đó lại tiếp tục tu luyện, mê linh chi đồng. Đem thần hồn thiên thư, tu luyện tới, thiên cực chi nhãn, trình độ, linh hạch thì sẽ mở ra, huyễn thiên chi cảnh, cửa lớn. Huyễn thiên chi cảnh, hội là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên, cho nên hắn chưa từng có rơi xuống mê linh chi đồng tu luyện, tiếp tục củng cố con mắt thứ ba phía trên huyễn linh mạch. Một mực tu luyện tới sau nửa đêm. Dưới ánh trăng, Lý Thiên Mệnh đem cộng sinh không gian bên trong cái thứ hai trứng lấy ra. Vừa đặt lên bàn. Viên này trứng còn đang lắc lư, nói rõ bên trong tiểu sinh mệnh còn đang làm ầm ĩ. Ta nói người cái tên này, đều lắc lư 1-2 tháng, người lúc nào đi ra. Lý Thiên Mệnh cũng chờ nó rất lâu, không nghĩ tới con hàng này như thế có thể chịu, cũng là không ra. Có thể tưởng tượng, gia hỏa này coi như đi ra, khẳng định cũng là lười hóa, cùng tiểu hoàng gà loại kia trên nhảy dưới tránh tính cách, rõ ràng không giống nhau. Đảo suy nghĩ cả nửa ngày. Vật nhỏ này vẫn là không phá xác mà ra, Lý Thiên Mệnh liền tiếp theo thả lại cộng sinh không gian, để nó chậm rãi ấp trứng. Dù sao vấn đề này lấy không vội vàng được, một đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hiện tại cũng đầy đủ nhức đầu. Huỳnh hỏa con hàng này, lại không biết nơi nào bắt côn trùng đi. Huynh đệ, đưa ngươi cái thứ tốt, chính nói nó đâu, thì lén lén lút lút trở về. Cái gì? Chạm mặt tới một cái yếm hồng, che ở Lý Thiên Mệnh trên đầu. Khương Thanh Loan, ngươi ngày mai cùng với nàng giải thích đi, ha ha. Huỳnh hỏa ngươi có bệnh à? Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian một mồi lửa thiêu hủy, không phải vậy muốn để Khương Thanh Loan nhìn đến, phải đem chính mình kéo tiến vào cung làm công công. Gà tiểu quỷ lớn, không thể tha thứ. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh lấy nó không có cách nào. Sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Mệnh liền đi Thi Vân Các. Bởi vì tiểu hoàng gà tối hôm qua tới trộm yếm hồng, cho nên Lý Thiên Mệnh có chút cảm giác có tật giật mình. Tuyệt đối không nên lộ ra nhược điểm, nếu không Linh Nhi hội nhìn ta như thế nào, đúng. Hắn thở một hơi thật dài, tiếp tục gõ cửa. Bên trong gà bay chó chạy, nửa ngày Khương Thanh Loan mới mở cửa, một mặt khó chịu. Linh Nhi đâu? Ở bên trong trang điểm đâu, người tại sao lại tới? Khương Thanh Loan nhìn hắn chằm chằm. Ta vì sao không thể tới? Lý Thiên Mệnh nghênh ngang đi tới. Chỉ thấy Khương Thanh Loan sắc mặt có chút tức giận, nói không chừng cùng cái kia yếm hồng có quan hệ. Huynh đệ, người tối hôm qua lấy ra xoa nước mũi khối kia yếm hồng, phía trên thêu chu tước, có phải hay không cũng là thanh công chúa cộng sinh thú a? Đúng vào lúc này, Huỳnh Hỏa bất thình lình nói một câu. Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt như lửa tại thiêu. Hiểu lầm. Lời còn chưa nói hết,
Khương Thanh Loan nhảy lên, cưỡi ở trên người hắn, kém chút đem hắn bóp đến ngất đi. Làm gì nha các ngươi? Bên ngoài động tĩnh quá lớn, Khương Phi Linh đi ra. Không, nhìn hắn khó chịu. Khương Thanh Loan cắn răng, vẫn là buông tha hắn, dù sao nàng không muốn lộ ra. Lý Thiên Mệnh xem như trốn qua một kiếp. Huỳnh Hỏa, một hồi trở về, lão tử muốn đem đầu lưỡi ngươi cho nhổ. Hi hi, thử một chút. Tiểu hoàng gà sớm ở bên cạnh lăn trên mặt đất cười to, lúc này thời điểm đứng lên, liền bò mang lăn cười, không kiêng nể gì cả. Bày ra dạng này cộng sinh thú, thật sự là say. Ca ca, uống miếng nước. Vẫn là Linh Nhi có lễ phép, Lý Thiên Mệnh ngồi nghiêm chỉnh, phúng đâm một cái Khương Thanh Loan. Ngươi còn lý luận, Khương Thanh Loan trợn mắt nói. Nữ hài tử, đừng hơi một tí thì dựng râu trừng mắt, ta hôm nay đến, hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, hắn lôi kéo Khương Phi Linh ở bên cạnh ngồi xuống. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Khương Thanh Loan trợn mắt nói. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không trộm sai rồi? Khương Thanh Loan hỏi, ý là hỏi Lý Thiên Mệnh, có phải hay không muốn trộm chính là Khương Phi Linh cái yếm? Vâng, đây cũng là chỉ có thể kiên trì thừa nhận, muốn là nói không có trộm sai, chẳng phải là nói mình đối Khương Thanh Loan có ý tứ. Trước mắt mà nói. Cái này Khương Thanh Loan nhiều lắm là tính toán tình địch. Vô sỉ, kiên định ta không thể để cho ngươi tiếp xúc Linh Nhi quyết định. Khương Thanh Loan cả giận nói. Thật tình không biết, đây đều là Huỳnh Hỏa nhàm chán trò đùa quái đản, con hàng này còn tại trên mặt đất phình bụng cười to, thực sự cần ăn đòn. Các ngươi đang nói cái gì nha? Chỉ có Khương Phi Linh còn đang ở trong sương mù, một mặt mộng. Không có gì, Lý Thiên Mệnh, ngươi có dám mau thả. Làm thanh công chúa. Nàng nói chuyện cũng không tính toán nhã nhặn. Ta muốn hỏi một chút, người trước nói rời đi một đoạn thời gian, muốn đi Trầm Uyên chiến trường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có loại này chính thức vấn đề, mới có thể theo vừa mới xấu hổ bên trong giải thoát đi ra. Đúng thế, làm sao người biết? Khương Thanh Loan sắc mặt kỳ quái. Ta nghe nói Vệ Quốc Hào cũng muốn đi, đại khái từ lúc nào? Người thật muốn đánh bại Vệ Quốc Hào, trở thành phó phủ chủ đệ tử. Người đi mà nằm mơ à? Khương Thanh Loan khinh bỉ nói. Người nói thời gian là được rồi. Còn không có xác định, cũng liền một hai tháng không đến. Khương Thanh Loan nói. Sẽ đi bao lâu? Trong một tháng. Cứ như vậy, Vệ Quốc Hào trong năm này, cũng liền trung gian hội biến mất chừng một tháng, không chậm trễ Lý Thiên Mệnh siêu việt hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vệ Quốc Hào không muốn tại Trầm Uyên chiến trường đạt được tạo hóa. Các ngươi đi Trầm Uyên chiến trường, đến cùng làm cái gì? Có mấy người đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Sự tình còn không có xác định, thiên sư không cho nói. Khương Thanh Loan nói. Bằng vào chúng ta thân mật như vậy quan hệ, cũng không thể nói. Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn thẳng muốn biết chi tiết. Người nào quan hệ với ngươi thân mật? Ngươi muốn như vậy, chờ ngươi đi về sau, ta nhưng đối với Linh Nhi không khách khí. Vậy ngươi thì làm tốt làm công công chuẩn bị. Cái kia cũng đáng giá, dù sao Linh Nhi đẹp như vậy. Lý Thiên Mệnh uy hiếp nói. Thanh Nhi, ngươi thì nói với hắn đi, dù sao ngươi đều nói cho ta biết, đã phá làm hư quy củ. Khương Phi Linh nói. Ngươi nha, chính mình tỉ muội lại hướng về Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan đau đầu vạn phần. Mau nói, lầm bà lầm bầm. Nói ngắn gọn chính là như vậy, Thánh Thiên Phủ, phòng bế Trầm Uyên chiến trường, Úy Lam Vực, ở bên trong bố trí một ít gì đó, có thể là khảo nghiệm. Cũng có thể là tạo hóa. Sau đó, cái này Thánh Thiên Phủ, lại để cho Tam Quốc Thiên Phủ phái ra đệ tử trẻ tuổi đi vào được, Trầm Uyên đấu thú, nghe nói, cuối cùng hội có một người, bị tuyển nhập, Thánh Thiên Phủ. Khương Thanh Loan nói, Thánh Thiên Phủ, thứ gì, Lý Thiên Mệnh như lọt vào trong sương mù. Ngươi liền Thánh Thiên Phủ cũng không biết. Không biết a, quả nhiên là trồng trọt. Ngươi ngược lại là nói, ngươi hẳn phải biết. Chu Tước Quốc cũng chỉ là Viêm Hoàng Đại Lục phổ thông một nước, chuyện bên ngoài ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao, trên đời này tất cả Viêm Hoàng học cung, còn có Hạch Tâm Thiên Phủ, đều là Thánh Thiên Phủ thế lực kiến tạo. Chúng ta cái này Thiên Phủ, cũng chỉ là Thánh Thiên Phủ, một cái bình thường phân bộ. Khương Thanh Loan nói, Thánh Thiên Phủ rất mạnh. Người đây không phải nói nhảm đâu, cụ thể mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết như thế nào đi miêu tả, dù sao đó là thiên ngoại một dạng thế giới. Chỉ ít, theo ta được biết, chúng ta Chu Tước Quốc Thiên Phủ, mấy trăm năm qua, chỉ có một người,
đạt được thánh thiên phủ lọt mắt xanh, sắp bị hấp thu tiến thánh thiên phủ. Đối với thế giới bên ngoài, Lý Thiên Mệnh có hiểu biết. Hắn chỉ biết là Viêm Hoàng đại lục rộng lớn vô biên, nhưng đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, cũng không có nhiều người từng đi ra ngoài. Hắn chỉ biết là, ngoại trừ người ở hy hữu đến hoàng địa bên ngoài, tây bắc phương hướng có một cái, Trúc Long Quốc, sau đó nam phương hải vực quần đảo bên trong, có một cái, Thương Hải Quốc. Nghe nói cái này ba quốc gia là tại Viêm Hoàng đại lục vùng đông nam biên giới trên bán đảo. Thông hướng Viêm Hoàng đại lục đường bị đồi núi ngăn cách, hiện nay ở cái này bán đảo, có thể nói là tam quốc thế chân vạc. Thánh Thiên Phủ, cần phải ngay tại cái kia xa xôi Viêm Hoàng đại lục hạch tâm đi. Nếu như Viêm Hoàng đại lục rất lớn, như vậy Thánh Thiên Phủ cần phải rất mạnh. Dù sao, Thánh Thiên Phủ kiến tạo vô số Viêm Hoàng học cung, mà Chu Tước Quốc Thiên Phủ, mấy trăm năm cũng không từng có người có thể bị tuyển tiến, Thánh Thiên Phủ, bên trong. Người nào sắp bị tuyển nhập Thánh Thiên Phủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Đình, bởi vì Thánh Thú Chiến Hồn đạt được coi trọng. Hắn lần bế quan này, cũng là sau cùng xông vào. Chờ hắn đến đột phá linh nguyên cảnh, đến quy nhất cảnh, thì sẽ có người tới đón hắn, chính thức tiến về Thánh Thiên Phủ. Đối với sự kiện này, người đoán cha ta nói thế nào? Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, Lâm Tiêu Đình đã được đến kỳ ngộ như thế. May mắn hắn chạy về Diễm Đô, không phải vậy hắn muốn báo thù, sợ là cũng không tìm tới người. Trong lòng của hắn càng cấp thiết. Lần này, thời gian chỉ sợ càng thêm bức thiết, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi, nếu không mênh mông thế giới, hắn muốn đi đâu tìm nguy nga thần bí Thánh Thiên Phủ. Hắn nói thế nào? Cha nàng thế nhưng là Chu Tước Vương. Hắn nói, Lâm Tiêu Đình chuyến đi này, chờ hắn học thành trở về, hắn cùng phó phủ chủ, đều phải cho Lâm Tiêu Đình dập đầu. Khương Thanh Loan nói, đã hiểu. Kỳ thật một câu nói kia, thì đã nói rõ Thánh Thiên Phủ đáng sợ. Một cái Thiên Phủ đệ tử, đi Thánh Thiên Phủ bồi dưỡng, nếu là trở về, làm cho Chu Tước Vương cùng Thiên Phủ phủ chủ dập đầu, cái kia đến là thân phận gì? Khương Thanh Loan đối Thánh Thiên Phủ, cũng đã biết nhiều như vậy, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không cần hỏi nhiều. Ý của ngươi là, các ngươi lần này đi Trầm Uyên chiến trường, cũng là Thánh Thiên Phủ cho một cái khác danh ngạch, để Chu Tước Quốc, Hắc Minh Quốc cùng Thương Hải Quốc Tam Quốc Thiên Phủ đệ tử, tiến hành một trận Trầm Uyên đấu thú cuối cùng một người chiến thắng người, cũng có thể tiến Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, mà lại nghe nói, bởi vì là Thánh Thiên Phủ an bài, cho nên không cân nhắc tính mạng của chúng ta, lần này hội rất nguy hiểm. Khương Thanh Loan nói. Ta khuyên nàng đừng đi, nhưng là nàng không nghe lời. Khương Phi Linh có chút ủy khuất nói. Linh Nhi, đây là ta cả đời này, duy nhất một lần rời đi Chu Tước Quốc cơ hội, lại nguy hiểm, ta đều muốn đi thử xem. Khương Thanh Loan nói. Câu nói này, nàng đã cùng Khương Phi Linh nói qua vô số lần. Nàng ý đã quyết, thân là Chu Tước Vương tộc công chúa, nàng càng không thể làm Lâm Trận bỏ chạy kẻ đào ngũ. Cho nên, Lâm Tiêu Đình không tham gia lần này Trầm Uyên đấu thú. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Hắn đã là nửa cái Thánh Thiên Phủ người, đương nhiên không dùng tham gia. Nói thật, người muốn báo thù, cơ hội không lớn, nói không chừng ngày nào hắn liền đi. Khương Thanh Loan nói. Lý Thiên Mệnh hé mắt, hắn tuyệt sẽ không, để hắn cứ như vậy rời đi. Chúng ta Thiên Phủ, còn có ai tham gia Trầm Uyên đấu thú? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết Trúc Long Quốc cùng Thương Hải Quốc đều có Viêm Hoàng học cung, nhưng là cùng nơi này Viêm Hoàng học cung thuộc về cạnh tranh quan hệ. Trong lịch sử đều chém giết qua mấy lần. Ta, Mạc Lâm, Tinh Khuyết, Thần Diệu, Vệ Quốc Hào, còn có Mộc Tình Tình. Khương Thanh Loan nói. Mộc Tình Tình cũng đi. Nàng đương nhiên đi à, đây là nàng duy nhất có thể truy đuổi Lâm Tiêu Đình mà đi cơ hội. Không phải vậy ngươi cho rằng, bọn họ vì cái gì đến bây giờ còn không kết hôn. Nàng muốn làm Lâm Tiêu Đình thê tử, mà không phải lưu tại nơi này mỏi mắt chờ mong chờ hắn trở về, thì nhìn lần này Trầm Uyên đấu thú. Chỉ sợ đến lúc đó, nàng so với ai khác đều liều mạng. Khương Thanh Loan nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Xem ra, nàng đạp rơi mất chính mình, đem Thánh Thú Chiến Hồn đưa cho Lâm Tiêu Đình. Kết quả cuối cùng, ngược lại là Thánh Thú Chiến Hồn, để cho nàng lâm vào như thế trong tuyệt cảnh a. Muốn nói báo ứng sao? Không phải Thánh Thú Chiến Hồn, chỉ sợ Lâm Tiêu Đình còn không có tư cách để Thánh Thiên Phủ trực tiếp chọn chúng, hắn liền sẽ không đạp vào càng rộng lớn hơn lộ trình. Đem nàng vứt bỏ ở chỗ này. Buồn cười. Hắn biết Mộc Tình Tình là cái rất nỗ lực người, nàng vì lần này, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nàng nằm mộng cũng nhớ trèo lên trên, cơ hội đang ở trước mắt,
nàng chết đều sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc, ta giống như làm không là cái gì. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, tựa hồ hắn chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu, cùng Trầm Uyên đấu thú không hề có một chút quan hệ. Hiện tại, hắn trả đến vì mẫu thân lưu tại nơi này, còn vì đuổi kịp Vệ Quốc Hào mà nỗ lực. Chờ một chút, Vệ Quốc Hào. Danh ngạch cuối cùng xác định chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn không có, bởi vì quá nguy hiểm, tất cả các phe gia trưởng còn đang do dự, tỉ như, cha ta thì không muốn để cho ta đi. Khương Thanh Loan nói. Vệ Quốc Hào đâu? Hắn khẳng định phải đi, hắn là Vệ gia người, Vệ gia là thiên phủ mặt mũi, phủ chủ tuyệt đối để hắn đi. Khương Thanh Loan nói. Giả dụ ta có thể đánh bại hắn, có thể hay không cầm tới tên của hắn ngạch? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đang nằm mơ. Đúng. Nằm mơ lời nói có thể, hiện thực lại không thể. Đệ nhất, ngươi kém hắn quá xa. Thứ hai, coi như đánh bại, hắn cũng muốn đại biểu Vệ phủ đi. Danh ngạch đều là phủ chủ, phó phủ chủ cùng tứ đại thiên vương, Viêm Hoàng cung chủ cùng một chỗ quyết định, ngươi không cải biến được. Khương Thanh Loan thực sự nói thật. Nhưng là, có thể không thể thay đổi, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, không phải nàng định đoạt. Lý Thiên Mệnh biết. Hắn không thể tọa sơn quan hổ đấu, như thế hắn không cách nào hai bên bất kỳ kết quả gì. Hắn muốn đi Trầm Uyên chiến trường. Hắn không quan tâm chính mình có thể hay không đi Thánh Thiên Phủ. Hắn chỉ muốn để Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình, chết tại đi Thánh Thiên Phủ trước đó. Thiên Phủ có một cái thiên bảng mỗi một giới vẻn vẹn sắp xếp 7 người, liệt vào thiên bảng thất tử. Thiên bảng thất tử, từng cái đều là Thiên Phủ bảng hiệu đệ tử. Vô luận thân phận địa vị thiên phú, đều là cùng thời kỳ Chu Tước Quốc tối cao. 7 người này, có thể nói tương lai cũng là Chu Tước Quốc trụ cột. Dựa theo thiên bảng bài danh, thiên bảng thất tử theo thứ tự là Lôi Tôn Phủ, Lâm Tiêu Đình, Thiên Cơ Cung, Mạc Lâm, Chu Tước Vương Tộc, Khương Thanh Loan, Tinh Thần Thương Hội, Tinh Khuyết, Thiên Phủ Vệ Gia, Vệ Quốc Hào, Tinh Thần Thương Hội, Thần Hạo, cùng bài danh thứ 7 Lôi Tôn Phủ, Mộc Tình Tình. Lần này Trầm Uyên đấu thú, hết thảy có 6 cái danh ngạch. Cho nên ngoại trừ Lâm Tiêu Đình đã thu hoạch được Thánh Thiên Phủ lọt mắt xanh bên ngoài, thiên bảng thất tử còn thừa 6 người, vừa vặn có thể chia cắt danh ngạch. Trong đó Mộc Tình Tình là gần nhất mới lên tới thiên bảng thứ 7, trước kia nàng đều là thiên bảng hơn 10 người bên ngoài. Có thể thấy được vì đạt được Trầm Uyên đấu thú cơ hội, khoảng thời gian này, nàng cơ hồ liều mạng tu hành. Đã từng nàng và Lý Thiên Mệnh thiên phú không sai biệt lắm, dựa vào Lâm Tiêu Đình, nàng nắm giữ cấp 7 cộng sinh thú. Có thể tại thiên bảng vị trí này, chỉ có thể nói, nàng vì trèo lên trên, xác thực hao tổn tận tâm huyết. Nữ nhân như vậy, sao có thể không chân đạp Lý Thiên Mệnh, dấn thân vào vinh hoa phú quý. Lý Thiên Mệnh theo Thi Vân Các rời đi thời điểm, vẫn là thuận lợi đem Khương Phi Linh mang ra ngoài. Khương Thanh Loan nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, để Linh Nhi quấy rầy đòi hỏi một chút, nàng thì không kiên trì nổi, để hai người bọn họ xéo đi nhanh lên. Vì cái gì nàng cho ta một loại mẹ vợ cảm giác? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca ca, ta đi ra cùng ngươi tu luyện, người khác quanh co lòng vòng đùa bỡn ta. Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Nói bậy, ta thật muốn đùa giỡn, tuyệt đối quang minh chính đại, đến, mỹ nhân, cho đại gia cười một cái. Cười ngươi cái đầu heo. Tiểu hoàng gà vùi ở Lý Thiên Mệnh tóc bên trong, nhìn lấy bọn hắn vui cười đùa giỡn, một mặt xinh không thể yêu. Thanh tú ân ái. Để lộ được nhanh, nó cũng chỉ có thể âm thầm nguyền rủa Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới Viêm Hoàng Tháp, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh sông vào một đoạn thời gian. Viêm Hoàng Tháp mỗi thời mỗi khắc cũng rất nhiều người, đa số đệ tử đều tại Viêm Hoàng Thạch linh khí phong bạo bên trong tu hành, số ít đệ tử có tư cách đạp vào tầng thứ 2 tu luyện. Viêm Hoàng Tháp tầng cao nhất, càng là chỉ có tôn quý nhất thiên bảng đệ tử mới có thể tu hành địa phương. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, đúng lúc liền thấy hai người vừa nói vừa cười, theo Viêm Hoàng Tháp tầng thứ 2 thang lầu bên trong đi xuống. Hai cái này thanh niên, một cái khôi ngô cẩn trọng, một cái thon dài phiêu giật, cả hai đều mục đích như sao, khí tức cẩn trọng. Rất lâu không thấy được bọn họ. Tinh thần thương hội Tinh Khuyết cùng Thần Hạo. Bọn họ cũng vừa xuống tới, vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đi vào Viêm Hoàng Tháp. Cái này vừa đụng chạm. Lý Thiên Mệnh cùng ánh mắt của bọn hắn, đều hơi híp. Lý Thiên Mệnh, lần trước cho địa chỉ của ngươi, miễn phí quan tài nhận lấy sao? Tinh Khuyết cười lạnh một tiếng. Nhưng nói thật, bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt đã không đồng dạng. Truyền thừa điện náo ra chê cười, không ra ngoài bọn họ đoán trước,
nhưng là Viêm Hoàng Tháp đỉnh phong độ phù hợp, tại hôm nay trước đó đã oanh động Diễm Đô. Nghe nói tin tức này, nghe nói Tuyết Lam phu nhân đem trong phòng quý giá gốm sứ đều đập. Nhà các ngươi nhiều người, chính mình trước giữ lấy dùng đi. Lý Thiên Mệnh cho rằng, Tuyết Lam đối mẹ con bọn hắn trả đạp cùng miệt thị, hắn đã trả thù qua. Hắn có khác cựu địch, không có ý nghĩa lại cùng hai người này dây dưa, cho nên sau khi nói xong, hắn nắm Khương Phi Linh, hướng về Viêm Hoàng Thạch mà đi. Làm hắn dắt lên cái này chú tước cốc đệ nhất mỹ nhân tay thời khắc, Tinh Khuyết cùng Thần Hạo vẻ mặt nhăn nhó một chút, hiển nhiên tâm lý tương đương khó chịu. Chẳng những khó chịu, mà lại không nghĩ ra. Linh công chúa, vì sao muốn cùng như thế có tiếng xấu người cùng một chỗ? Linh công chúa nhưng biết, ngươi cùng bại loại chồng sen cùng một chỗ, đối thanh danh của mình có ảnh hưởng đâu. Chúng ta những khi này, có thể nghe được không ít người nghị luận ngươi. Thần Hạo có chút âm dương quái khí nói. Ta không quan tâm, liên quan gì đến ngươi. Khương Phi Linh nghe hơn nhiều, cũng thấy chán, nói tục đều đi ra. Thần Hạo ngơ ngác một chút. Nói thật, Linh Nhi rất nể tình. Vượt qua bọn họ, Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị bước vào tu luyện vòng. Lý Thiên Mệnh, người cũng đã biết, người lần trước cùng Vệ Lăng Huyên náo mâu thuẫn, nói lộ ra miệng, hiện tại toàn bộ thiên phủ người đều biết, mẹ con các ngươi cùng vệ phủ quan hệ. Tinh Khuyết bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh còn thật không biết. Hắn bốn phía nhìn một chút, quả nhiên phát hiện rất nhiều thiên phủ đệ tử, đều lấy ánh mắt kỳ quái nhìn lấy chính mình. Hiện tại cũng biết, mình là thiên phủ phủ chủ Vệ Thiên Thương ngoại tôn. Biết mình cùng Vệ Lăng Huyên, là biểu huynh muội quan hệ. Lần này, thân phận ngược lại là tăng lên, không còn là vô danh tiểu tốt. Vệ Thiên Thương cảnh cáo chính mình không muốn tiết lộ thân phận, nhưng Mộ Dương lại giúp đỡ chính mình kiêu căng hơn, mà lại đây là Vệ Lăng Huyên trước tiết lộ, Lý Thiên Mệnh cũng mặc kệ. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hắn. Cũng không có gì, mọi người đều biết, người cái kia không biết xấu hổ mẫu thân rời nhà trốn đi 20 năm, thẳng đến sắp chết mới trở về cầu cứu hành động. Tinh Khuyết nói, loại chuyện này truyền đi nhanh nhất, dù sao, mẹ con các ngươi, đều là một cái đức hạnh. Thần Hạo tiếp tục âm dương quái khí. Bọn họ lúc nói, chung quanh thiên phủ đệ tử không có gì đặc thù phản ứng, xem ra bọn họ cũng đều biết. Theo ta được biết, mẫu thân ngươi bây giờ bị nhốt. Vứt bỏ gia tộc 20 năm, còn muốn trở về cầu cứu, có chút buồn cười. Tinh Khuyết lại nói một câu. Tinh Khuyết, Thần Hạo, Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn bọn họ. Từng chữ nói ra nói, kỳ thật ta và các ngươi, không có thù gì oán niệm, vốn cũng không muốn tiếp tục cùng các ngươi trở mặt. Nhưng, các ngươi đã như thế quá phận, vậy thì chờ lấy, ta xé nát các ngươi cái miệng này, để cho các ngươi quỳ xuống, cho ta chịu nhận lỗi. Người trẻ tuổi đấu khí coi như xong, lão nhục nhã người khác phụ mẫu, chỉ có thể nói rất bị ổi. Phốc phốc, hai người bọn họ đều nhịn cười không được. Thôi đi, 20 tuổi, nhìn xem ngươi bây giờ cảnh giới gì. Người nào a đây là, thật cho là có đỉnh phong độ phù hợp, liền có thể một bước lên trời, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem mình bây giờ đức hạnh gì. Người muốn khiêu chiến ta, tùy thời hoan nghênh, ta chấp ngươi một tay. Đừng tưởng rằng, đánh đệ ta, người còn có thể không trả giá một chút. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, biểu lộ đặc sắc. Không dùng, đến lúc đó, các ngươi cùng tiến lên. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Sau khi nói xong, hắn bước vào tu luyện vòng, hướng về Viêm Hoàng Thạch đi đến. Tinh Khuyết, Thần Hạo ngạc nhiên, không biết hắn cái này là dũng khí từ đâu tới. Đi vào vòng thứ 5, đây là những người khác không thể vào tới địa phương. Đây là Lý Thiên Mệnh độc thuộc chỗ tu luyện. Hắn đưa lưng về phía còn lại thiên phủ đệ tử, ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Khương Phi Linh đối với hắn tu hành ích lợi to lớn. Để hắn có thể thoải mái hơn tại cái này Viêm Hoàng Thạch bên cạnh lưu lại, vì hắn ổn định cái này mãnh liệt linh khí phong bạo. Khi nàng phụ linh trên người mình thời điểm, mỹ diệu tu luyện kiếp sống, lại bắt đầu. Linh Nhi, người duy nhất một lần có thể tại trên người của ta đùa ở lại bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vĩnh cửu, mãi mãi cũng không ra đều có thể. Khương Phi Linh ngữ khí ngọt ngào. Khoa trương như vậy, người tại người nào trên thân đều có thể sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, tốt nhất là Thanh Nhi, đạt tới cấp 6 phụ linh, ta mỗi ngày chỉ có 6 phần 10 thời gian, có thể phụ linh ở trên người nàng, chỉ có ngươi là mắc cấp. Cái kia phụ linh cấp 2, thì là mỗi ngày chỉ có 2 phần 10. Đúng, thậm chí ngắn hơn. Xem ra, Linh Nhi tuy nhiên kỳ diệu,
nhưng cũng chỉ có thể tạo phúc tự mình một người. Cái này nếu như là thượng thiên an bài, vậy liền quá sung sướng. Cái gì gọi là ông trời tác hợp cho? Nàng không có bất kỳ cái gì thú nguyên, không có năng lực tự vệ, nhưng lại có thể làm cho mình càng mạnh. Ngoại trừ phụ linh, thời gian của nàng chàng cùng thiên chi dực, kỳ thật tác dụng cũng tương đương to lớn. Mà lại, nàng còn có 7 loại không có giải phong năng lực, giấu ở cái kia kỳ diệu móng tay bên trong. Muốn là ca ca có thể tham gia cái kia trầm uyên đấu thú, ta liền có thể một mực giấu ở trên thân thể ngươi, chỉ có ta đi vào, ta mới có thể yên tâm thanh nhi. Nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất muốn rời khỏi ta lâu như vậy, đi chỗ nguy hiểm như vậy, sinh tử khó liệu, ta tốt lo lắng nàng. Khương Phi Linh có chút u buồn, nàng và Khương Thanh Loan ở giữa, đã sớm thắng qua thân tỉ muội. Ngươi muốn cho ta mang ngươi đi vào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đáng tiếc, không có cái này khả năng. Khương Phi Linh khổ não nói, dù sao danh ngạch đã xác định, đều là thiên bảng nhân vật. Lý Thiên Mệnh khoảng cách thiên bảng cách xa vạn dặm. Lý Thiên Mệnh không có nhiều lời, hắn tại Viêm Hoàng Thạch hung mãnh linh khí phong bạo bên trong, cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ điên cuồng hấp thu chuyển hóa, lớn mạnh tự thân. Lúc này thời điểm nói cái gì, cũng không bằng khắc khổ tu luyện bây giờ tới. Muốn tại cái này cuồng bạo linh khí phong bạo bên trong kiên trì, cũng là một kiện cần nghiến răng nghiến lợi kiên trì sự tình. Lý Thiên Mệnh như là đứng tại thác nước dưới đáy, bị thác nước 10 triệu cân chi lực cọ rửa. Chuyển. Hắn cùng tiểu hoàng gà luyện ngục chi nguyên, đều giống như một cái động không đáy, tại vĩnh hằng luyện ngục kinh vận chuyển phía dưới, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó, lại hội tụ thành vì dung nham giống như vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, hội tụ tại luyện ngục chi nguyên bên trong. Thân thể của bọn hắn lần nữa đốt bốc cháy. Liền tại vòng thứ tư tu luyện tinh khuyết cùng thần hạo. Lúc này thời điểm đều hứng chịu tới hỏa diễm thiêu đốt ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh đưa lưng về phía bọn họ, hắn tu luyện động tĩnh to lớn, để cho hai người vô cùng khó chịu. Tuy nhiên bọn họ vẫn xem thường Lý Thiên Mệnh, nhưng là đỉnh phong độ phù hợp, xác thực gọi người ước ao ghen tị. Bực này thiên phú ở trên người hắn, thật sự là lãng phí. Muốn là tại trên người chúng ta, Thánh Thiên Phủ, ở trong tầm tay. Thần Hạo híp mắt nói. Đúng vậy a, chỉ có Thánh Thiên Phủ mới làm cho chúng ta rời đi Chu Tước Quốc, đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới, đi xem một chút cái này Viêm Hoàng Đại Lục, đến cùng đến cỡ nào bao la. Tinh khuyết tràn ngập chờ mong mà nói. Phụ thân nói, đây là chúng ta cả đời này, trọng yếu nhất cơ hội, liền bọn họ lúc trước đều không có cơ hội này. Xông vào đi. Thiên phủ tu luyện không khí thiên hạ đệ nhất, chỗ có thiên tài đệ tử, nỗ lực còn muốn vượt qua thường nhân. Thử hỏi, thiên phủ làm sao có thể không cường thịnh? Mà tại trong những người này, Lý Thiên Mệnh nỗ lực càng là vượt qua thường nhân. Hắn sau lưng thiên phủ đệ tử một mực tại thay đổi, nhưng là hơn 10 ngày qua, hắn vẫn luôn tại tu luyện, chưa bao giờ từng ly khai qua ở giữa nhất vòng. Hắn muốn thừa thế xông lên, Khương Phi Linh liền ở chỗ này làm bạn hắn, có mỹ nhân làm bạn, có huỳnh hỏa cãi nhau, cho dù là khắc khổ tu luyện, đều có đủ kiểu niềm vui thú. Hắn có dự cảm, muốn đột phá. Tại vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh chuyển hóa thú nguyên buồn tẻ quá trình bên trong, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng quen thuộc cấp bậc này linh khí phong bạo. Cho nên, hắn còn có thể ở chỗ này tu luyện mới chiến quyết, thậm chí suy nghĩ thần hồn thiên thư, đoán tạo con mắt thứ ba bên trong huyễn linh mạch. Những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ chuyển hóa thú nguyên bên ngoài, trọng tâm tại, hỏa hồn thiểm ảnh, thân pháp cùng, tam dương trọng quyền, quyền pháp phía trên. Một bên chuyển hóa thú nguyên. Một bên tại ở giữa nhất vòng thi triển thân pháp, diễn luyện quyền pháp. Lý Thiên Mệnh động tĩnh to lớn, vẫn luôn gây nên rất lớn chú ý. Liên quan tới hắn nghị luận, bao quát mẫu thân hắn vệ tịnh sự tình, tại Viêm Hoàng Tháp cơ hồ bên tai không dứt. Nhưng Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, hắn đưa lưng về phía đại chúng, tất cả tinh thần ý chí đều tại công pháp và chiến quyết phía trên. Một cái hỏa diễm bóng người, thi triển thẳng thắn thoải mái quyền pháp, tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh bôn tẩu. Không ngừng xuất quyền thu quyền, cước bộ không ngừng biến hóa, dần dần đạt tới thân pháp cùng quyền pháp kết hợp một thể hiệu quả. Cái kia khí tức dày nặng, thỉnh thoảng bộc phát ra quyền kinh, để thiên phủ đệ tử nhóm ghé mắt. Hắn thật đúng là tuyệt, chẳng những có đỉnh phong độ phù hợp, còn có thể Viêm Hoàng Thạch bên cạnh tu luyện chiến quyết. Ta là cấp 2 độ phù hợp, nhưng ta cũng không thể tại vòng thứ 2 tu luyện chiến quyết đi. Không thể không nói, ở phương diện này, hắn thì cùng một cái quái vật một dạng. Đáng tiếc duy nhất, cũng là tuổi tác quá lớn, bỏ lỡ tốt nhất tu luyện là thời cơ.
Thế mà, Lý Thiên Mệnh triệt để say mê tại tu hành bên trong. Hô hô hô! Hắn từng quyền đánh ra, phương hướng nhắm ngay Viêm Hoàng Thạch. Viêm Hoàng Thạch, thành hắn diễn luyện quyền pháp địch giả tưởng. Ầm, cái này Nhất Dương trọng quyền đánh lên đi, tuy nhiên không có đụng chạm lấy Viêm Hoàng Thạch, nhưng là quyền kình lại trùng kích đi lên, cùng gào thét mà đến linh khí phong bạo hình thành đối trùng, tạo thành một loại đả kích cường liệt. Cái này có thể để Lý Thiên Mệnh chân thực cảm giác bị quyền pháp cho mình phản hồi. Một lần nữa, hắn giống như ma, hắn hiện tại so với ai khác đều muốn khát vọng lực lượng. Bởi vì, hắn tựa hồ không còn có nhiều thời giờ như vậy. Rầm rầm rầm, quyền pháp của hắn càng lúc càng cường hãn, cùng Viêm Hoàng Thạch chi ở giữa tạo thành trùng kích càng ngày càng nhiều. Thiên phủ đệ tử quả thực ngốc trệ, nơi nào có người dám đối Viêm Hoàng Thạch bây giờ bất kính. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thì làm như vậy. Liên tục vài ngày, hắn đều dùng Viêm Hoàng Thạch linh khí phong bạo để diễn luyện thân pháp cùng quyền pháp, làm đến đem lên phẩm nguyên cấp chiến quyết đều thông hiểu đạo lý. Quyền pháp của hắn càng ngày càng nổ tung. Diễn luyện quyền pháp ngày thứ 5. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, làm quyền của hắn sức đánh tại Viêm Hoàng Thạch trên người thời điểm, Viêm Hoàng Thạch tuy nhiên không nhúc nhích tí nào, nhưng là trên đó màu đen thiên văn lại tại động. Mỗi một quyền đều có thể tạo thành cái kia màu đen thiên văn chấn động, để màu đen thiên văn vặn vẹo biến hóa. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác cái này Viêm Hoàng Thạch giống như là một cái sinh linh một dạng, đang cùng chính mình chuyển động cùng nhau. Khương Phi Linh nói qua, cái này Viêm Hoàng Thạch tồn tại quá lâu, đã có tự mình ý chí, chẳng lẽ, đây chính là nó tự mình ý chí, đang cùng chính mình chơi đùa. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, tu luyện quả nhiên kỳ nhạc vô cùng. Đánh chết ngươi! Hắn dần dần tăng tốc quyền nhanh, mà lại khoảng cách Viêm Hoàng Thạch càng ngày càng gần, chỉ cần không dán lên, cơ bản không có vấn đề. Rầm rầm rầm, càng lúc càng nhanh quyền thế, để cái kia Viêm Hoàng trên đá màu đen thiên văn biến hóa càng lúc càng lớn. Làm sao cảm giác, những thứ này màu đen thiên văn giống như đang ngưng tụ. Khương Phi Linh bỗng nhiên nói. Đúng, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy. Vốn là màu đen thiên văn như là trận pháp một dạng, tản mát tại Viêm Hoàng Thạch mặt ngoài. Nhưng, làm Lý Thiên Mệnh quyền kình đánh vào một trong đó điểm thời điểm, hắn cảm giác những cái kia màu đen thiên văn, giống như tại hướng lấy bên này di động. Quyền thế càng nhanh, di động càng nhanh. Tựa như là vô số màu đen nòng nọc nhỏ, hướng về Lý Thiên Mệnh quyền kình chi địa tụ đến. Nếu như toàn bộ hội tụ vào một chỗ sẽ như thế nào? Thiên văn là trên thế giới huyền ảo nhất đồ vật. Nghe nói, tu hành muốn siêu thoát, quy nhất cảnh, ngự thú sư liền cần nhìn thiên văn sinh ra cảm ngộ. Có câu nói, thú mạch, linh nguyên cùng quy nhất cái này ba đại cảnh giới, chính là cộng sinh thú huyết mạch đặc thù bạo phát thêm cảnh giới. Nhưng là, quy nhất cảnh phía trên, thiên ý cảnh, còn có về sau đáng sợ cảnh giới, mới là ngự thú sư trí tuệ bạo phát cảnh giới. Sau đó tu hành, từ ngự thú sư dẫn dắt cộng sinh thú. Nói ngắn gọn, tiền kỳ dựa vào cộng sinh thú huyết mạch cùng thần thông, hậu kỳ dựa vào ngự thú sư siêu thoát thiên địa tự mình, cảm ngộ thiên địa. Mang theo cộng sinh thú đi vào thiên địa ý chí con đường. Lý Thiên Mệnh hiện tại mới vừa đến linh nguyên cảnh, cho nên hắn rất khó tránh thức lĩnh hội thiên văn bên trong ảo diệu. Bất quá, hắn lại có thể cảm nhận được những thứ này cảm giác kỳ diệu. Tiếp tục, hắn tiếp tục xuất quyền, đem tốc độ phát phung tới cực hạn, những cái kia màu đen thiên văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hội tụ tại quyền kình chi địa. Nhanh, tại trước mắt của hắn, đã hội tụ mảng lớn màu đen. Đoán chừng một phút sau, tất cả màu đen thiên văn hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái màu đen hình tròn. Hắn đang làm gì? Thiên văn giống như xảy ra biến hóa. Hội tụ vào một chỗ. Viêm Hoàng Thạch, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại biến hóa này. Nhanh đi kêu thiên sư. Nhanh! Thiên phủ đệ tử nhóm không biết chuyện gì phát sinh, Viêm Hoàng Thạch biến hóa để bọn hắn vô cùng gấp gáp. Sau đó, có người hốt hoảng rời đi. Đi tìm thiên sư nhóm đi. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, mà Lý Thiên Mệnh bị tiếng gió gào thét vây quanh, lập tức liền muốn thành công, hắn tự nhiên không có quản chuyện bên ngoài. Hắn không biết, thiên phủ đệ tử nhóm rất nhanh liền đem phó phủ chủ Mộ Dương tìm tới. Mộ Dương bên người còn có một người nam tử, hắn hai mắt như ngân hà sáng chói. Nếu như Lý Thiên Mệnh quay đầu, tự nhiên có thể nhìn người nọ cũng là thần thánh. Hắn đang làm cái gì? Thần thánh vừa tiến đến, liền thấy Lý Thiên Mệnh. Không biết, Viêm Hoàng Thạch theo chưa từng xảy ra biến hóa như thế.
Mộ Dương sắc mặt nghi hoặc, hắn đang muốn tiến lên tìm hiểu tình huống. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh sau cùng nhất quyền đánh ra, thành công để tất cả màu đen thiên văn hội tụ vào một chỗ. Tương đương cái này viêm hoàng trên đá tất cả nòng nọc nhỏ, tụ tại một chỗ. Cái này trong nháy mắt, thời gian giống như dừng lại một dạng. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được là một loại kinh khủng sức hấp dẫn. Cái kia sức hấp dẫn tác dụng ở trên người hắn. Cái này không cách nào chống cự lực lượng, tựa như là viêm hoàng thạch phẫn nộ, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh hút vào đi qua, cả người trực tiếp dán tại viêm hoàng trên đá. Phải biết, chỉ là dùng bàn tay tiếp xúc, viêm hoàng thạch linh khí phong bạo đều có thể xé rách hắn. Mà bây giờ, hắn toàn thân đều dán tại viêm hoàng trên đá, dán tại cái kia màu đen thiên văn phía trên. Không chỉ là hắn, tiểu hoàng gà cũng dán vào, cánh mở ra, cùng ngã cái chụp ếch giống như. Phiền phức lớn rồi. Mộ Dương cùng thần thánh đều ý thức được, Lý Thiên Mệnh tựa hồ tạo thành viêm hoàng thạch tức giận. Cái này tuyệt đối giữ nhiều lành ít, có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ liền có thể nhìn đến Lý Thiên Mệnh bị xé nứt thành toái phiến. Hai người cùng một chỗ phóng tới viêm hoàng thạch. Đều tản ra. Mộ Dương quát to một tiếng, viêm hoàng thạch phát sinh biến hóa như thế, bọn họ có thể không xác định còn có hay không đến tiếp sau biến hóa. Các đệ tử đã sớm bị dọa, bọn họ một bên hốt hoảng chạy trốn, một bên chửi mắng Lý Thiên Mệnh. Nếu như không phải hắn dở trò quỷ, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chết đáng đời, Thần Hạo về sau rút lui thời điểm, nhổ một ngụm nước bọt. Thật sự là quá có thể dày vò, loại này người cũng là đoản mệnh biểu tượng. Tinh Khuyết từng trận cười lạnh. Lúc này thời điểm, Mộ Dương cùng Thần Thánh hai người đã đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lôi ra đến, Thần Thánh hỏi. Không đúng, hắn tại tu luyện. Lấy Mộ Dương thân phận, lúc này thời điểm đều kinh hô một tiếng, biểu lộ vô cùng nghi hoặc cùng rung động. Hắn lời vừa mới nói xong, mọi người bất ngờ nhìn đến, ghé vào viêm hoàng trên đá Lý Thiên Mệnh, chẳng những không có chết, trên người hắn thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm. Hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ, giống như biến thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu viêm hoàng trên đá thiên địa linh khí. Viêm hoàng thạch linh khí phong bạo biến mất, hiện tại chính hội tụ thiên địa linh khí, ôn hòa chuyển di để Lý Thiên Mệnh trên thân, loại hiệu quả này, tương đương với phục dụng thiên tài địa bảo tu luyện. Thần Thánh ánh mắt co rụt lại, nhìn ra manh mối. Xác thực, hiện tại viêm hoàng thạch là vô số năm qua lớn nhất ôn hòa thời điểm. Bọn họ đứng tại viêm hoàng thạch bên cạnh, một chút linh khí phong bạo đều không có cảm nhận được. Bởi vì hiện tại viêm hoàng thạch hội tụ thiên địa linh khí, toàn bộ lấy ôn hòa phương thức, quán thâu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Nhưng là từ về số lượng nhìn, tuyệt đối siêu việt đỉnh phong độ phù hợp mang tới linh khí tư nhuận. Hô hô hô, hiện tại Lý Thiên Mệnh, tựa như là một cái vòng xoáy. Ôn hòa thiên địa linh khí là kinh hỉ nhất, cảm giác tựa như là viêm hoàng thạch chủ động dâng hiến cho lực lượng của mình, hắn tu hành tốc độ lập tức tăng lên gấp bội. Nhiều lắm, nhiều lắm. Hắn lâm vào to lớn trong hạnh phúc. Hắn có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhìn lấy chính mình luyện ngục chi nguyên điên cuồng lớn mạnh. Bên trong vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên quả thực giống như là biển dung nham, gào thét lăn lộn, nóng rực lực lượng hội tụ toàn thân, thân thể đã cường hãn đến quả thực muốn nổ tung. Linh nguyên cảnh tầng thứ 3. Cái này còn không chỉ là điểm cuối. Một lúc lâu sau, liền phá hai trọng, đến linh nguyên cảnh tầng thứ 4. Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà lần nữa cùng một chỗ đột phá. Duy nhất một lần trực tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, xông lên linh nguyên cảnh tầng thứ 4. Tăng thêm Khương Phi Linh còn tại phụ linh thể của nàng làm đến Lý Thiên Mệnh lực lượng càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Mặc dù là linh nguyên cảnh tầng thứ 4, nhưng là chân chính vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên uy lực, chỉ sợ đã không thể tưởng tượng. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bị chấn bay ra. Sau một khắc, hắn vừa mới nằm sấp địa phương, toàn bộ hội tụ vào một chỗ màu đen thiên văn bắt đầu tiêu tán. Trong thời gian ngắn, liền trở về ban đầu bộ dáng. Linh khí phong bạo, lại một lần nữa xuất hiện. Lý Thiên Mệnh lúc bò dậy, rõ ràng cảm nhận được chính mình thời khắc này dồi dào chi lực. Viêm hoàng thạch, vậy mà cho ta như thế tạo hóa. Hắn cũng nhìn không được tiếp tục diễn luyện một lần quyền pháp, để viêm hoàng thạch lại để cho mình đột phá một lần. Nhưng là, hắn biết đây nhất định không được. Bởi vì, nếu như có thể tiếp tục, viêm hoàng thạch thì sẽ không đem chính mình vung ra tới. Rất hiển nhiên, viêm hoàng thạch loại biến hóa này, khẳng định có cực hạn, mà vừa mới thì là cực hạn thời khắc.
mà lại lần này, tạo thành động tĩnh cũng quá lớn. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh đối lực lượng bây giờ, đã tương đương hài lòng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chính hắn đều không khái niệm. Nhưng là hắn biết, toàn bộ Viêm Hoàng Tháp bên trong tất cả mọi người, đều đã trợn mắt hốc mồm. Nói thật, hắn có thể cảm nhận được, làm chính mình không ngừng huy quyền thời điểm, Viêm Hoàng Thạch tự mình ý chí tựa hồ đối với chính mình sinh ra một loại câu thông. Đó là một loại gặp quỷ, thưởng thức cảm giác. Cho nên, nó ban cho Lý Thiên Mệnh một trận tạo hóa. Hiện tại, nó cần phải mệt mỏi, dù sao muốn tiến hành dạng này thao tác, đối với nó tới nói hẳn là một loại tiêu hao. Các loại lần tiếp theo, nó nếu là còn nguyện ý cho mình dạng này tạo hóa, Lý Thiên Mệnh tin tưởng mình có thể cảm nhận được nó kêu gọi. Hiện tại với hắn mà nói, cái này Viêm Hoàng Thạch tựa như là một cái thân mật người. Loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Ai có thể tại thiên phủ, để Viêm Hoàng Thạch bảo bọc. Lý Thiên Mệnh làm được. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình có thể nhanh như vậy, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư. Làm Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Thạch khôi phục về sau bò dậy thời khắc, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, đều rơi vào trên người hắn. Bao quát Mộ Dương cùng thần thánh. Cái này đều không chết. Quả thực là kỳ tích. Mọi người buổi chiều tốt. Lý Thiên Mệnh chỉnh sửa lại một chút xốc xếch quần áo. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh cũng có chút mỏi mệt, theo linh thể chuyển hóa làm thực thể, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người. Đến mức tiểu hoàng gà, còn ở bên cạnh phun lửa đây. Đi ra, tại vạn chúng ánh mắt đờ đẫn bên trong, Mộ Dương đối với hắn vẫy tay. Gặp qua phó phủ chủ, thần thánh, Lý Thiên Mệnh đi vào bọn họ trước mắt. Cái này hai nam tử đều là diễm đô truyền kỳ, là người đời trước siêu cấp thiên tài, đều là so Lý Viêm Phong đẹp trai, lại mạnh hơn hắn đỉnh phong nhân vật. Bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, lúc tuổi còn trẻ bọn họ đều truy qua Vệ Tịnh, vẫn là tình địch. Lý Thiên Mệnh, gần chút thời gian lão nghe được sự thích của ngươi, nhanh để lỗ tai ta lên vết chai. Thần thánh nở nụ cười, ánh mắt mập mờ. Thần thánh không dùng đòi nợ, ta đến lúc đó khẳng định còn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không vội, ngươi còn muốn, ta còn có thể mượn, dù sao còn gấp 10 lần là có thể. Thần thánh nói. Vậy quên đi. Mộ Dương đã nghe thần thánh nói qua, giữa bọn hắn chuyện mượn tiền. Thiên Mệnh, chuyện gì xảy ra? Mộ Dương hỏi. Ta cũng không biết, thì cùng ngươi thấy không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Có thụ thương sao? Viêm Hoàng Thạch cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Không có, còn có tiến bộ, Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nói như thế, hữu kinh vô hiểm, nhưng là lần tiếp theo, không có ta cho phép, đừng như vậy tới. Viêm Hoàng Thạch không phải ngươi cảnh giới này có thể hiểu thấu đáo đồ vật, ta sợ ra chuyện. Mộ Dương nói, nếu quả như thật ra chuyện, hắn không có cách nào hướng Vệ Tịnh bàn giao. Ta nhìn không có vấn đề gì, cái này Viêm Hoàng Thạch rất tán thành hắn. Thần thánh nói nhảm, hắn ra chuyện, không ai trách ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy không có vấn đề. Mộ Dương ha ha cười nói, bụng dạ hẹp hòi, thần thánh khinh bỉ nói. Chí ít hiện tại hết thảy đã bình ổn, không có chuyện gì khác. Phó phủ chủ, ta tâm lý nắm chắc, tận lực không có chuyện. Lý Thiên Mệnh ổn trọng nói. Được, cái kia tu luyện thì tu luyện, cái kia nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Các ngươi đều như thế. Mộ Dương nhìn thoáng qua vây xem các đệ tử nói. Nói thật, Lý Thiên Mệnh lần này có thể còn sống sót, mọi người quả thực trợn mắt hốc mồm. Trong đám người tinh khuyết cùng thần hạo cũng là như thế. Các ngươi hai cái tới đây cho ta, thần thánh thấy được bọn họ. Hai người bọn họ chỉ có thể đi lên phía trước, ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Không muốn tạo ra cái gì ân oán, lại không có thù hận gì, đấu cái gì đấu. Lẫn nhau nắm cái tay, thần thánh nói. Hắn khẳng định không muốn để cho chính mình nhi tử cùng Lý Thiên Mệnh náo mâu thuẫn. Tương đồng, bởi vì tinh khuyết, thần hạo cùng thần thánh quan hệ, Lý Thiên Mệnh bản ý không muốn cùng bọn họ kết thù. Hôm nào cho ta nói lời xin lỗi, sự tình liền xong rồi. Lý Thiên Mệnh vươn tay, treo lấy. Dù sao, mạo phạm Vệ Tịnh, nói xin lỗi là căn bản. Cha, hắn đánh thần diệu, ta muốn vì thần diệu ra mặt. Thần hạo cắn răng nói. Ta ra mẹ ngươi. Bỗng nhiên, thần thánh thân thủ cũng là một bàn tay. Một cái bàn tay, trực tiếp đem thần hạo đập bay ra ngoài, trên không trung quay người ba vòng đập xuống đất. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai phụ thân giáo huấn nhi tử,
tới trực tiếp như vậy thô bạo. Nghe nói thần thánh tính khí rất tốt, cái này gọi dễ tính. Nhìn đến Thần Hạo nằm dạp trên mặt đất, đỏ ngầu cả mắt, nước mắt đều kém chút rơi xuống, mọi người chỉ có thể thương hại. Dù sao bọn họ có chút không nghĩ ra, vì sao muốn vì Lý Thiên Mệnh giáo huấn Thần Hạo. Đạo lý rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh cũng đủ lớn khí, có trưởng bối khuyên giải, hắn trực tiếp nguyện ý cùng giải. Nhưng là, Thần Hạo lại cự tuyệt. Tinh Khuyết, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Đánh xong Thần Hạo về sau, Thần Thánh hỏi Tinh Khuyết một câu. Thúc, ta xem thường người này. Tinh Khuyết cắn răng nói. Cái kia tùy tiện ngươi, bất quá ta tặng ngươi một câu lời nói. Thần Thánh nói. Thúc mời nói. Ta và ngươi cha đều không nghĩ tới, hai chúng ta nhi tử, bố cục đều thấp như vậy. Các ngươi thành tựu hiện tại cùng tâm cảnh, cùng chúng ta năm đó so, sách giày cũng không xứng. Thần Thánh thản nhiên nói. Tinh Khuyết cúi đầu xuống, nắm chặt song quyền. Được, cho hai tử một chút mặt mũi. Mộ Dương nói một tiếng, để Tinh Khuyết cùng Thần Hạo đi trước. Thần Hạo, khi bọn hắn cúi đầu rời đi thời điểm, Thần Thánh hô một tiếng. Cha, có dặn dò gì? Thần Hạo cúi đầu nói. Trầm Uyên chiến trường, ngươi nếu có thể thắng được, ta vì cái này bàn tay trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Thần Thánh nói. Cha, ta nhớ kỹ. Thần Hạo khẽ cắn môi, cùng Tinh Khuyết cùng một chỗ, tại trong tầm mắt của mọi người rời đi Viêm Hoàng Tháp. Lý Thiên Mệnh không phải nói, cái kia bàn tay xem ra rất thoải mái.